Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hán Dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Tập 3 Quyển 21 Phẩm 10 Tạng Vô Tận Thứ 22 Bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm lại bảo các Bồ Tát rằng Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tạng quá khứ vị lai hiện tại chư phật đã nói sẽ nói và đang nói những gì là mười đó là tín tạng giới tạng tàm tạng quý tạng văn tạng thí tạng huệ tạng niệm tạng trì tạng biện tạng đó là mười phật tử những gì là tín tạng của đại bồ tát bồ tát này tin tất cả pháp đều không tin tất cả pháp đều không tướng tin tất cả pháp đều không nguyện tin tất cả pháp đều không làm tin tất cả pháp đều không phân biệt tin tất cả pháp đều không chỗ nương tin tất cả pháp đều không thể lường tin tất cả pháp đều vô thượng tin tất cả pháp đều khó siêu việt tin tất cả pháp đều không sinh nếu bồ tát hay tùy thuận tất cả pháp như vậy sinh niềm tin thanh tịnh rồi thì nghe các phật pháp không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe tất cả chư phật không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe cõi chúng sinh không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe pháp giới không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe cõi hư không không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe cõi niết bàn không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe đời quá khứ không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe đời vị lai không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược nghe đời hiện tại không thể nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược Nghe vào tất cả kiếp không thả nghĩ bàn tâm chẳng khiếp nhược Tại sao? Vì Bồ Tát này ở chỗ chư Phật Một lòng tin vững chắc biết trí huệ của Phật vô biên vô tận Ở trong mười phương vô lượng các thế giới Mỗi thế giới đều có vô lượng chư Phật Nơi vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc được đã ra đời, đang ra đời, sẽ ra đời, đã vào niết bàn, đang vào niết bàn, sẽ vào niết bàn. Trí huệ của chư Phật đó không tăng, không giảm, không sinh, không diệt, không tiến, không lùi, không gần, không xa, không biết, không bỏ. Bồ Tát này vào trí huệ của Đức Phật thành tựu tâm tin vô biên vô tận, đắc được niềm tin này rồi, thì tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng tạp loạn không thể phá hoại được không ô nhiễm chấp trước thường có căn bồn tùy thuận thánh nhân trụ nhà như lai hộ trì tất cả giống tánh của tất cả chư phật tăng trưởng tin hiểu của tất cả bồ tát tùy thuận căn lành của tất cả như lai sinh ra phương tiện của tất cả chư phật đó gọi là tín tạng của đại bồ tát Bồ Tát trụ nơi tín tạng này sẽ nghe và thọ trì tất cả Phật Pháp. Vì chúng sinh diễn nói đều khiến cho họ khai ngộ. Phật tử những gì là giới tạng của Đại Bồ Tát, Bồ Tát này thành tựu giới khắp lợi ích, giới chẳng thọ, giới chẳng trụ, giới không hối hận, giới không trái cãi, giới chẳng tổn hại, giới không tạp uế, giới không tham cầu, giới không lỗi lầm, giới không hủy phạm. Thế nào là giới lợi ích khắp? Bồ Tát này thọ trì giới thanh tịnh vốn là lợi ích tất cả chúng sinh, thế nào là giới chẳng thọ? Bồ Tát này chẳng thọ tất cả các giới của ngoại đạo tu hành, nhưng tánh tự tinh tấn phụng trì giới thanh tịnh bình đẳng của chư Phật Như Lai ba đời, thế nào là giới chẳng trụ? bồ tát này thọ trì giới thì tâm chẳng trụ dục giới tâm chẳng trụ sắc giới tâm chẳng trụ vô sắc giới tại sao vì chẳng cầu sinh về đó mà trì giới thế nào là giới không hối hận bồ tát này luôn được an trụ tâm không hối hận tại sao vì chẳng làm tội nặng chẳng làm xiểm nịnh dối trá chẳng phá tịnh giới thế nào là giới không trái cãi Bồ Tát này chẳng trái với giới của Phật chế ra, cũng chẳng tạo lập lại. Tâm luôn tùy thuận giới hướng về Niết Bàn, thọ trì đầy đủ, không có hủy phạm. Chẳng vì trì giới mà não hại chúng sinh khác, khiến cho họ sinh khổ. Chỉ muốn cho tất cả chúng sinh tâm thường hoan hỷ mà trì giới. Thế nào là giới không não hại? Bồ Tát chẳng vì trì giới mà học các chú thuật tạo những phương thuốc não hại chúng sinh chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà trì giới. Thế nào là giới chẳng tạp? Bồ Tát này chẳng chấp biên kiến, chẳng trì tạp giới, chỉ quán duyên khỏi, trì giới thoát khỏi ba cõi. Thế nào là giới không tham cầu? Bồ Tát này chẳng hiện tướng khác lạ, hình ảnh mình có đức, chỉ vì đầy đủ pháp pháp xuất ly mà trì giới. Thế nào là giới không lỗi lầm? bồ tát này chẳng tự cống cao nói mình trì giới thấy người phá giới cũng chẳng khinh khi phỉ báng khiến cho họ hổ thẹn chỉ một lòng trì giới thế nào là giới không hủy phạm bồ tát này vĩnh viễn dứt trừ giết hại trộm cắp tà dâm nói dối nói hai lưỡi chửi mắng và lời vô nghĩa tham sân si tả kiến thọ trì đầy đủ mười nghiệp lành lúc bồ tát trì giới không hủy phạm thì nghĩ như vậy tất cả chúng sinh hủy phạm tịnh giới đều do điên đảo chỉ có đức phật thế tôn biết được chúng sinh bởi nhân duyên gì mà sinh tâm điên đảo hủy phạm tịnh giới tôi phải thành tựu vô thượng bồ đề rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật khiến cho họ lìa điên đảo đó là giới tạng thứ hai của đại bồ tát phật tử những gì là tàm tạng của đại bồ tát Bồ Tát này nghĩ nhớ các điều ác đã làm trong quá khứ mà sinh tâm hổ thẹn. Bồ Tát đó tâm tự nghĩ rằng, tôi từ đời vô thủy đến nay, với các chúng sinh đều cùng nhau làm cha mẹ, anh em, chị em, nam nữ đủ tham sân si kiêu mạn xiểm nịnh dối trá và tất cả các phiền não khác nên não hại với nhau lăng đoạt lẫn nhau gian dâm giết hại lẫn nhau chẳng có việc ác nào mà không làm tất cả chúng sinh cũng đều như vậy vì các phiền não mà tạo ra các tội ác cho nên người người chẳng cung kính nhau chẳng tôn trọng nhau chẳng tùy thuận nhau chẳng khiêm nhường nhau chẳng chỉ dạy nhau chẳng hộ tiếc nhau lại giết hại nhau oán thù lẫn nhau tự nghĩ tôi và các chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại thực hành pháp không hổ thẹn ba đời chư phật đều thấy biết nếu nay không đoạn trừ hạnh không hổ thẹn thì chư phật ba đời cũng sẽ thấy tôi sao tôi vẫn thực hành không dứt không thể được do đó tôi phải chuyên tâm đoạn trừ để chứng vô thượng tránh đẳng tránh giác rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật đó gọi là tàm tạng thứ ba của đại bồ tát phật tử những gì là quý tạng của đại bồ tát bồ tát này tự thẹn từ thủa xưa đến nay ở trong năm dục có đủ thứ sự tham cầu không biết nhàm đủ, do đó mà tăng trưởng tham sân si tất cả phiền não, nay tôi không nên làm việc này nữa. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chúng sinh chẳng có trí huệ, khỏi các phiền não, làm đủ các pháp ác, chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, cho đến truyền chuyển, oán thù lẫn nhau, các việc ác như vậy chẳng có việc gì mà không làm, tạo rồi hoan hỉ tìm cầu sự khen ngợi đuôi mù không có mắt trí huệ chẳng thấy biết gì ở trong bụng mẹ nhập thai thọ sinh thành thân nhơ bẩn cho đến lúc tóc bạc mặt nhăn người có trí huệ quán sát đây chỉ là từ dâm dục mà sinh ra chẳng phải là pháp thanh tịnh ba đời chư phật thảy đều thấy biết nếu nay tôi vẫn làm việc đó tức là khi dối chư phật ba đời cho nên tôi phải tu hành hổ thẹn sớm thành tựu vô thượng tránh đẳng tránh giác rộng vì chúng sinh nói pháp chân thật đó gọi là quý tạng thứ tư của đại bồ tát phật tử những gì là văn tạng của đại bồ tát bồ tát này biết việc này có nên việc này có việc này không nên việc này không việc này khởi nên việc này khởi việc này diệt nên việc này diệt là pháp thế gian là pháp xuất thế gian là pháp hữu vi là pháp vô vi là pháp hữu ký là pháp vô ký những gì là việc này có nên việc này có đó là vô minh có nên hành có những gì là việc này không nên việc này không đó là thức không nên danh sắc không, những gì là việc này khởi nên việc này khởi, đó là ái khởi nên khổ khởi. Những gì là việc này diệt nên việc này diệt, đó là hữu diệt nên sinh diệt. Những gì là pháp thế gian, đó là sắc thọ tưởng hành thức. Những gì là pháp xuất thế gian, đó là giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Những gì là pháp hữu vi, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng sinh giới. Những gì là pháp vô vi, đó là hư không, niết bàn, số duyên diệt, phi số duyên diệt, duyên khởi, pháp tánh trụ. Những gì là pháp hữu ký, đó là bốn thánh đế, bốn quả sa môn, bốn biện, bốn vô sở ý, bốn niệm xứ, bốn tránh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần những gì là pháp vô ký đó là thế gian có bờ mé thế gian không bờ mé thế gian cũng có bờ mé cũng không bờ mé thế gian chẳng bờ mé chẳng không bờ mé thế gian có thường thế gian vô thường thế gian cũng có thường cũng vô thường thế gian chẳng có thường chẳng vô thường như lai diệt rồi có như lai diệt rồi không như lai diệt rồi cũng có cũng không như lai diệt rồi chẳng có chẳng không Tôi và chúng sinh có, tôi và chúng sinh không, tôi và chúng sinh cũng có cũng không, tôi và chúng sinh chẳng có chẳng không. Quá khứ có bao nhiêu Như Lai vào Niết bàn, bao nhiêu thanh văn Bích chi Phật vào Niết bàn, vị Lai có bao nhiêu Như Lai, bao nhiêu thanh văn Bích chi Phật, bao nhiêu chúng sinh, hiện tại có bao nhiêu Đức Phật trụ, bao nhiêu thanh văn Bích chi Phật trụ, bao nhiêu chúng sinh trụ. Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất, những vị thanh văn Bích chi Phật nào ra đời trước nhất, những vị chúng sinh nào ra đời trước nhất, những vị Như Lai nào ra đời sau cùng, những vị thanh văn Bích chi Phật nào ra đời sau cùng, những chúng sinh nào ra đời sau cùng, pháp nào trước nhất, pháp nào sau cùng? Thế gian từ nơi nào đến đi về chỗ nào? có bao nhiêu thế giới thành có bao nhiêu thế giới hoại thế giới từ nơi nào đến đi về chỗ nào những gì là bờ mé ban đầu của sinh tử những gì là bờ mé cuối cùng của sinh tử đó gọi là pháp vô ký. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh ở trong sinh tử không có đa văn, không thể biết rõ tất cả những pháp này, tôi phải phát tâm chỉ tạng đa văn để chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sinh mà nói pháp chân thật, đó là tạng đa văn thứ năm của Đại Bồ Tát. Phật tử những gì là thí tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát này thực hành mười thứ bố thí đó là phân giảm thí kiệt tận thí nội thí ngoại thí nội ngoại thí nhất thiết thí quá khứ thí vị lai thí hiện tại thí cứu kính thí phật tử những gì là bồ tát phân giảm thí bồ tát này bẩm tánh nhân từ thích làm bố thí nếu có thức ăn ngon chẳng tự ăn một mình mà muốn ban cho chúng sinh sau đó mới ăn phàm tất cả vật nhận được cũng đều như vậy. Nếu lúc mình ăn bèn nghĩ như vậy, trong thân của tôi có tám vạn hộ trùng nương tôi mà ở, thân tôi sung túc thì chúng cũng sung túc thân tôi đói khổ thì chúng cũng đói khổ nay tôi thọ tất cả thức ăn uống này nguyện khiến cho tất cả chúng sinh khắp được no đủ vì bố thí cho chúng nên tôi tự ăn chứ chẳng tham vị ngon lại nghĩ như vậy Tôi ở trong đêm dài, mến chấp thân này, muốn khiến cho sung túc mà ăn uống, nay đem những thức ăn này bố thí cho chúng sinh, nguyện thân thể tôi vĩnh viễn dứt tham chấp, đó gọi là phân giảm thí. Thế nào là Bồ Tát kiệt tận thí? Phật tử Bồ Tát này được các thứ thức ăn uống thượng hạng, hương hoa, quần áo, đồ tư xanh, nếu tự thọ dụng thì an vui sống lâu, nếu mình chẳng dùng mà đem bố thí cho người thì sẽ nghèo khổ chết sớm. Bấy giờ hoặc có người đến nói như vậy, nay Ngài hãy đem tất cả ban cho tôi. Bồ Tát tự nghĩ tôi từ vô thủy đến nay vì đói khát mà đã mất đi vô số thân, chưa từng lợi ích cho chúng sinh, dù nhỏ như sợi lông để được lợi lành. Nay tôi cũng sẽ giống như thủa xưa mà bỏ thân mạng Do đó hãy vì lợi ích chúng sinh tùy theo những gì mình có, tất cả đều xả bỏ, cho đến hết mạng sống cũng chẳng sẻ tiếc, đó gọi là kiệt tận thí. Thế nào là Bồ Tát nội thí? Phật tử Bồ Tát này tuổi trẻ mạnh khỏe, đoan tránh xinh đẹp, có hương hoa y phục, dùng trang nghiêm thân, mới thọ lễ quán đảnh, lên ngôi chuyển luân vương, đầy đủ bảy báu, thống trị bốn thiên hạ. Bấy giờ, hoặc có người đến bạch với vua rằng, Đại vương nên biết, nay tôi già yếu, thân mang bệnh nặng, côi cút gầy ốm, sắp chết mất. Nếu được tay chân máu thịt, đầu mắt tủy não của thân thể nhà vua, thì mạng sống của tôi sẽ mạnh khỏe sống lâu. Xin nguyện đại vương đừng có suy lường sẻ tiếc, chỉ thấy từ bi bố thí cho tôi. Bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy, nay thân thể này của tôi sau này rồi cũng sẽ chết, chẳng có lợi ích gì, nay đúng thời phải mau xả cứu chúng sinh. Nghĩ rồi liền bố thí, tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là nội thí. Thế nào là Bồ Tát ngoại thí? Phật tử Bồ Tát này tuổi trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, các tướng tốt đầy đủ, có hoa quý y phục thượng đẳng, dùng trang nghiêm thân mới thọ lễ quán đành lên ngôi chuyển luân vương đầy đủ bảy báu thống trị bốn thiên hạ bấy giờ hoặc có người đến bạch với vua rằng nay tôi rất bần cùng các khổ bức bách xin ngài nhân từ thương xót tôi xả bỏ ngôi vua này nhường lại cho tôi, để tôi thống trị, hưởng thọ phước lạc ngôi vua. Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ như vậy, tất cả sự giàu sang phồn vinh, tất sẽ suy tàn. Lúc suy tàn không thể làm lợi ích cho chúng sinh được nữa, nay tôi phải tùy sự yêu cầu của họ làm cho họ mãn nguyện. Nghĩ như vậy rồi liền bố thí, mà tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là ngoại thí thế nào là bồ tát nội ngoại thí phật tử bồ tát này như trên đã nói làm vua chuyển luân vương đầy đủ bảy báu thống trị bốn thiên hạ bấy giờ hoặc có người đến bạch với vua rằng ngồi vua chuyển luân vương này vua ngự trị đã lâu tôi chưa từng được xin nguyện đại vương hãy nhường cho tôi cùng với thân vua làm thần nô bọc cho tôi Bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ rằng thân tôi và châu báu cùng với ngôi vua đều là pháp vô thường tan hoại, nay tôi mạnh khỏe cường tráng, giàu có thiên hạ, kẻ xin hiện tiền đem vật không kiên cố để cầu pháp kiên cố. Nghĩ như vậy rồi liền bố thí cho đến dùng thân cung kính, chuyên cần làm tôi tớ, tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là nội ngoại thí thế nào là bồ tát thí tất cả phật tử bồ tát này cũng như nói ở trên làm vua chuyển luân vương đầy đủ bảy báu thống trị bốn thiên hạ bấy giờ có vô lượng người bần cùng đến trước mặt vua bèn nói rằng đại vương tiếng tăm vang khắp mười phương chúng tôi nghe tin nên đến đây chúng tôi đều có sở cầu xin đại vương thùy từ khắp khiến cho chúng tôi đều được đầy đủ bấy giờ các người nghèo ở chỗ đại vương đó hoặc cầu xin đất nước hoặc xin vợ con hoặc xin chân tay máu thịt tim gan đầu mắt tủy não bấy giờ bồ tát tâm nghĩ như vậy tất cả ân ái tất sẽ biệt ly mà đối với chúng sinh chẳng có sự lợi ích nay tôi vì muốn vĩnh viễn xả bỏ tham ái đem những thứ nhất định sẽ ly tán này làm mãn tâm nguyện của chúng sinh nghĩ như vậy rồi thảy đều đem bố thí tâm chẳng hối hận cũng chẳng sinh tâm khinh nhảm chúng sinh đó gọi là thí tất cả thế nào là bồ tát quá khứ thí bồ tát này nghe hết thảy công đức quá khứ của chư phật bồ tát Nghe rồi chẳng chấp trước, biết rõ thông đạt chẳng có, chẳng khởi phân biệt, chẳng tham, chẳng đắm. Cũng chẳng cầu lấy, không chỗ nương cậy, thấy pháp như mộng, chẳng có bền vững, nơi các căn lành, chẳng khởi hữu tưởng. Cũng chẳng chỗ nương, chỉ vì giáo hóa trước thủ chúng sinh, thành thục Phật Pháp mà vì họ diễn nói lại quán sát các pháp quá khứ tìm cầu mười phương đều không thể được nghĩ như vậy rồi nơi pháp quá khứ thảy đều xả bỏ đó gọi là quá khứ thí thế nào là bồ tát vị lai thí Bồ Tát này nghe chư Phật vị lai tu hành, thấu rõ thông đạt chẳng có, chẳng thủ lấy tướng, chẳng muốn vãng sanh về các cõi nước chư Phật, chẳng đắm chẳng chấp, cũng chẳng sinh nhàm chán chẳng đem căn lành hồi hướng về đó cũng chẳng ở nơi đó mà thối chuyển căn lành thường xuyên tu hành chưa từng xả bỏ chỉ muốn vì cảnh giới đó nhiếp lấy chúng sinh vì họ nói phép chân thật khiến cho họ thành thục phật pháp nhưng Pháp này chẳng có xứ sở, chẳng phải không xứ sở, chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng gần, chẳng xa. Lại nghĩ như vậy, nếu Pháp chẳng có, không thể, không xả, đó gọi là vị lai thí thế nào là bồ tát hiện tại thí bồ tát này nghe các trời tứ thiên vương trời ba mươi ba trời dạ ma trời đâu suất đà trời hóa lạc trời tha hóa tự tại trời phạm thiên trời phạm thân trời phạm phụ trời phạm chúng trời đại phạm trời quang thiên trời thiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời tịnh thiên trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh trời quảng thiên trời thiểu quảng trời vô lượng quảng trời quảng quả trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh cho đến nghe bậc thanh văn duyên giác đầy đủ công đức nghe rồi tâm của bồ tát này chẳng mê chẳng mất chẳng tụ chẳng tán chỉ quán các hạnh như mộng chẳng thật chẳng có tham trước vì khiến cho chúng sinh xả lìa cõi ác, tâm của ngài chẳng có phân biệt, tu Bồ Tát đạo thành tựu Phật pháp mà vì họ khai triển diễn nói, đó gọi là hiện tại thí thế nào là bồ tát cứu kính thí phật tử bồ tát này giả sử có vô lượng chúng sinh hoặc có người không mắt hoặc có người không tai hoặc có người không mũi lưỡi cùng với tay chân đến chỗ bồ tát bạch rằng thân tôi bạc phúc các căn tàn tật thiếu khuyết xin ngài nhân từ dùng phương tiện khéo léo xả bỏ những gì ngài có khiến cho tôi được đầy đủ bồ tát nghe rồi lập tức bố thí cho giả sử do đây trải qua a tăng kỷ kiếp các căn không đủ tâm bồ tát cũng chẳng sinh một niệm hối tiếc chỉ tự quán sát thân thể từ khi bắt đầu nhập thai thân hình chẳng thanh tịnh chịu cảnh sinh già bệnh chết lại quán thân này chẳng có chân thật chẳng có hổ thẹn chẳng phải là vật thánh hiền hôi dơ chẳng sạch, gân cốt chẳng chịt với nhau, máu thịt kết lại, chín lỗ thường chảy ra. Ai cũng nhòm gớm, quám như vậy rồi, chẳng sinh một tâm niệm thương tiếc chấp trước, lại nghĩ như vậy. Thân này nguy hiểm, suy nhược, chẳng có bền vững. Này sao tôi lại sinh tâm luyến ái chấp trước, nên đem bố thí cho họ, khiến cho họ mãn nguyện. Như chỗ tôi làm, dùng đây khai đạo tất cả chúng sinh khiến cho họ thân tâm chẳng sinh tham ái thảy đều được thành tựu trí thân thanh tịnh đó gọi là cứu kính thí đó là thí tạng thứ sáu của đại bồ tát phật tử những gì là huệ tạng của đại bồ tát bồ tát này nơi sắc biết như thật sắc tập biết như thật sắc diệt biết như thật sắc diệt đạo biết như thật Nơi thọ tưởng hành thức biết như thật, thọ tưởng hành thức tập biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt đạo biết như thật. Nơi vô minh biết như thật, vô minh tập biết như thật, vô minh diệt biết như thật, vô minh diệt đạo biết như thật. Nơi ái biết như thật, ái tập biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật nơi thanh văn biết như thật pháp thanh văn biết như thật thanh văn tập biết như thật thanh văn niết bàn biết như thật nơi độc giác biết như thật pháp độc giác biết như thật độc giác tập biết như thật độc giác niết bàn biết như thật nơi bồ tát biết như thật pháp bồ tát biết như thật bồ tát tập biết như thật bồ tát niết bàn biết như thật Biết như thế nào? Biết từ nghiệp báo các hành nhân duyên tạo tác, tất cả đều hư giả chẳng thật, chẳng có cái ta chẳng bền vững, chẳng có chút pháp có thể được thành lập. Muốn khiến cho chúng sinh biết thật tánh, rộng vì tuyên nói, nói những gì, nói các pháp không thể hoại. Những pháp gì không thể hoại, sắc không thể hoại, thọ tưởng hành thức không thể hoại vô minh không thể hoại, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp Bồ Tát không thể hoại. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không làm, chẳng có ai làm, không lời nói, không xứ sở, không sinh, không khởi, không cho, không lấy, không động chuyển, không tác dụng. Bồ Tát thành tựu vô lượng, huệ tạo như vậy. Dùng chút ít phương tiện thấu rõ tất cả Pháp, thì tự nhiên thông đạt không do kẻ khác giác ngộ. Huệ vô tận tạng này có 10 thứ không thể tận nên nói là vô tận. Những gì là 10, đó là đa văn thiện xảo nên không thể tận, gần gũi thiện tri thức nên không thể tận, khéo phân biệt câu nghĩa nên không thể tận, vào sâu pháp giới nên không thể tận, dùng một vị trí trang nghiêm nên không thể tận, tập tất cả phước đức tâm chẳng nhàm mỏi nên không thể tận, vào tất cả môn đà la ni nên không thể tận, phân biệt được lời lẽ âm thanh của tất cả chúng sinh nên không thể tận, dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh nên không thể tận, vì tất cả chúng sinh hiện tất cả thần lực của Phật để giáo hóa điều phục khiến cho họ tu hành không gián đoạn nên không thể tận. Đó là 10 đó là huệ tạng thứ bảy của đại bồ tát bồ tát trụ nơi tạng này đắc được trí huệ vô tận khắp khai ngộ tất cả chúng sinh phật tử thế nào là niệm tạng của đại bồ tát bồ tát này xả lìa nghi hoặc đắc được niệm đầy đủ nghĩ nhớ quá khứ một đời hai đời cho đến mười đời trăm đời ngàn đời trăm ngàn đời vô lượng trăm ngàn đời kiếp thành kiếp hoại kiếp thành hoại chẳng phải một kiếp thành chẳng phải một kiếp hoại trăm kiếp ngàn kiếp trăm ngàn ức na do tha cho đến vô lượng vô số vô biên vô đẳng bất khả số bất khả sưng bất khả tư bất khả lường bất khả thuyết bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp nhớ một danh hiệu phật cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu phật nhớ một vị phật ra đời nói thọ ký cho đến nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết vị phật ra đời nói thọ ký nhớ một vị phật ra đời nói tu đa la cho đến nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết vị phật ra đời nói tu đa la như tu đa la kỳ dạ thọ ký già đà ni đà na ưu đà na bổn sự bổn sinh phương quảng vị tằng hữu ví dụ luận nghị cũng đào như vậy nhớ một chúng hội cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết chúng hội nhớ diễn nói một pháp cho đến diễn nói bất khả thuyết bất khả thuyết pháp nhớ một căn đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết căn đủ thứ tánh Nhớ một căn vô lượng đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh, nhớ một phiền não đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, nhớ một tam muội đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh. Niệm tạng này có 10 thứ, đó là niệm vắng lặng, niệm thanh tịnh, niệm chẳng trược niệm minh triệt, niệm lìa trần, niệm lìa đủ thứ trần, niệm lìa cấu, niệm quang diệu, niệm khả ái lạc, niệm không chứa ngại. Bồ Tát trụ ở niệm này thì tất cả thế gian không thể nhiễu loạn, tất cả dị luận không thể biến động, căn lành đời trước đều được thanh tịnh, nơi các pháp thế gian không thể nhiễm trước, các ma ngoại đạo không thể phá hoại được, chuyển thân thọ sanh không quên mất quá khứ hiện tại vị lai nói pháp vô tận ở trong tất cả thế giới đồng ở với chúng sinh chưa từng lỗi lầm vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả chư phật chẳng có chướng ngại chỗ tất cả chư phật đều được gần gũi đó gọi là niệm tạng thứ tám của đại bồ tát phật tử thế nào là trì tạng của đại bồ tát bồ tát này thọ trì tu đa la của chư phật nói văn câu nghĩa lý chẳng có quên mất một đời thọ trì cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết đời thọ trì thọ trì một danh hiệu phật cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu phật thọ trì một kiếp số cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp số thọ trì một phật thọ ký cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết phật thọ ký Thọ trì một tu đa la cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết tu đa la Thọ trì một chúng hội cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết chúng hội Thọ trì diễn nói một pháp cho đến diễn nói bất khả thuyết bất khả thuyết pháp Thọ trì một căn vô lượng đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết căn vô lượng đủ thứ tánh thọ trì một phiền não đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết phiền não đủ thứ tánh thọ trì một tam muội đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội đủ thứ tánh phật tử trì tạm này vô biên khó viên mãn được khó đến được tột đáy khó được gần gũi không thể chế phục vô lượng vô tận đủ qua lực lớn là cảnh giới của phật chỉ có Phật mới thấu rõ được, đó gọi là trì tạng thứ 9 của Đại Bồ Tát. Phật tử thế nào là biện tạng của Đại Bồ Tát? Bồ Tát này có trí huệ thâm sâu, biết rõ thật tướng, rộng vì chúng sinh diễn nói các pháp chẳng trái với kinh điển của tất cả chư Phật nói pháp một phẩm cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết phẩm pháp nói một danh hiệu phật cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu phật như vậy nói một thế giới nói một phật thọ ký nói một tu đa la nói một chúng hội nói diễn một pháp nói một căn vô lượng đủ thứ tánh nói một phiền não vô lượng đủ thứ tánh nói một tam muội vô lượng đủ thứ tánh cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội vô lượng đủ thứ tánh hoặc một ngày diễn nói hoặc nửa tháng một tháng diễn nói hoặc trăm năm ngàn năm trăm ngàn năm diễn nói hoặc một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp trăm ngàn kiếp diễn nói hoặc trăm ngàn ức na do tha kiếp diễn nói hoặc vô số vô lượng cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp diễn nói kiếp số có thể hết nhưng nghĩa lý của một câu văn diễn nói khó hết được. Tại sao? Vì Bồ Tát này thành tựu mười thứ tạng vô tận. Thành tựu tạng này thì nhiếp được tất cả pháp môn Đà La Ni hiện ở trước. Trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni dùng làm quyến thuộc đắc được Đà La Ni này rồi. Thì dùng pháp quang minh để rộng vì chúng sinh diễn nói pháp khi Bồ Tát nói pháp thì dùng lưỡi rộng dài vang ra âm thanh vi diệu sung mãn mười phương tất cả thế giới, tùy theo căn tánh của chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ, tâm được hoan hỷ, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu ràng buộc, khéo vào tất cả âm thanh ngôn ngữ văn tự biện tài, khiến cho tất cả chúng sinh không dứt giống Phật, tâm thanh tịnh liên tục, cũng dùng pháp quang minh để diễn nói pháp chẳng có cùng tận chẳng sinh tâm mỏi mệt tại sao vì bồ tát này thành tựu vô biên thân tận hư không khắp pháp giới đó là biện tạng thứ mười của đại bồ tát tạng này vô cùng tận không phần đoạn không gián đoạn không đổi khác không chướng ngại không thối truyền thâm sâu không đáy khó có thể vào được vào khắp tất cả môn phật pháp Phật tử, mười thứ tạng vô tận này có mười thứ pháp vô tận khiến cho các Bồ Tát rốt giáo thành tựu vô thượng Bồ Đề. Những gì là mười? Vì lợi ích tất cả chúng sinh, vì dùng bổn nguyện khéo hồi hướng, vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt, vì tận cõi hư không đều khai ngộ tâm vô hạn, vì hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp trước, vì một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận vì đại nguyện tâm không đổi khác, vì khéo nhiếp lấy các Đà La Ni, vì được Chư Phật hộ niệm, vì thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn, đó là mười pháp vô tận, hay khiến cho chỗ thật hành của tất cả thế gian đều được rốt ráo đại tạng vô tận. Kinh Hoa nghiêm Đại phương quảng Phật quyển hai mươi hai phẩm Thăng lên cung trời đâu xuất thứ hai mươi ba bấy giờ do thần lực của đức phật mười phương tất cả thế giới mỗi mỗi bốn thiên hạ trong cõi diêm phù đà đều thấy đức như lai ngồi dưới cội bồ đề đều có bồ tát đương thần lực của đức phật mà diễn nói pháp ai cũng đều cho rằng mình luôn luôn ở trước đức phật lúc đó đức thế tôn lại dùng thần lực chẳng lìa khỏi dưới cội bồ đề này và đỉnh núi tu di cung trời dạ ma mà đi đến cung trời đâu xuất điện nhất thiết bảo trang nghiêm Bấy giờ vua trời đâu xuất ở xa thấy Đức Phật đến, lập tức bày tòa sư tử Ma Ni ở giữa điện. Tòa sư tử đó dùng các báu đẹp cõi trời làm thành do quá khứ tu hành các căn lành mà có được, do thần lực của tất cả như lai hiện ra, do vô lượng trăm ngàn ức na do tha a à tăng kỳ căn lành sinh ra, do tịnh pháp của tất cả như lai sinh khởi, có vô biên phước lực trang nghiêm sáng chói nghiệp báo thanh tịnh không thể phá hoại được. Người quan sát đều vui mừng chẳng có nhàm đủ, là pháp xuất thế chẳng phải pháp ô nhiễm thế gian. Tất cả chúng sinh đều đến quan sát, chẳng có ai biết hết sự tốt đẹp vi diệu của nó. Tòa sư tử đó có trăm vạn ước tầng cấp bao bọc chung quanh, trăm vạn ước lưới vàng, trăm vạn ước chướng hoa, trăm vạn ước chướng báu, trăm vạn ước chướng tràng hoa, trăm vạn ước chướng hương, răng bảy phía trên, tràng hoa thòng rủ xuống tỏa hương thơm sông khắp có trăm vạn ức lọng tràng hoa trăm vạn ức lọng báu chư thiên cầm giữ bốn mặt thẳng hàng trăm vạn ức y báu răng bày phía trên trăm vạn ức lầu các trói sáng trang nghiêm trăm vạn ức lưới ma ni trăm vạn ức lưới báu răng tre phía trên trăm vạn ức lưới chuỗi báu thòng rủ xuống khắp bốn phía trăm vạn ức lưới đổ trang nghiêm trăm vạn ức lưới lọng trăm vạn ức lưới y trăm vạn ức lưới chướng báu dùng răng ở phía trên Trăm vạn ước lưới hoa sen báu nở tỏa ra ánh sáng, trăm vạn ước lưới hương báu hương thơm mỹ diệu làm vui lòng đại chúng. Trăm vạn ước chướng linh báu, linh đó lay động vang ra tiếng hòa nhã, trăm vạn ước chướng chiên đàn báu, hương thơm sông khắp, trăm vạn ước chướng hoa báu, hoa đó sum xuê tươi tốt trăm vạn ước chướng y các màu sắc vi diệu ít có trên đời, trăm vạn ước chướng bồ tát, trăm vạn ước chướng tạm sắc, trăm vạn ước chướng vàng thật, trăm vạn ước chướng lưu ly, trăm vạn ước chướng đủ thứ báu, thảy đều răng bảy phía trên trăm vạn ước chướng tất cả báu báu đại ma ni dùng làm trang nghiêm, trăm vạn ước hoa báu tốt đẹp nghiêm sức khắp chung quanh, trăm vạn ước chướng tần bà sen tạp đặc thù vi diệu, trăm vạn ước chàng hoa báu, trăm vạn ước chàng hoa hương thòng rủ bốn phía, trăm vạn ước hương trời kiên cố hương đó sông khắp nơi, trăm vạn ước đồ anh lạc trời trang nghiêm, trăm vạn ước chuỗi hoa báu, trăm vạn ước ước chuỗi thắng tạng báu trăm vạn ước chuỗi mani báu trăm vạn ước chuỗi biển mani báu dùng trang nghiêm thân tòa trăm vạn ước tơ lụa báu đẹp dùng treo thòng rủ xuống trăm vạn ước nhân đà la kim cang báu trăm vạn ước tự tại mani báu trăm vạn ước rượu sắc tạng vàng thật dùng làm nghiêm sức trăm vạn ước tỷ lô giá na mani báu, trăm vạn ước nhân đà la mani báu, quang minh chiếu sáng, trăm vạn ước mani báu trời kiên cố, dùng làm cửa sổ, trăm vạn ước thanh tịnh công đức mani báu rực rỡ màu sắc vi diệu, trăm vạn ước thanh tịnh diệu Tạng báu, dùng làm cửa lớn, trăm vạn ước báu bán nguyệt tối thắng trong đời, trăm vạn ước Tạng báu mani ly cấu, trăm vạn ước sư tử diện ma ni báu sen tạp trang nghiêm trăm vạn ước tâm vương ma ni báu sở cầu như ý trăm vạn ước diêm phù đàn ma ni báu trăm vạn ước thanh tịnh tạng ma ni báu trăm vạn ước đế tràng ma ni báu đều phóng quang minh che phủ phía trên trăm vạn ước bạch ngân tạng ma ni báu trăm vạn ước tu di tràng ma ni báu trang nghiêm các tạng báu trăm vạn ước chuỗi chân châu trăm vạn ước chuỗi lưu ly, li, trăm vạn ước chuỗi báu màu đỏ trăm vạn ước chuỗi mani trăm vạn ước chuỗi báu quang minh trăm vạn ước chuỗi đủ thứ tạng mani trăm vạn ước chuỗi chân châu đỏ rất đáng ưa thấy trăm vạn ước chuỗi vô biên sắc tướng tạng mani báu trăm vạn ước chuỗi báu rất thanh tịnh không gì sánh bằng trăm vạn ước chuỗi thắng quang minh mani báu răng bày thòng rủ khắp chung quanh dùng để trang nghiêm trăm vạn ước thân mani thủ diệu nghiêm sức trăm vạn ước nhân đà la diệu sắc báu Trăm vạn ước hương chiên đàn đen, trăm vạn ước hương cảnh giới không thả nghĩ bàn, trăm vạn ước hương thập phương diệu, trăm vạn ước hương tối thắng, trăm vạn ước hương rất đáng ưa thích, đều tỏa hương thơm, sông khắp mười phương, trăm vạn ước hương tần bà la, sông khắp mười phương, trăm vạn ước hương tịnh quang, sông khắp chúng sinh trăm vạn ước hương đủ màu sắc không bỏ mé sông khắp tất cả cõi nước chư phật vĩnh viễn không tan mất trăm vạn ước hương thoa trăm vạn ước hương sông trăm vạn ước hương đốt mùi hương tỏa ra sông khắp tất cả trăm vạn ước hương hoa sen tạo trầm thủy vang ra âm thanh lớn trăm vạn ước hương du hí hay chuyển tâm của chúng sinh trăm vạn ước hương a lẩu na mùi thơm sông khắp hương vị thơm ngọt trăm vạn ức hương hay khai ngộ đến khắp tất cả khiến cho ai ngửi được các căn đều vắng lặng lại có trăm vạn ức hương vô tỷ hương vương đủ thứ sự trang nghiêm mưa trăm vạn ức mây hoa trời mưa trăm vạn ước mây hương trời mưa trăm vạn ước mây hương bột trời mưa trăm vạn ước mây hoa trời câu tô ma mưa trăm vạn ước mây hoa trời ba đầu ma mưa trăm vạn ước mây hoa trời yêu bát la mưa trăm vạn ước mây hoa trời câu vật đầu mưa trăm vạn ước mây hoa trời phân đà lợi mưa trăm vạn ước mây hoa trời mạn đà la, mưa trăm vạn ước mây tất cả hoa trời, mưa trăm vạn ước mây y trời, mưa trăm vạn ước mây ma ni báu, mưa trăm vạn ước mây lọng trời, mưa trăm vạn ước mây phan trời. Mưa trăm vạn ức mây mũ trời, mưa trăm vạn ức mây đổ trang nghiêm trời, mưa trăm vạn ức mây man báu trời mưa trăm vạn ức mây chuỗi báu trời, mưa trăm vạn ức mây hương trên đàn trời, mưa trăm vạn ức mây hương trầm thủy trời, kiến tạo trăm vạn ức tràng báu, treo trăm vạn ức phan báu, thòng rủ trăm vạn ức tơ lụa báu, đốt trăm vạn ức lò hương, bảy trăm vạn ức man báu cầm trăm vạn ức quạt báu, cầm trăm vạn ức phất báu, treo trăm vạn ức lưới linh báu, gió thổi lay động, vang ra tiếng vi diệu, trăm vạn ức lan can bao bọc chung quanh, trăm vạn ức cây báu đa la, thứ lớp thẳng hàng, trăm vạn ức cửa sổ báu đẹp, mỹ lệ trang nghiêm, trăm vạn ức cây báu che mát khắp chung quanh, trăm vạn ức lầu các báu, nối dài nghiêm sức, trăm vạn ức cửa báu, răng báu, bảy chuỗi báu, trăm vạn ước linh vàng vang ra tiếng vi diệu, trăm vạn ước chuỗi tướng cát tường nghiêm tịnh rủ xuống, trăm vạn ước báu tất đẻ ca, hay trừ các điều ác, trăm vạn ước tạng vàng, vàng tơ theo thành, trăm vạn ước lọng báu do các thứ báu làm cán, cầm giữ thẳng hàng, trăm vạn ước lưới đồ tất cả báu trang nghiêm, thảy đều trang nghiêm, xen kẽ với nhau trăm vạn ước quang minh báu, phóng ra đủ thứ ánh sáng, trăm vạn ước quang minh, chiếu sáng khắp mọi nơi, trăm vạn ước nhật tạng luân, trăm vạn ước nguyệt tạng luân, đều do vô lượng sắc báu tập thành, trăm vạn ước hương lửa ngọn, ánh sáng chiếu triệt. Trăm vạn ước tạm hoa sen, đua nở tươi tốt, trăm vạn ước lưới báu, trăm vạn ước lưới hoa, trăm vạn ước lưới hương che phủ phía trên trăm vạn ước y báu trời trăm vạn ước y trời màu xanh trăm vạn ước y trời màu vàng trăm vạn ước y trời màu đỏ trăm vạn ước y trời màu kỳ diệu trăm vạn ước y trời đủ thứ báu kỳ diệu trăm vạn ước y đủ thứ hương sông trăm vạn ước y tất cả báu làm thành trăm vạn ước y tươi trắng thảy đều khéo răng bầy ai thấy cũng hoan hỉ trăm vạn ước chàng linh trời trăm vạn ước chàng tràng lưới vàng, vang ra âm thanh vi diệu. Trăm vạn ước tràng trời theo, các tia đầy đủ, trăm vạn ước tràng hương, răng bảy lưới hương, trăm vạn ước tràng hoa, mưa xuống tất cả hoa, trăm vạn ước tràng y trời, treo răng y đẹp, trăm vạn ước chàng báu ma ni trời do các thứ báu trang nghiêm trăm vạn ước chàng đồ trang nghiêm trời các thứ đồ trang sức trăm vạn ước chàng man trời đủ thứ các hoa man bày hàng khắp bốn phía trăm vạn ước chàng lọng trời linh báu hòa kêu nghe được đều hoan hỉ trăm vạn ước la trời vang ra âm thanh vi diệu trăm vạn ước trống trời vang ra âm thanh lớn trăm vạn ước không hầu trời vang ra âm thanh vi diệu trăm vạn ước mâu ni la trời vang ra âm thanh lớn vi diệu trăm vạn ước các tạp nhạc trời đồng thời đều tấu lên trăm vạn ước nhạc trời tự tại vang ra âm thanh vi diệu âm thanh đó vang đến khắp tất cả cõi phật trăm vạn ước nhạc trời biến hóa âm thanh như tiếng vang ứng khắp tất cả trăm vạn ước chống trời do đánh mà vang ra âm thanh vi diệu trăm vạn ước nhạc trời như ý tự nhiên vang ra tiếng âm tiết hòa với nhau trăm vạn ước các tạp nhạc trời vang ra âm thanh vi diệu diệt trừ các phiền não trăm vạn ước tiếng vừa ý khen ngợi cúng dường trăm vạn ước tiếng rộng lớn khen ngợi thừa sự trăm vạn ước tiếng thâm sâu khen ngợi tu hành trăm vạn ước các tiếng hay khen nghiệp quả của phật trăm vạn ước tiếng vi tế khen lý như thật trăm vạn ước tiếng chân thật không chướng ngại khen hạnh xưa của Phật, trăm vạn ức tiếng thanh tịnh, khen ngợi quá khứ cúng dường chư Phật, trăm vạn ức tiếng pháp môn, khen ngợi sự vô ý tối thắng của chư Phật, trăm vạn ức tiếng vô lượng, khen công đức vô tận của các Bồ Tát, trăm vạn ức tiếng Bồ Tát địa, khen ngợi khai thị hạnh tương ưng của tất cả Bồ Tát địa. Trăm vạn ức tiếng không đoạn tuyệt, khen công đức của Phật, chẳng có đoạn tuyệt, trăm vạn ước tiếng tùy thuận, tán thán khen ngợi hạnh thấy Phật, trăm vạn ước tiếng Pháp thâm sâu, khen ngợi tất cả Pháp vô ngại, trí lý tương ưng, trăm vạn ước tiếng rộng lớn, tiếng đó sung mãn tất cả cõi Phật, trăm vạn ước tiếng vô ngại thanh tịnh, Tùy tâm ưa thích đều khiến cho họ hoan hỉ, trăm vạn ước tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho người nghe vào sâu pháp tánh, trăm vạn ước tiếng hoan hỉ khiến cho người nghe tâm chẳng chướng ngại, tin sâu cung kính, trăm vạn ước tiếng cảnh giới Phật, tùy sự phát ra thảy đều khai ngộ tất cả pháp nghĩa, trăm vạn ước tiếng đà la ni, khéo diễn nói tất cả câu pháp khác nhau, quyết rõ tạng bí mật của Như Lai, trăm vạn ước tiếng tất cả pháp, tiếng đó hòa sướng khắc hòa các thứ nhạc có trăm vạn ước Bồ Tát ban đầu phát tâm hốt nhiên thấy tòa sư tử, càng thêm tăng trưởng tất cả trí tâm, trăm vạn ước Bồ Tát trị địa, tâm thanh tịnh hoan hỷ, trăm vạn ước Bồ Tát tu hành, ngộ hiểu thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát sinh quý trụ, trụ thắng trí lạc, trăm vạn ước Bồ Tát phương tiện đầy đủ khởi hạnh đại thừa, trăm vạn ước Bồ Tát tránh tâm trụ, riêng tu tất cả đạo Bồ Tát. Trăm vạn ước Bồ Tát bất thối, tịnh tu tất cả bậc Bồ Tát, trăm vạn ước Bồ Tát đồng chân, được tất cả tam muội quang minh của Bồ Tát, trăm vạn ước Bồ Tát pháp vương tử vào cảnh giới chư Phật không thẢ nghĩ bàn, trăm vạn ước Bồ Tát quán đảnh, hiện được thập lực của vô lượng Như Lai, trăm vạn ước Bồ Tát được thần thông tự tại Trăm vạn ước Bồ Tát sinh ra sự hiểu biết thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát tâm sinh ưa thích, trăm vạn ước Bồ Tát tin sâu chẳng hoại, trăm vạn ước Bồ Tát thế lực rộng lớn, trăm vạn ước Bồ Tát tiếng đồn tăng trưởng, trăm vạn ước Bồ Tát diễn nói pháp nghĩa, khiến cho trí huệ quyết định, trăm vạn ước Bồ Tát tránh niệm chẳng loạn, trăm vạn ước Bồ Tát sinh trí huệ quyết định trăm vạn ước bồ tát được sức nghe thọ trì thọ trì tất cả phật pháp trăm vạn ước bồ tát sinh ra vô lượng giác ngộ hiểu biết rộng lớn trăm vạn ước bồ tát an trụ tín căn trăm vạn ước bồ tát đắc được bố thí ba la mật hay bố thí tất cả trăm vạn ước Bồ Tát đắc được trì giới Ba La Mật giữ đầy đủ các giới trăm vạn ước Bồ Tát đắc được nhẫn nhục Ba La Mật tâm chẳng vọng động thảy đều nhẫn thọ được tất cả Phật pháp trăm vạn ước Bồ Tát đắc được tinh tấn Ba La Mật hay thực hành vô lượng tinh tấn xuất ly trăm vạn ước bồ tát đắc được thiền ba la mật đầy đủ vô lượng thiền định quang minh trăm vạn ước bồ tát đắc được bát nhã ba la mật trí huệ quang minh chiếu sáng khắp trăm vạn ước bồ tát thành tựu đại nguyện thảy đều thanh tịnh trăm vạn ước bồ tát đắc được đèn trí huệ chiếu rõ pháp môn trăm vạn ước bồ tát đắc được pháp quang của mười phương chư phật chiếu soi trăm vạn ước bồ tát đến khắp mười phương diễn nói pháp lìa ngu si trăm vạn ước bồ tát vào khắp tất cả cõi nước chư phật trăm vạn ước Bồ Tát, Pháp thân tùy thời đến tất cả cõi nước chư Phật, trăm vạn ước Bồ Tát, được âm thanh của Phật hay rộng khai ngộ, trăm vạn ước Bồ Tát đắc được sinh ra tất cả trí phương tiện, trăm vạn ước Bồ Tát đắc được thành tựu tất cả pháp môn, trăm vạn ước Bồ Tát thành tựu pháp trí, giống như thật tràng hay hiển bày khắp tất cả Phật Pháp, trăm vạn ước Bồ Tát thị hiện được cảnh giới của Như Lai. Trăm vạn ước các thiên tử, cung kính lễ bái, trăm vạn ước long vương, quán sát không nhàm mỏi, trăm vạn ước dạ xoa vương, chắp tay trên đỉnh đầu, trăm vạn ước càn thát bà vương khỏi tâm tin thanh tịnh trăm vạn ước a tu la vương dứt tâm kiêu mạn trăm vạn ước ca lô la vương miệng ngậm vải lụa trăm vạn ước khẩn na la vương hoan hỉ nhảy nhót trăm vạn ước ma hầu la già vương hoan hỉ chiêm ngưỡng trăm vạn ước chủ thế gian cúi đầu làm lễ trăm vạn ước đao lợi thiên vương chiêm ngưỡng không nháy mắt trăm vạn ước dạ ma thiên vương hoan hỉ khen ngợi trăm vạn ước đâu xuất thiên vương trải thân làm lễ trăm vạn ước hóa lạc thiên vương đỉnh đầu kính lễ trăm vạn ước tha hóa thiên vương cung kính chắp tay trăm vạn ước phạm thiên vương một lòng quán sát trăm vạn ước ma hê thủ la thiên vương cung kính cúng dường trăm vạn ước bồ tát phát tiếng khen ngợi trăm vạn ước thiên nữ chuyên tâm cúng dường trăm vạn ước trời đồng nguyện nhảy nhót hoan hỉ trăm vạn ước trời thủa xưa cùng ở khen ngợi tiếng hay trăm vạn ước trời phạm thân bảy thân kính lễ trăm vạn ước trời phạm phụ chắp tay trên đỉnh trăm vạn ước trời phạm chúng vây quanh hầu hạ trăm vạn ước trời đại phạm khen ngợi tán thán vô lượng công đức Trăm vạn ước trời thiên quang, năm thẻ sát đất Trăm vạn ước trời thiểu quang, tuyên dương khen ngợi Phật ra đời khó gặp được Trăm vạn ước trời vô lượng quang, từ xa hướng về Đức Phật làm lễ Trăm vạn ước trời quang âm, khen ngợi như lai rất khó gặp được Trăm vạn ước trời tịnh, với cung điện đều đi đến đây Trăm vạn ước trời thiểu tịnh dùng tâm thanh tịnh cúi đầu làm lễ trăm vạn ước trời vô lượng tịnh nguyện muốn gặp phật nằm dài dưới đất trăm vạn ước trời biến tịnh cung kính tôn trọng gần gũi cúng dường trăm vạn ước trời quảng thiên nhớ lại căn lành thủa xưa trăm vạn ước trời thiểu quảng ở chỗ như lai sinh nghĩ tưởng hy hữu trăm vạn ước trời vô lượng quảng quyết định tôn trọng sinh các nghiệp lành, trăm vạn ước trời quảng quả, cúi mình cung kính, trăm vạn ước trời vô não, tín căn kiên cố, cung kính lễ bái, trăm vạn ước trời vô nhiệt, chắp tay niệm Phật. Chẳng khi nào nhàm đủ Trăm vạn ước trời thiện kiến Đầu mặt làm lễ Trăm vạn ước trời thiện hiện Niệm cúng dường Phật tâm chẳng giải đãi trăm vạn ước trời sắc cứu kính cung kính đảnh lễ trăm vạn ước đủ thứ các vị trời đều đại hoan hỉ phát ra tiếng khen ngợi trăm vạn ước chư thiên ai nấy đều tư duy để làm sự trang nghiêm trăm vạn ước bồ tát thiên hộ trì phật tòa trang nghiêm chẳng đoạn tuyệt trăm vạn ước hoa thủ bồ tát mưa xuống tất cả hoa trăm vạn ước hương thủ bồ tát mưa xuống tất cả hương trăm vạn ước man thủ bồ tát mưa xuống tất cả tràng hoa trăm vạn ức mạt hương thủ bồ tát mưa xuống tất cả hương bột trăm vạn ức đồ hương thủ bồ tát mưa xuống tất cả hương thoa trăm vạn ức y thủ bồ tát mưa xuống tất cả y trăm vạn ức cái thủ bồ tát mưa xuống tất cả lọng trăm vạn ức tràng thủ bồ tát mưa xuống tất cả tràng trăm vạn ước phan thủ bồ tát mưa xuống tất cả phan trăm vạn ước bảo thủ bồ tát mưa xuống tất cả châu báu trăm vạn ước trang nghiêm thủ bồ tát mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm trăm vạn ước các thiên tử từ thiên cung đi đến chỗ tòa của đức phật trăm vạn ước các thiên tử dùng tâm tin thanh tịnh và cung điện cùng nhau đi đến trăm vạn ước sinh quý thiên tử dùng thân giữ tòa trăm vạn ước quán đảnh thiên tử dùng toàn thân giữ tòa. Trăm vạn ước tư duy Bồ Tát cung kính tư duy, trăm vạn ước sinh quý Bồ Tát phát tâm thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát các căn vui mừng, trăm vạn ước Bồ Tát tâm thanh tịnh thâm sâu, trăm vạn ước Bồ Tát tin hiểu thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát các nghiệp thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát thọ sinh tự tại trăm vạn ước bồ tát pháp quang chiếu sáng trăm vạn ước bồ tát thành tựu các bậc trăm vạn ước bồ tát khéo giáo hóa tất cả chúng sinh trăm vạn ước căn lành sinh ra trăm vạn ước chư phật hộ trì trăm vạn ước phước đức viên mãn trăm vạn ước tâm thủ thắng thanh tịnh trăm vạn ước đại nguyện nghiêm khiết trăm vạn ước thiện hạnh sinh khởi trăm vạn ước pháp lành kiên cố trăm vạn ước thần lực thị hiện trăm vạn ước công đức thành tựu, trăm vạn ước pháp khen ngợi, dùng để khen ngợi. Như đầu xuất thiên vương ở thế giới này, vì như lai mà trang trí tỏa cao, các đầu xuất thiên vương của tất cả thế giới cũng đều vì Đức Phật trang trí tỏa báu, trang nghiêm như vậy, nghi thức như vậy, tin vui thích như vậy, tâm thanh tịnh như vậy, vui mừng như vậy, hoan hỷ như vậy, tôn trọng như vậy, sinh nghĩ tưởng hy hi hữu như vậy nhảy nhót như vậy khát ngưỡng như vậy thảy đều giống nhau bấy giờ đâu xuất thiên vương vì như lai trang bày tòa rồi tâm sinh tôn trọng với mười vạn ức a tăng kỳ thiên tử đâu xuất phụng nghênh đức như lai dùng tâm thanh tịnh mưa xuống mây hoa màu sắc nhiều a tăng kỳ mưa mây hương màu sắc không nghĩ bàn mưa mây tràng hoa đủ thứ màu sắc mưa mây trên đàn rộng lớn thanh tịnh mưa vô lượng đủ thứ mây lọng mưa mây y trời đẹp mịn mưa vô biên mây báu đẹp mưa mây đồ trang nghiêm trời mưa vô lượng đủ thứ mây hương đốt mưa tất cả mây hương bột trên đàn trầm thủy kiên cố các chúng thiên tử ai nấy đều từ trong thân phóng ra các thứ mây đó rồi Bấy giờ trong ngàn ước A Tăng Kỳ đâu xuất thiên tử, cùng với các chúng thiên tử khác trong Pháp hội tâm đại hoan hỷ, cung kính đảnh lễ. A Tăng Kỳ thiên nữ nhảy nhót gieo mừng, nhìn kỹ Đức Như Lai. Trong cung trời đâu xuất có các chúng Bồ Tát, nhiều bất khả thuyết, trụ ở trong hư không, chuyên tâm cúng dường Đức Phật, nhiều hơn đồ cúng dường của các thiên tử, cung kính làm lễ rồi có a tăng kỳ âm nhạc đồng thời hòa tấu lên bấy giờ do oai thần lực của như lai do căn lành thủa xưa do sức tự tại không thể nghĩ bàn tất cả chư thiên và các thiên nữ trong cung đâu xuất từ xa đều thấy đức phật như ở trước mắt đồng thời nghĩ rằng Đức Như Lai ra đời khó có thể gặp được. Tôi nay được thấy bậc đủ nhất thiết trí, bậc tránh đẳng giác, nơi Pháp vô ngại, tư duy như vậy, quán sát như vậy. Với các chúng hội, thảy đều cùng nhau đồng thời nghênh tiếp Đức Như Lai. Ai nấy dùng y trời đựng tất cả hoa, đựng tất cả hương, đựng tất cả báu, đựng tất cả đồ trang nghiêm, đựng tất cả hương bột trên đàn trời, đựng tất cả hương trầm thủy trời, đựng tất cả hương bột báu trời vi diệu, đựng tất cả hương hoa trời, đựng tất cả hoa trời mạng đà la. Thảy đều giải lên cúng dường Đức Phật, trăm vạn ước na do tha a tăng kỳ thiên tử trời đâu xuất trụ ở trong hư không, đều ở chỗ Đức Phật khỏi tâm trí họa cảnh giới. Đốt tất cả hương, khói hương kết thành mây, trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật Khỏi tâm hoan hỷ, mưa tất cả mây hoa trời, trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật Khỏi tâm tôn trọng, mưa tất cả mây lọng trời, trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật Khởi tâm cúng dường, giải tất cả mây tràng hoa trời, trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật, sinh tâm tin hiểu, răng bầy A Tăng Kỳ lưới vàng, che phủ hư không. Tất cả linh báu thường vang ra tiếng vi diệu. Lại ở chỗ Đức Phật, sinh tâm ruộng phước tối thắng. Dùng A Tăng Kỳ trướng, trang nghiêm hư không. Mưa tất cả mây chuỗi, chẳng có đoạn tuyệt. Lại ở chỗ Đức Phật, sinh tâm tin thâm sâu dùng a tăng kỳ các cung điện trời trang nghiêm hư không tất cả nhạc trời vang ra âm thanh vi diệu lại ở chỗ đức phật sinh tâm tối thắng khó gặp dùng a tăng kỳ mây y trời đủ thứ màu sắc trang nghiêm hư không mưa xuống đủ thứ y đẹp không gì sánh bằng lại ở chỗ đức phật sinh tâm vô lượng hoan hỉ nhảy nhót dùng a tăng kỳ các mũ báu trời trang nghiêm hư không mưa xuống vô lượng mũ trời, rộng lớn kết thành mây, lại ở chỗ Đức Phật sinh tâm hoan hỷ, dùng A Tăng kỳ châu báu đủ thứ màu sắc. Trang nghiêm hư không, mưa xuống tất cả mây chuỗi không có đoạn tuyệt. Trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ Thiên Tử đều ở chỗ Đức Phật sinh tâm tin thanh tịnh, giải vô số hoa trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số hương trời đủ thứ màu sắc để cúng dường như lai, lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa, cầm vô số hương bột trên đàn trời đủ thứ màu sắc, giải lên như lai để cúng dường, lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm hoan hỷ nhảy nhót, cầm vô lượng lọng đủ thứ màu sắc đi theo như lai. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tăng thượng, cầm vô số y báu trời đủ thứ màu sắc, trải trên đường để cúng dường như lai. Lại ở chỗ Đức Phật, khởi tâm thanh tịnh, cầm vô số tràng báu trời đủ thứ màu sắc để nghênh tiếp cúng dường như lai. Lại ở chỗ Đức Phật, khởi tâm tăng thượng hoan hỷ, cầm vô số đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc cúng dường như lai. Lại ở chỗ Đức Phật, sinh tâm tin bất hoại, cầm vô số chảng hoa báu trời cúng dường như lai lại ở chỗ đức phật sinh tâm hoan hỷ vô tỷ cầm vô số phan báu trời đủ thứ màu sắc cúng dường như lai trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ các thiên tử dùng tâm điều thuận tịch tĩnh không phóng giật cầm vô số nhạc trời đủ thứ màu sắc vang ra âm thanh vi diệu cúng dường như lai trong ngàn ức na do tha bất khả thuyết, các chúng Bồ Tát ở trước cung trời đâu xuất, dùng pháp sinh ra vượt qua từ ba cõi. Hành sinh ra lìa các phiền não, tâm sinh ra khắp cùng vô ngại. Pháp sinh ra phương tiện thâm sâu, trí sinh ra rộng lớn vô lượng, niềm tin thanh tịnh kiên cố tăng trưởng, căn lành không nghĩ bản sinh ra. A à tăng kỳ thiện xảo biến hóa thành tựu, tâm cúng dường Phật hiện ra, ấn pháp môn vô tác, các đồ cúng dường vượt hơn chư thiên để cúng dường Đức Phật, dùng tất cả lọng báu từ ba la mật sinh ra tất cả chướng hoa từ nơi hiểu thanh tịnh tất cả cảnh giới phật sinh ra tất cả y từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra tất cả lưới linh vào pháp kim cang tâm vô ngại sinh ra tất cả hương kiên cố từ tâm hiểu tất cả pháp như huyễn sinh ra tất cả phật chúng tòa diệu báu từ tâm khắp cùng tất cả Phật cảnh giới như lai tòa sinh ra, tất cả tràng báu từ cúng dường Phật tâm không giải đãi sinh ra, tất cả cung điện báu chỗ Phật ở từ sự hiểu các pháp như mộng tâm hoan hỷ sinh ra không chấp trước căn lành không sinh căn lành sinh ra tất cả mây hoa sen báu tất cả mây hương kiên cố tất cả mây hoa vô biên sắc tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp tất cả mây hương chiên đàn thanh tịnh vô biên tất cả mây lọng báu đẹp trang nghiêm tất cả mây hương đốt tất cả mây tràng hoa đẹp tất cả mây đồ trang nghiêm thanh tịnh đều khắp pháp giới hơn hẳn đồ các chư thiên cúng dường để cúng dường Phật. Trên mỗi thân của các Bồ Tát đó đều hiện ra bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát, thảy đều đầy khắp pháp giới hư không giới. Tâm của các ngài đồng với ba đời chư Phật dùng pháp từ không điên đảo khởi lên, sức gia trì của vô lượng như lai, khai thị chúng sinh đạo an ổn, đầy đủ bất khả thuyết danh vị cú, vào khắp vô lượng pháp trong tất cả đà la ni, sinh ra tạng biện tài không thể cùng tận. Tâm chẳng sợ hãi, sinh đại hoan hỷ, dùng bất khả thuyết, vô lượng, vô tận như thật khen ngợi Pháp, khen ngợi như lai, chẳng có nhàm đủ. you <laughs> Bấy giờ tất cả chư thiên và các chúng Bồ Tát thấy Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác không thể nghĩ bàn, đại anh hùng trong loài người, thân Phật vô lượng không thể tính đếm, hiện đủ thứ thần biến không thể nghĩ bàn, khiến cho vô số chúng sinh tâm đại hoan hỷ, khắp cùng tất cả cõi hư không, tất cả pháp giới, dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho mình, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi căn lành thể thị hiện vô lượng thần lực của chư Phật, vượt qua tất cả các đường lời lẽ, các đại Bồ Tát cùng khâm phục kính ngưỡng, tùy sự ứng hóa, đều khiến cho họ hoan hỷ. Trụ nơi thân rộng lớn của chư Phật, công đức căn lành đều đã thanh tịnh, sắc tướng bậc nhất, chẳng có ai hơn được cảnh giới trí huệ không thể cùng tận từ trong tam muội vô tỷ sinh ra thân phật chẳng có bờ mé trụ khắp ở trong tất cả thân chúng sinh khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỷ, khiến cho tất cả chủng tánh trí huệ không đạn tuyệt bồ tát trụ nơi chỗ trụ rốt giáo của chư phật sinh vào nhà của ba đời chư phật khiến cho các chúng sinh nhiều không thể tính đếm sinh niềm tin hiểu biết thanh tịnh khiến cho trí huệ của tất cả bồ tát đều thành tựu các căn vui thích mây pháp che khắp hư không pháp giới giáo hóa điều phục chúng sinh không xót thừa tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ khiến cho họ an trụ nơi trí huệ không phân biệt vượt qua trên tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết trí phóng đại quang minh căn lành đời trước đều khiến cho hiển hiện khắp khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại nguyện khiến cho họ an trụ nơi trí huệ phổ hiền không thể hoại trụ khắp tất cả cõi nước chúng sinh từ trong chánh pháp bất thối mà sinh ra trụ nơi tất cả pháp giới bình đẳng biết rõ cơ nghi tâm của chúng sinh hiện bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ thân như lai like khác nhau chẳng phải lời lẽ thế gian có thể khen ngợi hết được hay khiến cho tất cả chúng sinh thường nhớ niệm phật đầy khắp pháp giới rộng độ quần sinh tùy người sơ phát tâm muốn được lợi ích mà dùng pháp bố thí khiến cho họ được điều phục tin hiểu thanh tịnh thị hiện sắc thân không thể nghĩ bàn, bình đẳng quán sát chúng sinh, tâm không chấp trước, trụ nơi vô ngại, đắc được mười lực của Phật không có chướng ngại, tâm thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ nhất thiết trí, khéo khai thị diễn nói, đủ thứ câu văn nghĩa lý chân thật. Vào được biển trí huệ thâm sâu không bỏ mé, sinh ra vô lượng công đức trí huệ tạng, luôn luôn dùng Phật nhật chiếu khắp pháp giới, tùy theo nguyện lực thủa xưa, thường hiện không ẩn mất, luôn luôn trụ nơi pháp giới, trụ chỗ Phật trụ, chẳng có biến đổi, nơi cái ta và của ta, đều chẳng chấp trước, trụ nơi pháp xuất thế gian, chẳng nhiễm pháp thế gian nơi tất cả thế gian kiến lập chàng trí huệ trí huệ đó rộng lớn vượt khỏi thế gian không nhiễm trước cứu các chúng sinh khiến cho họ thoát khỏi bùn lầy để nơi trí huệ tối thượng hết thảy phước đức lợi ích chúng sinh mà không hết được biết rõ trí huệ của tất cả bồ tát tin và xu hướng quyết định sẽ thành chánh giác dùng đại từ bi hiện bất khả thuyết vô lượng thân phật đủ thứ sự trang nghiêm dùng âm thanh vi diệu để diễn nói vô lượng pháp tùy theo ý của chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ tại quá khứ vị lai hiện tại tâm thường thanh tịnh khiến cho các chúng sinh chẳng chấp trước cảnh giới luôn thọ ký cho tất cả các bồ tát khiến cho các ngài đều vào trong chủng tánh của phật sinh tại nhà phật được phật quán đảnh Thường du hành mười phương chưa từng ngừng nghỉ mà nơi tất cả chẳng vui thích chấp trước pháp giới cõi Phật thảy đều đi đến, tâm của các chúng sinh thảy đều biết rõ, hết thảy phước đức xuất thế thanh tịnh, chẳng trụ sinh tử, mà nơi thế gian như hình ảnh hiện khắp. Dùng trí huệ mặt trăng, chiếu khắp pháp giới, thông đạt tất cả, thẻ đều không có chỗ được, luôn dùng trí huệ, biết các thế gian như huyễn, như hình ảnh, như mộng, như biến hóa, tất cả đều lấy tâm, làm tự tánh, như vậy mà trụ. Tùy theo các chúng sinh nghiệp báo khác nhau, tâm ưa thích khác nhau, các căn đều khác nhau mà thị hiện thân Phật. Như Lai luôn dùng vô số chúng sinh mà vì họ sở duyên, để vì họ nói thế gian đều do duyên khởi, biết các pháp tướng thảy đều vô tướng chỉ là một tướng, gốc của trí huệ. Muốn khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự chấp trước các tướng, nên thị hiện tất cả tánh và tướng của thế gian. Mà hành nơi thế gian vì họ khai thị vô thượng bồ đề vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh nên xuất hiện nơi thế gian khai thị Phật đạo khiến cho họ được thấy thân tướng của Như Lai phan duyên nghĩ nhớ siêng năng tu tập để diệt trừ tướng phiền não của thế gian tu hạnh bồ đề tâm chẳng tán loạn lay động nơi môn đại thừa đều đắc được viên mãn thành tựu nghĩa lợi của tất cả chư Phật đều có thể quán sát căn lành của chúng sinh mà không hoại diệt nghiệp báo thanh tịnh trí huệ thấu rõ vào khắp ba đời vĩnh viễn lìa khỏi sự phân biệt của tất cả thế gian phóng lưới quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới chẳng có nơi nào mà không chiếu đến sắc thân tốt đẹp ai thấy được cũng đều không nhàm dùng đại công đức trí huệ thần thông sinh ra đủ thứ các hạnh bồ tát các căn cảnh giới tự tại viên mãn, làm các Phật sự, làm xong liền chẳng còn nữa, khéo hay khai thị nhất thiết trí đạo quá khứ hiện tại vị lai, vì các Bồ Tát khắp mưa vô lượng Pháp Vũ Đà La Ni, khiến cho họ phát khởi sự ưa muốn vui thích rộng lớn mà thọ trì tu tập, thành tựu công đức của tất cả chư Phật viên mãn mạnh mẽ vô biên sắc đẹp trang nghiêm thân tất cả thế gian chẳng đâu mà không thấy vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại nơi tất cả pháp nghĩa chân thật đã được thanh tịnh nơi pháp công đức đắc được tự tại làm đại pháp vương như mặt trời chiếu khắp làm ruộng phước thế gian đủ đại oai đức nơi tất cả thế gian khắp hiện hóa thân phóng quang minh trí huệ đều khiến cho họ khai ngộ muốn khiến cho chúng sinh biết Phật đầy đủ vô biên công đức dùng tơ lụa vô ngại vững đảnh thọ ngôi tùy thuận thế gian phương tiện khai đạo dùng tay trí huệ an ủi chúng sinh làm đại y vương khéo chữa các bệnh tất cả thế gian vô lượng cõi nước thảy đều đi đến chưa từng ngừng nghỉ thanh tịnh huệ nhãn lìa khỏi các chướng lòa sẽ được thấy rõ chúng sinh làm nghiệp ác không thiện có đủ thứ sự điều phục khiến cho họ vào đạo khéo nắm lấy thời cơ không có ngừng nghỉ nếu các chúng sinh khỏi tâm bình đẳng tức là hóa hiện nghiệp báo bình đẳng tùy theo tâm ưa thích của họ tùy theo nghiệp quả của họ mà hiện thân Phật đủ thứ thần thông biến hóa, để vì họ nói Pháp khiến cho họ ngộ hiểu, đắc được Pháp trí huệ tâm đại hoan hỷ, các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật, khởi niềm tin thâm sâu, sinh ra các căn lành vĩnh viễn không thối chuyển. Tất cả chúng sinh, tùy theo nghiệp ràng buộc ngủ mãi trong sinh tử, như lai ra đời giác ngộ cho họ, an ủi tâm của họ khiến cho họ không lo sợ nếu người thấy được như lai đều khiến cho họ chứng nhập trí vô ý nghĩa trí huệ thiện xảo thông đạt cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp không gì trói sáng lấn được núi trí huệ mầm pháp đều đã thanh tịnh hoặc hiện thân phật hoặc hiện thân bồ tát khiến cho các chúng sinh đến nơi không hoạn nạn vô số công đức trang nghiêm nghiệp hạnh thành tựu hiện nơi thế gian tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh thảy đều dùng tất cả trí nghiệp để thành tựu, thường giữ nguyện xưa chẳng xả bỏ thế gian, làm bạn lành kiên cố của các chúng sinh thanh tịnh bậc nhất, lìa cấu quang minh khiến cho tất cả chúng sinh đều được hiện thấy, chúng sinh ở trong sáu nẻo có nhiều vô lượng vô biên, chúng sinh giống như hạt bụi lúc trên trời lúc ở dưới đất, lúc làm súc sinh lúc làm ngạ quỷ lúc làm a tu la lúc làm người trong sáu sáu nẻo luân hồi cùng nhau biến hóa chẳng có lúc nào ngừng nghỉ phật dùng sức thần thông luôn luôn tùy theo chúng sinh trong sáu nẻo mà chẳng xả bỏ thị hiện thân họ để giáo hóa chúng sinh từ nơi vô ngại sinh ra sức lực rộng lớn nhật tạng tối thắng chẳng có chướng ngại nơi tịnh tâm giới hiện ra hình bóng tất cả thế gian thảy đều thấy được dùng đủ thứ pháp rộng bố thí cho chúng sinh phật là tạng vô biên quang minh các lực trí huệ thảy đều viên mãn luôn dùng đại quang minh chiếu khắp chúng sinh tùy theo nguyện của họ đều khiến cho họ được đầy đủ lìa khỏi các oán địch là phước điền tối thượng tất cả chúng sinh cùng nhau nương nhờ phàm là có sự bố thí đều khiến cho thanh tịnh tu chút hạnh lành thọ vô lượng phước đều khiến cho được vào vô tận trí địa là chủ của tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành tâm tịnh là ruộng tốt tối thượng của tất cả chúng sinh, phát sinh phước đức, trí huệ thâm sâu, phương tiện khéo léo hay cứu tất cả khổ ba đường ác. Tin hiểu như vậy, quán sát như vậy, vào trí huệ thâm sâu như vậy, ngao du nơi biển công đức như vậy, đến khắp nơi trí huệ hư không như vậy, biết phước điền của chúng sinh như vậy, tránh niệm hiện tiền quán sát như vậy, quán các nghiệp tướng tốt của Phật như vậy quán sự hiện khắp thế gian của phật như vậy quán thần thông tự tại của phật như vậy Bấy giờ đại chúng đó thấy mỗi lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ Quang Minh. Mỗi Quang Minh có A Tăng Kỳ màu sắc, A Tăng Kỳ sự thanh tịnh, A Tăng Kỳ sự chiếu sáng khiến cho A Tăng Kỳ chúng sinh quán sát, A Tăng Kỳ chúng sinh hoan hỷ, A Tăng Kỳ chúng sinh tin sâu tăng trưởng. A à, tăng kỷ chúng sinh ý chí ưa thích thanh tịnh, A à, tăng kỷ chúng sinh các căn mát mẻ, A à, tăng kỷ chúng sinh cung kính tôn trọng. Bấy giờ đại chúng đều thấy thân Phật phóng ra trăm ngàn ức na do tha đại quang minh không nghĩ bàn, mỗi quang minh đều có nhiều màu sắc không nghĩ bàn, nhiều quang minh không nghĩ bàn chiếu đến vô biên pháp giới không nghĩ bàn do thần lực của phật vang ra âm thanh lớn vi diệu âm thanh đó diễn sướng trăm ngàn ước na do tha bài kệ không thả nghĩ bàn hơn hẳn hết thảy lời lẽ của các thế gian do tu căn lành xuất thế gian mà thành tựu lại hiện ra trăm ngàn ước na do tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn trong trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể nghĩ bàn khen ngợi không thể hết được đều từ vô tận tự tại của như lai sinh ra lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời, khiến cho các chúng sinh vào môn trí huệ hiểu rõ nghĩa thâm sâu. Lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy sự biến hóa của chư Phật Như Lai, tận pháp giới hư không giới khiến cho tất cả thế gian bình đẳng thanh tịnh, đó là do từ chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Như Lai sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra, lại hiện ra trăm ngàn ước na do tha quang minh báu sáng chói vi diệu, từ căn lành đại nguyện xưa phát sinh, nhờ đã từng cúng dường vô lượng như lai, tu hạnh thanh tịnh không phóng giật, tâm tát bà nhạ, chẳng có chướng ngại vì sinh ra căn lành, vì hiển như lai, lực rộng khắp. Vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh Vì khiến cho đều được thấy như lai Vì khiến cho vô lượng chúng sinh trụ nơi căn lành Vì hiển bày sức thần thông của như lai Không ai chiếu sáng lớn được vì muốn khiến cho chúng sinh khắp vào được nơi biển rốt ráo vì khiến cho đại chúng bồ tát của tất cả cõi nước chư phật đều đến tụ tập vì muốn khai thị môn phật pháp không thể nghĩ bàn Bấy giờ Như Lai dùng tâm bi che khắp hiển bày nhất thiết trí trang nghiêm tất cả, muốn khiến cho chúng sinh trong thế giới nhiều bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha a à tăng kỳ, người chưa tin thì tin, người tin rồi thì tăng trưởng, người đã tăng trưởng thì khiến cho thanh tịnh, người đã thanh tịnh thì khiến cho thành thục, người đã thành thục thì khiến cho tâm được điều phục quán sát pháp thâm sâu, đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm rộng lớn vô lượng, tâm tát bà nhạ chẳng có thối chuyển, chẳng trái với pháp tánh, chẳng sợ thật tế, chứng được lý chân thật, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, sinh ra căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh như Bồ Tát Phổ Hiền đắc được tự tại của Phật, lìa khỏi cảnh giới ma vào cảnh giới của chư Phật, biết rõ Pháp thâm sâu đắc được trí huệ khó nghĩ bàn, thệ nguyện đại thừa vĩnh viễn không thối chuyển, thường thấy chư Phật chưa từng xả lìa, thành tựu chứng đắc trí huệ chứng được vô lượng Pháp. Đầy đủ tạng lực vô biên phước đức phát tâm hoan hỷ vào bậc vô nghi hoặc lìa ác thanh tịnh y chiếu nhất thiết trí thấy pháp chẳng động được vào tất cả chúng hội bồ tát thường sinh vào nhà các như lai ba đời đức thế tôn hiện ra sự trang nghiêm như vậy đều do quá khứ tích tập các căn lành mà thành tựu vì muốn điều phục các chúng sinh vì khai thị đại oai đức của như lai vì chiếu rõ tạm trí huệ vô ngại vì thị hiện vô biên thắng đức của như lai rất dũng mãnh vì hiển bày đại thần thông không thể nghĩ bàn của như lai dùng sức thần thông nơi tất cả cõi hiện ra thân phật vì thị hiện thần thông biến hóa của như lai không bò mé vì trí nguyện xưa thảy đều thành tựu viên mãn, vì hiển bày trí huệ dũng mãnh của Như Lai, có thể đến khắp tất cả, vì nơi pháp tự tại, thành đấng pháp vương, vì sinh ra môn nhất thiết trí huệ, vì thị hiện thân thanh tịnh của Như Lai, vì lại hiện thân tối thủ thắng vi diệu, vì hiển bày chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời, vì khai thị tạng căn lành thanh tịnh vì hiển bày sắc đẹp thế gian không gì sánh bằng, vì hiển bày tướng đầy đủ thập lực, khiến cho người thấy được không nhảm đủ, vì làm mặt trời thế gian chiếu soi ba đời, tự tại Pháp Vương tất cả công đức, đều từ căn lành thủa xưa hiện ra, tất cả Bồ Tát nơi tất cả kiếp, tán thán khen ngợi không thể hết được. Bấy giờ đâu xuất đà thiên vương dâng lên cúng dường như lai, các thứ đồ trang nghiêm như vậy rồi. Cùng với trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ thiên tử đâu xuất, hướng về Đức Phật chắp tay bạch Phật rằng, Thiện lai thế tôn, thiện lai thiện thệ thiện lai như lai, ứng tránh đẳng giác, xin thương xót mà ngự nơi cung điện này. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm đầy đủ đại oai đức vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh đại hoan hỷ. Vì tất cả Bồ Tát phát sinh tâm ngộ hiểu thâm sâu, vì tất cả thiên tử đâu xuất đà, tăng thêm lợi ích dục lạc, vì thiên vương đâu xuất đà cúng dường thừa sự không nhàm đủ Vì vô lượng chúng sinh duyên niệm Phật mà phát tâm Vì vô lượng chúng sinh gieo trồng căn lành thấy Phật phước đức vô tận Vì hay phát khởi niềm tin thanh tịnh Vì thấy Phật cúng dường không mong cầu vì hết thảy trí nguyện đều thanh tịnh vì siêng tích tập căn lành không giải đãi vì phát đại thệ nguyện cầu nhất thiết trí nhận sự thỉnh cầu của thiên vương đức phật bèn vào điện nhất thiết bảo trang nghiêm như ở thế giới này mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như vậy Bấy giờ, điện nhất thiết bảo trang nghiêm, tự nhiên có sự trang nghiêm tốt đẹp vi diệu hơn hẳn sự trang nghiêm của chư thiên. Tất cả lưới báu răng bầy che phủ chung quanh, khắp mưa tất cả mây báu thượng diệu, khắp mưa tất cả mây đồ trang nghiêm, khắp mưa tất cả mây y báu, khắp mưa tất cả mây hương trên đàn, khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, khắp mưa tất cả mây lọng báu trang nghiêm, khắp mưa mây hoa tụ không thả nghĩ bàn khắp vang ra âm thanh kỹ nhạc không thả nghĩ bàn khen ngợi nhất thiết trùng trí của như lai và diệu pháp cùng tương ưng tất cả các đồ cúng dường như vậy đều hơn hẳn sự cúng dường của chư thiên bấy giờ trong cung điện đâu xuất kỹ nhạc ca hát vang lên không ngừng nhờ thần lực của phật khiến cho thiên vương đâu xuất tâm chẳng động loạn căn lành thuở xưa đều được viên mãn vô lượng pháp lành tăng thêm kiên cố tăng trưởng niềm tin thanh tịnh khởi đại tinh tấn sinh đại hoan hỷ trí thích thanh tịnh thâm sâu phát tâm bồ đề niệm pháp không dứt tổng trì không quên bấy giờ thiên vương đâu xuất đà nương oai lực của đức phật liền tự nhớ lại căn lành đã gieo trồng trong quá khứ ở chỗ các đức phật mà nói kệ rằng Xưa có Như Lai vô ngại nguyệt trong những các tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện trang nghiêm này cho nên chốn này các tưởng nhất. Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí, trong những các tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện sắc vàng này cho nên chốn này các tưởng nhất. Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn, trong những các tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện liên hoa này cho nên chốn này cát tường nhất, xưa có như lai hiệu san hô trong những các tường thủ thắng nhất, Phật từng vào điện bảo tạng này, cho nên chốn này cát tường nhất, xưa có như lai luân sư tử trong những các tường thủ thắng nhất, Phật từng vào địa sơn vương này, cho nên chốn này cát tường nhất, xưa có như lai hiệu nhật chiếu trong những các tường thủ thắng nhất phật từng vào điện trúng hoa này cho nên chốn này cát tưởng nhất xưa có như lai vô biên quang trong những các tường thủ thắng nhất phật từng vào điện thụ nghiêm này cho nên chốn này cát tưởng nhất xưa có như lai hiệu pháp tràng trong những các tường thủ thắng nhất phật từng vào điện bảo cung này cho nên chốn này cát tưởng nhất Xưa có như lai hiệu trí đăng, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện hương sơn này, cho nên chốn này cát tường nhất. Xưa có như lai công đức quang, trong những cát tường thù thắng nhất, Phật từng vào điện ma ni này, cho nên chốn này cát tường nhất. Như ở thế giới này, thiên vương đầu xuất, nương thần lực của Đức Phật, dùng cạ khen ngợi chư Phật quá khứ, các thiên vương đầu xuất trong mười phương, tất cả thế giới cũng đều khen ngợi công đức của Phật như vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại điện nhất thiết bảo trang nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Mani bảo tạm. Pháp thân thanh tịnh, diệu dụng tự tại, đồng một cảnh giới với chư Phật ba đời, cùng vào một tánh với tất cả chư Phật mắt Phật thấu suốt thấy tất cả Pháp đều không chướng ngại, có oai lực rất lớn, dù khắp Pháp giới chưa từng ngừng nghỉ, đầy đủ đại thần thông, tùy theo nơi nào có chúng sinh có thể hóa độ được, thảy đều đi đến, dùng sự trang nghiêm vô ngại của tất cả chư Phật mà trang nghiêm thân mình khéo biết thời cơ, vì chúng sinh nói Pháp Bất khả thuyết các chúng Bồ Tát đều từ các phương khác đủ thứ cõi nước cùng nhau tụ tập, chúng hội thanh tịnh, pháp thân không hai, không chỗ y chỉ mà có thể tự tại sinh khởi hạnh môn của Phật. Đức Phật ngự trên tòa sư tử rồi, ở trong cung điện tự nhiên có vô lượng vô số sự thù thắng đặc biệt tốt đẹp hiện ra, hơn hẳn đồ cúng dường của chư thiên, đó là hoa, tràng hoa, y phục, hương thoa, hương bột, lọng báu, tràng phan, kỹ nhạc, ca ngợi. Những việc như vậy mỗi mỗi đều nhiều không thể tính đếm được. Dùng tâm rộng lớn, cung kính tôn trọng, cúng dường Đức Phật. Tất cả trời đâu xuất trong mười phương cũng đều như thế. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm kệ tán trên cung trời đâu xuất thứ 24 bấy giờ do thần lực của đức phật mỗi phương trong mười phương đều có một vị đại bồ tát mỗi vị đều cùng với các bồ tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi phật tụ lại từ trong các thế giới ngoài số hạt bụi vạn cõi phật đến chỗ đức phật danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Tràng, Bồ Tát Kiên Cố Tràng, Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, Bồ Tát Quang Minh Tràng, Bồ Tát Trí Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Tinh Tú Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng. Đến từ các cõi nước đó là thế giới diệu bảo, thế giới diệu lạc, thế giới diệu ngân, thế giới diệu kim, thế giới diệu mani, thế giới diệu kim cang, thế giới diệu ba đồ ma, thế giới diệu bát la hoa, thế giới diệu chiên đàn, thế giới diệu hương. Mỗi vị đại Bồ Tát đều ở chỗ Đức Phật tịnh tu phạm hạnh, đó là Phật vô tận tràng, Phật phong tràng, Phật giải thoát tràng, Phật oai nghi tràng, Phật minh tướng tràng, Phật thường tràng, Phật tối thắng tràng, Phật tự tại tràng, Phật phạm tràng, Phật quán sát tràng. Các vị đại Bồ Tát đó đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, nhờ thần lực của Đức Phật liền hóa làm tòa sư tử, diệu bảo tạm, có lưới báu răng tre đầy khắp chung quanh, các chúng Bồ Tát, tùy theo phương của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa thân của các vị đó đều phóng ra trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ quang minh thanh tịnh vô lượng quang minh đó đều từ tâm báu thanh tịnh của bồ tát lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra hiển bày pháp thanh tịnh tự tại của tất cả chư phật dùng nguyện lực bình đẳng của các bồ tát có thể khắp cứu hộ tất cả chúng sinh tất cả sự ưa thấy của thế gian kẻ thấy được đều không hư vọng thảy đều được điều phục chúng bồ tát đó đều đã thành tựu vô lượng công đức đó là du hí tất cả cõi nước chư phật chẳng có chướng ngại thấy pháp thân thanh tịnh không y chỉ dùng thân trí huệ hiện vô lượng thân đến khắp mười phương thừa sự chư phật vào nơi vô lượng vô biên phép tự tại không thể nghĩ bàn của chư phật trụ nơi vô lượng tất cả môn trí huệ dùng trí huệ quang minh khéo thấu rõ các pháp ở trong các pháp đắc được vô sở ý tùy chỗ diễn nói hết thủa vị lai biện tài vô tận dùng đại trí huệ khai môn tổng trì mắt huệ thanh tịnh vào pháp giới thâm sâu trí huệ cảnh giới không có bờ mé rốt giáo thanh tịnh giống như hư không như cung trời đâu xuất ở thế giới này, các chúng Bồ Tát vân tập như vậy, mười phương tất cả cung trời đâu xuất đều có danh hiệu Bồ Tát như vậy mà vân tập đến từ cõi nước đến danh hiệu chư Phật cũng đều giống nhau chẳng có khác biệt bấy giờ từ hai đầu gối của đức thế tôn phóng ra trong ngàn ức na do tha quang minh chiếu khắp mười phương tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới các bồ tát đó đều thấy tướng thần thông biến hóa của phật ở đây các bồ tát đó cũng thấy tướng thần thông biến hóa của tất cả như lai đó như vậy các bồ tát lúc thủa xưa cùng gieo trồng căn lành tu hạnh bồ tát với tỷ lô giá na như lai đều đã ngộ nhập tự tại giải thoát thâm sâu của chư Phật đắc được thân pháp giới không khác biệt vào tất cả cõi mà chẳng chỗ trụ thấy vô lượng Phật đều đến thừa sự ở trong một niệm đi khắp pháp giới tự tại vô ngại tâm ý thanh tịnh như báu vô giá, vô lượng vô số chư Phật Như Lai thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức lực đến nơi rốt giáo bậc nhất bờ bên kia. Luôn dùng tịnh niệm trụ vô thượng giác, niệm niệm luôn nhập vào nơi nhất thiết trí, dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào nhỏ đều được tự tại thông đạt vô ngại, đã được thân Phật đồng tánh với Phật, được nhất thiết trí từ nhất thiết trí mà sinh trí thân chỗ tu hành của tất cả Như Lai đều có thể theo vào khai triển vô lượng pháp môn trí huệ đến được kim cang tràng đại trí bờ bên kia, đắc được định kim cang sẽ dứt trừ các nghi hoặc, đã đắc được thần thông tự tại của chư Phật thì sẽ ở khắp tất cả mười phương cõi nước giáo hóa điều phục trăm ngàn vạn ức vô số chúng sinh nơi tất cả số tuy chẳng chấp trước nhưng khéo tu học thành tựu rốt giáo phương tiện an lập tất cả các pháp trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết vô tận tất cả vô lượng tạng công đức thanh tịnh ba đời các chúng bồ tát như vậy đều tập hội đến ở chỗ đức phật nhờ quang minh được thấy ở chỗ tất cả chư phật cũng đều như vậy bấy giờ bồ tát kim cang tràng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng như lai chẳng ra đời, cũng chẳng có niết bàn, dùng đại nguyện lực xưa thị hiện pháp tự tại, pháp đó khó nghĩ bàn, chẳng phải chỗ tâm hành, trí huệ đến bờ kia mới thấy các cảnh Phật, sắc thân chẳng phải Phật. Âm thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thanh, thấy sức thần thông Phật. Chí ít không biết được cảnh thật của chư Phật, lâu tu nghiệp thanh tịnh, lúc đó mới thấu được Tránh giác không chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi Thanh tịnh diệu sắc thân do thần lực hiển hiện Trong vô lượng thế giới thị hiện thân như lai Rộng nói pháp vi diệu, tâm Phật chẳng chấp trước trí huệ không bỏ mé thấu đạt tất cả pháp vào khắp nơi pháp giới thị hiện sức tự tại chúng sinh và các pháp thấu đạt đều vô ngại khắp hiện các sắc tướng hết thảy tất cả cõi Muốn cầu nhất thiết trí, sớm thành vô thượng giác, nên dùng tâm tịnh diệu, tu tập hạnh bồ đề. Nếu có thấy như lai, oai thần lực như vậy, ở nơi đấng tối thắng cũng dường chớ sinh nghi bấy giờ bồ tát kiên cố chàng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng phật hơn không ai bằng thâm sâu không thể nói vượt khỏi đường lời lẽ thanh tịnh như hư không ông quán nhân sư tử sức thần thông tự tại đã lìa sự phân biệt mà khiến phân biệt thấy đạo sư vì khai diễn pháp vi diệu thâm sâu do bởi nhân duyên đó hiện thân không sánh này đây là đại trí huệ nơi chư Phật tu hành. Nếu ai muốn biết rõ, phải thường gần gũi Phật. Ý nghiệp thường thanh tịnh, cúng dường các như lai, tâm chọn chẳng nhàm chán, vào được nơi Phật đạo, đủ vô lượng công đức. Vững trụ tâm bồ đề nhờ đó trừ lưới nghi, quán Phật không nhàm đủ, thông đạt tất cả Pháp, đó là chân Phật tử, người đó biết rõ được, sức tự tại chư Phật bậc đại trí nói pháp muốn vì các pháp bồn nên cởi thắng hy vọng trí cầu vô thượng giác nếu ai tôn kính phật nhớ báo đáp ơn phật người đó chọn không lìa chỗ trụ của chư phật sao người có trí huệ nơi phật được thấy nghe chẳng tu nguyện thanh tịnh phải hành đạo phật tu Bấy giờ Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng nương thần lực của Đức Phật mà nói kệ rằng Ví như mắt thanh tịnh nhờ mặt trời thấy sắc, tâm tịnh cũng như vậy, Phật lực thấy như lai Như dùng sức tinh tấn, tột nguồn đáy biển Pháp, trí lực cũng như vậy, được thấy vô lượng Phật Ví như ruộng màu mỡ, gieo trồng sẽ tươi tốt, đất tâm tịnh như vậy, sinh ra các Phật Pháp như người được tạm báu, lìa hẳn khổ bần cùng, Bồ Tát được Phật Pháp, lìa tâm dơ thanh tịnh, ví như thuốc già đà, tiêu được tất cả độc. Phật Pháp cũng như vậy, diệt được các phiền não, chân thật thiện tri thức, được như lai khen ngợi, nhờ oai thần của Phật, được nghe các Phật Pháp, ví như vô số kiếp, tài báu thí cho Phật, chẳng biết Phật thật tướng, đây cũng chẳng gọi thí vô lượng các sắc tướng trang nghiêm nơi thân phật chẳng phải trong sắc tướng mà thấy được đức phật như lai đẳng tránh giác vắng lặng luôn chẳng động mà hay hiện thân khắp đầy khắp mười phương cõi ví như cõi hư không chẳng sinh cũng chẳng diệt các phật pháp như vậy rốt ráo chẳng sinh diệt bấy giờ bồ tát quang minh chàng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng nhân gian và trên trời tất cả các thế giới khắp hiện diệu sắc thân thanh tịnh của như lai ví như sức nhất tâm sinh ra đủ thứ tâm như vậy một thân phật khắp hiện tất cả phật bồ đề chẳng hai pháp cũng chẳng có các tướng mà ở trong hai pháp hiện tướng thân trang nghiêm rõ pháp tánh vắng lặng như huyễn mà sinh khởi chỗ hành chẳng hết được đạo sư hiện như vậy ba đời tất cả phật pháp thân đều thanh tịnh tùy theo sự ứng hóa khắp hiện diệu sắc thân như lai không nghĩ nói ta hiện thân như vậy tự nhiên mà thị hiện chưa từng khởi phân biệt Pháp giới chẳng khác biệt, cũng chẳng chỗ y chỉ mà ở trong thế gian thị hiện vô lượng thân, thân Phật chẳng biến hóa, chẳng phải chẳng biến hóa, ở trong pháp không biến thị hiện hình biến hóa. Tránh giác không thể lường pháp giới hư không thảy, sâu rộng không bờ đáy, đường lời nói đều bật. Như lai khéo thông đạt, tất cả nơi hành đạo, pháp giới các cõi nước, chỗ đến đều vô ngại bấy giờ bồ tát trí chàng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng nếu người hay tin thọ nhất thiết trí vô ngại tu tập hạnh bồ đề tâm đó không thể lường trong tất cả cõi nước khắp hiện vô lượng thân mà thân chẳng tại xứ cũng chẳng trụ nơi pháp mỗi mỗi các như lai thần lực thị hiện thân kiếp không thể nghĩ bàn tính đếm không hết được ba đời các chúng sinh đều biết được số đó thân như lai thị hiện số đó không biết được lúc hiện một hai thân cho đến vô lượng thân hiện khắp hiện mười phương cõi, kỳ thật chẳng hai thứ, ví như trăng tròn sáng, khắp hiện tất cả nước, hình bóng tuy vô lượng, gốc trăng chưa từng hai. Như vậy trí vô ngại, thành tựu đẳng tránh giác, khắp hiện tất cả cõi, thể Phật cũng không hai, chẳng một cũng chẳng hai, cũng chẳng phải vô lượng, tùy theo sự ứng hóa, thị hiện vô lượng thân. Thân Phật chẳng quá khứ, cũng chẳng phải vị lai, một niệm hiện sinh ra, thành đạo và niết bàn, như huyễn hóa màu sắc, không sinh cũng không khỏi, thân Phật cũng như vậy, thị hiện chẳng có sinh. Bấy giờ, Bồ Tát bảo tràng, nương thần lực của Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, thân Phật không số lượng, thị hiện thân có lượng, tùy theo người được thấy đạo sư hiện như vậy. Thân Phật chẳng xứ sở, đầy dẫy khắp mọi nơi, như không chẳng bờ mé, như vậy khó nghĩ bàn, chẳng phải nơi tâm hành, tâm chẳng ở trong khởi, trong cảnh giới chư Phật, rốt giáo chẳng sinh diệt, như mắt sinh ra màng, chẳng trong cũng chẳng ngoài, thế gian thấy chư Phật, nên biết cũng như vậy vì lợi ích chúng sinh như lai hiện ra đời chúng sinh thấy có hiện mà thật chẳng ra đời không thể dùng cõi nước ngày đêm mà thấy phật năm tháng một sát na nên biết đều như vậy chúng sinh nói như vậy ngày đó phật thành đạo như lai được bồ đề thật chẳng liên hệ ngày như lai lìa phân biệt vượt các số thế gian ba đời các đạo sư xuất hiện đều như vậy ví như mặt trời sáng chẳng hợp với đêm tối mà nói ngày đêm ấy các phật pháp như vậy ba đời tất cả kiếp chẳng hợp với như lai mà nói phật ba đời pháp đạo sư như vậy bấy giờ bồ tát tinh tấn tràng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng tất cả các đạo sư thân đồng nghĩa cũng vậy khắp trong mười phương cõi tùy ứng hiện đủ thân ông quán đấng mâu ni chỗ làm rất kỳ đặc đầy dẫy nơi pháp giới tất cả đều không thường thân Phật chẳng ở trong cũng chẳng ở bên ngoài vì thần lực hiển hiện pháp đạo sư như vậy tùy các loại chúng sinh nghiệp đời trước tích tập đủ thứ thân như vậy thị hiện đều khác nhau chư phật thân như vậy vô lượng không thể đếm chỉ trừ đấng đại giác không thể nghĩ bàn được như dùng ngã khó nghĩ tâm nghiệp không thể lấy phật khó nghĩ cũng vậy chẳng tâm nghiệp sở hiện như cõi không nghĩ bàn mà thấy tịnh trang nghiêm phật khó nghĩ cũng vậy diệu tướng không thể hiện ví như tất cả pháp do các duyên sinh khởi thấy phật cũng như vậy hà tất các nghiệp thiện ví như châu như ý mãn nguyện tâm chúng sinh pháp chư phật như vậy đều mãn tất cả nguyện trong vô lượng cõi nước đạo sư hiện ra đời vì tùy nguyện lực họ khắp ứng nơi mười phương bấy giờ bồ tát ly cấu tràng nương thần lực của đức phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng như lai đại trí quang khắp tịnh các thế gian thế gian đã tịnh rồi khai thị các phật pháp nếu có người muốn thấy số chúng sinh bằng phật thảy đều ứng tâm họ mà thật chẳng chỗ đến dùng phật làm cảnh giới chuyên niệm mà chẳng nghỉ người đó thấy được phật số đó bằng với tâm thành tựu pháp bạch tịnh, đầy đủ các công đức, kia nơi nhất thiết trí, chuyên niệm tâm chẳng xả, đạo sư vì chúng sinh, như đáng diễn nói pháp. Tùy theo nơi giáo hóa, khắp hiện thân tối thắng, thân Phật và thế gian, tất cả đều vô ngã, ngộ đây thành chánh giác, lại vì chúng sinh nói, tất cả nhân sư tử, vô lượng sức tự tại thị hiện niệm đồng thân, thân đó đều khác nhau. Thế gian thân như vậy, thân chư Phật cũng thế, biết rõ tự tánh đó, tức là nói danh Phật. Như lai khắp thấy biết, thấu rõ tất cả Pháp, Phật Pháp và Bồ Đề, cả hai không thể được, đạo sư không đến đi, cũng lại chẳng chỗ trụ, xa lìa các điên đảo, đó gọi đẳng chánh giác. Bây giờ Bồ Tát tinh tú tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng Như lai chẳng chỗ trụ, khắp trụ tất cả cõi, tất cả cõi đều đến, tất cả nơi đều thấy Phật tùy tâm chúng sinh khắp hiện tất cả thân, thành đạo truyền pháp luân và với bát niết bàn Chư Phật không nghĩ bàn, ai hay nghĩ bàn Phật, người đó thấy tránh giác người đó hiện tối thắng, tất cả pháp như vậy, cảnh chư Phật cũng thế, cho đến không một pháp như trong có sinh diệt, chúng sinh vọng phân biệt là Phật là thế giới, người thấu đạt pháp tánh không Phật không thế giới, như lai khắp hiện tiền, khiến chúng sinh tin vui, Phật thả bất khả đắc, đó cũng không chỗ thấy. Nếu ở tại thế gian xa lìa mọi chấp trước, không ngại tâm hoan hỷ, nơi pháp được khai ngộ do thần lực hiện ra, tức nói đó là Phật ba đời tất cả thời, cầu đều chẳng chỗ có. Nếu biết được như vậy, tâm ý và các pháp tất cả đều thấy biết, sớm được thành Như Lai, trong lời nói hiền bày, tất cả Phật tự tại tránh giác vượt lời nói, giả dùng lời lẽ nói Bây giờ Bồ Tát Pháp Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng Thà luôn luôn thọ đủ tất cả khổ thế gian, quyết không xa như lai, chẳng thấy sức tự tại Nếu có các chúng sinh chưa phát tâm Bồ Đề, khi được nghe danh Phật chắc chắn thành Bồ Đề Nếu có người trí huệ, một niệm phát đạo tâm sẽ thành đấng vô thượng, đừng sinh tâm nghi hoặc như lai tự tại lực vô lượng kiếp khó gặp. Nếu sinh một niệm tin sớm chứng vô thượng đạo. Nếu như trong niệm niệm cúng dường vô lượng Phật chưa biết pháp chân thật, chẳng gọi là cúng dường. Nếu nghe pháp như vậy, chư Phật từ đây sinh, tuy trải vô lượng khổ, chẳng bỏ hạnh bồ đề. Khi nghe sinh trí huệ, pháp chỗ chư Phật vào, khắp ở trong pháp giới, thành đạo sư ba đời tuy hết thủa vị lai đến khắp các cõi phật chẳng cầu diệu pháp này quyết chẳng thành bồ đề chúng sinh xưa đến nay sinh tử trôi nổi lâu chẳng biết pháp chân thật nên chư phật ra đời các pháp không thể hoại cũng chẳng ai phá được tự tại đại quang minh khắp hiện nơi thế gian kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật quyển 23, phẩm thập hồi hướng thứ 25. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương thần lực của Đức Phật nhập vào tam muội Bồ Tát Trí Quang, vào tam muội đó rồi, mỗi phương trong mười phương, qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có các Đức Phật, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu hiệu là phật kim cang tràng xuất hiện ở trước bồ tát kim cang tràng đều khen ngợi rằng lành thay lành thay thiện nam tử có thể vào được tam muội bồ tát trí quang này thiện nam tử đây là do thần lực của các đức phật mỗi phương trong mười phương, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật cùng gia hộ cho ông, cũng là nguyện lực thủa xưa của Đức Tỷ Lô Giá Na Như Lai, sức lực oai thần, và do trí huệ thanh tịnh của ông, do căn lành tăng trưởng thù thắng của các Bồ Tát, khiến cho ông vào tam muội này để diễn nói Pháp vì khiến cho các Bồ Tát đắc được thanh tịnh vô ý, vì đầy đủ vô ngại biện tài, vì vào vô ngại trí địa, vì đại tâm trụ nhất thiết trí, vì thành tựu căn lành vô tận, vì đầy đủ bạch pháp vô ngại, vì vào nơi phổ môn pháp giới, vì hiện tất cả thần lực của Phật, vì tiền tế niệm trí không dứt, vì được tất cả chư Phật hộ trì các căn, vì dùng môn vô ngại để rộng nói các pháp vì nghe đều thấu hiểu thọ trì không quên vì nhiếp tất cả căn lành của các Bồ Tát vì thành biện trợ đạo xuất thế vì chẳng dứt trí huệ nhất thiết trí vì khai phát đại nguyện vì giải thích diễn nghĩa vì biết rõ pháp giới vì khiến cho các Bồ Tát thảy đều hoan hỷ vì tu căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật vì hộ trì giống tánh của tất cả như lai cho nên diễn nói thập hồi hướng của các bồ tát phật tử ông nên nương oai thần lực của phật mà diễn nói pháp này vì được phật hộ niệm vì an trụ ở nhà phật vì tăng thêm lợi ích công đức xuất thế vì được đà la ni quang minh vì vào phật pháp không chướng ngại vì đại quang minh chiếu khắp pháp giới vì tập pháp thanh tịnh không lỗi lầm vì trụ cảnh giới trí huệ rộng lớn vì được pháp quang minh không chướng ngại Bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ, ban cho biện tài vô ngại, ban cho phương tiện khéo phân biệt câu nghĩa, ban cho pháp quang minh vô ngại, ban cho thân như lai bình đẳng, ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh khác nhau, ban cho tam muội Bồ Tát quán sát không thể nghĩ bàn, ban cho trí không thể cản trở phá hoại tất cả căn lành hồi hướng, ban cho phương tiện thiện xảo quán sát tất cả pháp thành tựu ban cho biện tài tất cả mọi nơi nói tất cả pháp không dứt tại sao vì sức căn lành nhập vào tam muội này Bấy giờ chư Phật thảy đều dùng tay phải dò đầu Bồ Tát Kim Cang Tràng. Bồ Tát Kim Cang Tràng được dò đầu rồi, liền từ định mà dạy, nói với các Bồ Tát rằng, Phật tử Đại Bồ Tát có đại nguyện không thể nghĩ bàn, sung mãn Pháp giới, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, đó là tu học hồi hướng của tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, Phật tử, đại bồ tát hồi hướng có bao nhiêu loại? Phật tử, đại bồ tát hồi hướng có 10 loại, ba đời chư Phật đều cùng diễn nói những gì là 10, một là cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng, hai là bất hoại hồi hướng, ba là đồng với tất cả chư Phật hồi hướng, bốn là đến tất cả mọi nơi hồi hướng, năm là vô tận công đức tạo hồi hướng sáu là vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng bảy là đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng tám là chân như tướng hồi hướng chín là không ràng buộc không chấp trước giải thoát hồi hướng mười là vào pháp giới vô lượng hồi hướng phật tử đó là mười loại hồi hướng của đại bồ tát chư phật quá khứ vị lai hiện tại đã nói đang nói và sẽ nói Hồi hướng thứ nhất cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh. Phật tử thế nào là đại Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng? Phật tử, đại Bồ Tát đó thực hành đàn Ba La Mật, thanh tịnh thi La Ba La Mật, tu sàn đà Ba La Mật, khởi tinh tấn Ba La Mật, vào thiền định Ba La Mật, trụ bát nhã Ba La Mật, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tu vô lượng căn lành như vậy, khi Bồ Tát tu căn lành thì nghĩ như vậy, nguyện căn lành này lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh, đến nơi rốt giáo vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vua diêm la vân vân, vô lượng khổ não. Khi đại Bồ Tát trồng căn lành thì đem căn lành của mình hồi hướng như vậy, tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm nhà, khiến cho họ tránh khỏi tất cả các sự khổ vì tất cả chúng sinh mà bảo hộ họ khiến cho họ giải thoát tất cả phiền não vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, khiến cho họ lìa khỏi các sự sợ hãi, vì tất cả chúng sinh làm chỗ hướng về, khiến cho họ đến được nơi nhất thiết trí, vì tất cả chúng sinh làm chỗ bình an, khiến cho họ được nơi an ổn rốt ráo, vì tất cả chúng sinh làm ánh sáng, khiến cho họ được trí huệ quang minh, diệt trừ ngu si đen tối. Vì tất cả chúng sinh làm đuốc để phá tất cả đen tối vô minh, vì tất cả chúng sinh làm đèn sáng khiến cho họ trụ nơi thanh tịnh rốt giáo, vì tất cả chúng sinh làm đạo sư để dẫn họ khiến cho họ vào pháp chân thật, vì tất cả chúng sinh làm đại đạo sư ban cho họ đại trí huệ vô ngại. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, rốt giáo đều khiến cho họ được nhất thiết trí. Phật tử Đại Bồ Tát thủ hộ hồi hướng những người chẳng phải thân hữu, đồng với những người thân hữu, bình đẳng chẳng có sự khác biệt tại sao vì bồ tát vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp chẳng ở nơi chúng sinh mà khởi một niệm nghĩ chẳng phải thân hữu nếu như có chúng sinh ở chỗ bồ tát khởi tâm oán hại thì bồ tát cũng dùng mắt từ bi nhìn họ quyết chẳng có sự hờn giận khắp vì chúng sinh làm bậc thiện tri thức diễn nói chánh pháp khiến cho họ tu tập ví như biển cả tất cả các thứ độc không thể biến hoại được bồ tát cũng vậy tất cả kẻ ngu si chẳng có trí huệ chẳng biết ân đức sân hận ngoan độc kiêu mạn tự đại tâm họ mù tối chẳng biết pháp lành các loại chúng sinh ác như vậy đủ thứ bức bách não hại bồ tát không động loạn Ví như mặt trời xuất hiện nơi thế gian chẳng do bởi kẻ sinh ra mù là không thấy mà ẩn đi không hiện, lại chẳng do bởi thành càn thát bà, tay a tu la, cây diêm phủ đà, núi cao, hang sâu, bụi khói, mây mù, các vật như vậy che lấp mà ẩn đi không hiện. Cũng lại chẳng do bởi thời tiết biến đổi mà ẩn đi không hiện, Đại Bồ Tát cũng lại như thế có phước đức lớn, tâm Bồ Tát sâu rộng, chánh niệm quán sát, chẳng thối lùi khuất phục. Vì muốn rốt giáo công đức trí huệ, nơi Pháp vô thượng thủ thắng, tâm sinh trí muốn, Pháp quang chiếu khắp, thấy tất cả nghĩa nơi các Pháp môn trí huệ tự tại, thường vì lợi ích tất cả chúng sinh mà tu Pháp lành, chưa từng lầm khởi tâm xả bỏ chúng sinh, chẳng vì chúng sinh tâm tánh tệ ác, tà kiến sân hận ô trược khó điều phục mà xả bỏ không tu hồi hướng chỉ dùng giáp bồ tát đại nguyện để tự trang nghiêm cứu hộ chúng sinh luôn chẳng thối chuyển chẳng vì chúng sinh chẳng biết báo ân mà thối lùi hạnh bồ tát xả bỏ đạo bồ đề chẳng vì phàm phu ngu si cùng đồng một nơi xả lìa tất cả căn lành như thật chẳng vì chúng sinh khỏi lỗi ác khó có thể nhẫn thọ mà nơi chỗ họ sinh tâm nhàm chán. Tại sao ví như mặt trời chẳng những vì một việc mà xuất hiện thế gian, Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, chẳng những vì một chúng sinh mà tu các căn lành hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà tu căn lành hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, chẳng những vì thanh tịnh một cõi Phật chẳng những vì tin một vị Phật, chẳng những vì thấy một vị Phật, chẳng những vì thấu rõ một Pháp, mà khỏi trí nguyện lớn, hồi hướng vô thượng, tránh đẳng, tránh giác, khắp vì thanh tịnh tất cả cõi Phật, tin khắp tất cả các đức Phật, khắp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Hiểu khắp tất cả Phật Pháp mà phát nguyện lớn tu các căn lành hồi hướng vô thượng tránh đẳng tránh giác. Phật tử Đại Bồ Tát dùng các Phật Pháp mà làm sở duyên, khỏi tâm rộng lớn, tâm chẳng thối truyền, ở trong vô lượng kiếp tu tập tâm báu hy hữu khó được thảy đều bình đẳng với tất cả chư phật bồ tát quán các căn lành như vậy tâm tin thanh tịnh đại bi kiên cố dùng tâm thâm sâu tâm hoan hỉ tâm thanh tịnh tâm tối thắng tâm nhu nhuyến tâm tử bi tâm thương xót tâm nhiếp hộ tâm lợi ích tâm an lạc vì chúng sinh hồi hướng chân thật chẳng phải chỉ là lời nói suông phật tử khi đại bồ tát dùng các căn lành hồi hướng thì nghĩ như vậy đem căn lành của tôi nguyện cho tất cả các loài tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh công đức viên mãn không thể trở ngại hư hoại không thể cùng tận thường được tôn trọng tránh niệm chẳng quên được trí huệ quyết định đủ vô lượng trí thân miệng ý nghiệp, tất cả công đức viên mãn trang nghiêm, lại nghĩ như vậy, đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật chẳng bỏ qua. Ở chỗ các đức Phật tin thanh tịnh không hư hoại, nghe được chánh pháp, thì đoạn các nghi hoặc nhớ chỉ không quên như pháp nói mà tu hành, ở chỗ như lai khởi tâm cung kính, nghiệp thân thanh tịnh an trụ vô lượng căn lành rộng lớn vĩnh viễn lìa khỏi bần cùng bảy tài đều đầy đủ ở chỗ các đức Phật thường theo tu học, thành tựu vô lượng căn lành thủ thắng vi diệu, bình đẳng ngộ hiểu, trụ nhất thiết trí, dùng mắt vô ngại, bình đẳng nhìn chúng sinh, các tướng trang nghiêm thân không tỉ vết, lời nói âm thanh, thanh tịnh vi diệu, công đức viên mãn, các căn điều phục, mười lực thành tựu, thiện tâm đầy đủ, chẳng chỗ nương trụ, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được sự an vui của Phật, được vô lượng trụ, trụ chỗ trụ của Phật. Phật tử Đại Bồ Tát thấy các chúng sinh tạo nghiệp ác, thọ các khổ nặng, do đó chướng ngại nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng, bèn nghĩ như vậy. Tôi sẽ ở trong các đường ác đó, thế các chúng sinh thọ đủ thứ khổ, khiến cho họ được giải thoát. Khi Bồ Tát thọ khổ độc như vậy, thì càng tinh tấn hơn, chẳng bỏ, chẳng tránh, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng lùi, chẳng khiếp, chẳng có nhàm mỏi tại sao vì như lời nguyện quyết muốn đảm nhiệm tất cả chúng sinh khiến cho họ được giải thoát bấy giờ bồ tát nghĩ như vậy tất cả chúng sinh ở trong sinh giả bệnh chết nơi các khổ nạn theo nghiệp lưu truyền tà kiến chẳng có trí huệ mất các pháp lành tôi phải cứu họ khiến cho họ được thoát khỏi lại nữa các chúng sinh bị lưới ái ràng buộc lọng si che đậy nhiễm trước các cõi theo đuổi không bỏ vào lồng cũi khổ não làm nghiệp hạnh ma phước trí đều hết thường ôm lòng nghi hoặc chẳng thấy nơi an ổn chẳng biết con đường thoát khỏi ở nơi sinh tử trôi nổi không ngừng luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy bồ tát thấy rồi khởi tâm đại bi muốn khiến cho chúng sinh đều được giải thoát đem tất cả căn lành hồi hướng dùng tâm rộng lớn hồi hướng như bồ tát ba đời tu hồi hướng hồi hướng như đại hồi hướng trong kinh có nói nguyện các chúng sinh đều được thanh tịnh rốt ráo thành tựu nhất thiết chủng trí lại nghĩ như vậy sự tu hành của tôi muốn khiến cho chúng sinh thảy đều được thành vua vô thượng trí chẳng vì thân mình cầu giải thoát chỉ vì cứu giúp tất cả chúng sinh khiến cho họ đều được tâm nhất thiết trí qua dòng sinh tử giải thoát các thứ khổ lại nghĩ như vậy tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh thọ các khổ, khiến cho họ được thoát khỏi hố sinh tử vô lượng thứ khổ. Tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh ở trong tất cả thế giới, trong tất cả cõi ác hết kiếp thủa vị lai, thọ tất cả khổ, nhưng vẫn thường vì chúng sinh siêng tu căn lành. Tại sao? Thà tôi một mình thọ các khổ như vậy chẳng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục. Tôi sẽ ở trong địa ngục, xúc sinh, vua Diêm La, vân vân các chỗ hiểm nạn, đem thân tôi để chuộc, cứu lấy tất cả chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ được giải thoát. Lại nghĩ như vậy. Tôi nguyện bảo hộ tất cả chúng sinh quyết chẳng xả bỏ. Tôi nói lời thành thật chẳng có hư vọng. Tại sao? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề, chẳng vì thân mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới năm dục, cùng với đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh bồ đề. Tại sao? Vì sự vui thế gian đâu chẳng là khổ, cảnh giới các ma chỉ người ngu mới tham, chư Phật thì của trách. Tất cả các khổ hoạn do đây mà sinh ra, địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nơi vua Diêm Vương. Giận thù kiện tụng hủy nhục lẫn nhau, các điều ác như vậy đều do tham trước năm dục mà ra, đam mê năm dục xa lìa chư Phật, chướng ngại sinh vẻ cõi trời. Hà huống đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát quán các thế gian như vậy, bớt tham dục vị thọ vô lượng khổ, chọn không vì năm dục lạc đó mà cầu vô thượng bồ đề tu hạnh bồ tát, chỉ vì an lạc tất cả chúng sinh phát tâm tu tập, thành tựu viên mãn đại nguyện cắt đứt những dây khổ đau của chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát phật tử đại bồ tát lại nghĩ tôi sẽ đem căn lành hồi hướng như vậy khiến cho tất cả chúng sinh được vui rốt ráo vui lợi ích vui chẳng thọ vui vắng lặng vui không nương tựa vui không động vui vô lượng vui không xả bỏ không thối lùi vui bất diệt vui nhất thiết trí lại nghĩ như vậy tôi sẽ làm điều ngự sư của tất cả chúng sinh làm chủ binh thần cầm đuốc đại trí chỉ bày con đường an ổn khiến cho họ liền khỏi hiểm nạn, dùng phương tiện khéo léo khiến cho họ biết nghĩa thật, lại ở nơi biển sinh tử, làm thuyền sư nhất thiết trí thiện xảo, độ các chúng sinh khiến cho họ đến được bờ bên kia. Phật tử đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, đó là tùy nghi cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi sinh tử thừa sự cúng dường tất cả chư Phật được trí huệ nhất thiết trí không chướng ngại, xả lìa các ma, xa lìa ác tri thức gần gũi tất cả Bồ Tát bạn lành, diệt trừ các tội lỗi, thành tựu nghiệp thanh tịnh, đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn, vô lượng căn lành của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng rồi, bèn nghĩ như vậy, chẳng vì bốn thiên hạ nhiều chúng sinh mà có nhiều mặt trời xuất hiện, chỉ cần một mặt trời xuất hiện đều có thể chiếu khắp tất cả chúng sinh lại nữa các chúng sinh chẳng vì thân mình ánh sáng nên biết có ngày đêm du hành quán sát tạo ra các nghiệp đều do mặt trời xuất hiện trở thành các việc như thế nhưng mặt trời đó chỉ có một đại bồ tát cũng lại như thế khi tu tập căn lành hồi hướng thì nghĩ như vậy các chúng sinh đó không thể tự cứu mình sao có thể cứu kẻ khác chỉ có một mình tôi lập trí nguyện chẳng có bạn bè tu tập căn lành hồi hướng như vậy đó là vì muốn rộng độ tất cả chúng sinh vì chiếu khắp tất cả chúng sinh vì chỉ bày tất cả chúng sinh vì khai ngộ tất cả chúng sinh vì đoái lại tất cả chúng sinh vì nhiếp thọ tất cả chúng sinh vì thành tựu tất cả chúng sinh vì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vui mừng vì khiến cho tất cả chúng sinh rất nghi hoặc Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phải như mặt trời chiếu khắp tất cả, chẳng cầu báo ân. Nếu chúng sinh có tội ác, đều có thể dung thọ, quyết không vì thế mà bỏ thệ nguyện. Chẳng vì một chúng sinh mà bỏ tất cả chúng sinh, chỉ riêng tu tập căn lành hồi hướng, khắp khiến cho chúng sinh đều được an lạc, căn lành tuy ít mà khắp nhiếp thọ chúng sinh, dùng tâm hoan hỷ hồi hướng rộng lớn nếu có căn lành chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sinh thì chẳng gọi là hồi hướng, tùy một căn lành khắp dùng chúng sinh mà làm sở duyên mới gọi là hồi hướng. Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp tánh không chấp trước, hồi hướng thấy chúng sinh tự tánh chẳng động chẳng lay chuyển hồi hướng chẳng chỗ nương chẳng chỗ lấy về sự hồi hướng hồi hướng chẳng thủ lấy tướng căn lành hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thẻ tánh hồi hướng chẳng thủ lấy nghiệp hồi hướng chẳng cầu báo hồi hướng chẳng nhiễm trước nhân duyên hồi hướng chẳng chấp trước tướng năm uẩn hồi hướng chẳng hoại tướng năm uẩn hồi hướng chẳng phân biệt nhân duyên sở khởi hồi hướng chẳng chấp danh tiếng hồi hướng chẳng chấp xứ sở hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng hồi hướng chẳng chấp tướng chúng sinh tướng thế giới tướng tâm ý hồi hướng chẳng khởi tâm điên đảo tưởng điên đảo thấy điên đảo hồi hướng chẳng chấp vào lời nói hồi hướng quán tất cả tánh các pháp chân thật hồi hướng quán tất cả tướng chúng sinh bình đẳng hồi hướng dùng ấn pháp giới ấn các căn lành hồi hướng quán các pháp lìa tham dục hiểu tất cả pháp không đủ thứ căn lành cũng như vậy quán các pháp không hai không sinh không diệt hồi hướng cũng như vậy dùng các căn lành như vậy để hồi hướng tu hành pháp thanh tịnh đối trị hết thầy căn lành thầy đều tùy thuận pháp xuất thế gian chẳng làm hai tướng chẳng phải là nghiệp tu tập nhất thiết trí chẳng phải lìa nghiệp hồi hướng nhất thiết trí nhất thiết trí chẳng phải là nghiệp nhưng chẳng lìa nghiệp mà được nhất thiết trí vì dùng nghiệp như ánh sáng hình bóng thanh tịnh vì báo cũng như ánh sáng hình bóng thanh tịnh Trí huệ nhất thiết trí cũng như ánh sáng hình bóng thanh tịnh, để cái ta, của ta, tất cả động loạn, suy nghĩ phân biệt, như vậy biết rõ, dùng các căn lành phương tiện hồi hướng, khi Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì độ thoát chúng sinh thường chẳng ngừng nghỉ, chẳng trụ pháp tướng. Tùy biết các pháp không nghiệp, không báo, hay khéo sinh ra tất cả nghiệp báo mà không trái tranh luận, như vậy phương tiện khéo tu hồi hướng. Khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì lìa khỏi tất cả lỗi lầm được chư Phật khen ngợi. Phật tử đó là hồi hướng thứ nhất cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh của Đại Bồ Tát bấy giờ bồ tát kim cang tràng quán sát mười phương tất cả chúng hội cho đến pháp giới vào câu nghĩa sâu xa dùng vô lượng tâm tu tập thắng hạnh đại bi che khắp tất cả chúng sinh chẳng dứt hạt giống các như lai ba đời vào công đức pháp tạng của tất cả chư phật sinh ra pháp thân của tất cả chư phật khéo phân biệt tâm của các chúng sinh biết căn lành của họ trồng thành thục trụ nơi pháp thân mà vì họ thị hiện sắc thân thanh tịnh nương thần lực của đức phật liền nói bài kệ rằng tu hành kiếp số không nghĩ bàn tinh tấn kiên cố tâm vô ngại vì muốn lợi ích các quần sinh thường cầu pháp công đức chư phật Điều ngự thế gian chẳng ai bằng, tu trì ý mình rất trong sáng, phát tâm cứu khắp các hàm thức, bậc đó khéo vào tạm hồi hướng, sức dũng mãnh tinh tấn đầy đủ, trí huệ thông đạt ý thanh tịnh, cứu khắp tất cả các quần sinh, tâm ngài kham nhẫn chẳng khuynh động. Tâm khéo an trụ chẳng ai bằng, ý thường thanh tịnh rất vui thích như vậy vì người siêng tu hành ví như mặt đất khắp dung thọ chẳng vì thân mình cầu vui sướng chỉ muốn cứu hộ các chúng sinh như vậy phát khỏi tâm đại bi sớm được vào nơi bậc vô ngại mười phương tất cả các thế giới hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ vì cứu họ nên khéo trụ tâm như vậy tu học các hồi hướng, tu hành bố thí rất vui thích, hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm, dũng mãnh tinh tấn tâm chẳng động, hồi hướng như lai nhất thiết trí, tâm ý rộng lớn không bờ mé, sức nhẫn an trụ chẳng khuynh động, thiền định thâm sâu luôn chiếu rõ, trí huệ vi diệu khó nghĩ bàn trong mười phương tất cả thế giới tu trị đầy đủ hạnh thanh tịnh công đức như vậy đều hồi hướng vì muốn an lạc các hàm thức đại sĩ siêng tu các nghiệp lành vô lượng vô biên không thể đếm như vậy đều lợi ích chúng sinh khiến trụ trí vô thượng khó nghĩ khắp vì tất cả các chúng sinh nơi địa ngục kiếp không nghĩ bàn như vậy tâm chưa từng nhàm mỏi, dũng mãnh quyết định thường hồi hướng. Chẳng cầu sắc thanh hương và vị, cũng chẳng mong cầu các diệu xúc, chỉ vì cứu độ các quần sinh, thường cầu trí tối thắng vô thượng, trí huệ thanh tịnh như hư không, tu tập vô biên hạnh đại sĩ, như các hạnh pháp của Phật tu, người đó thường tu học như vậy đại sĩ du hành các thế giới đều hay an ổn các quần sinh khắp khiến tất cả đều hoan hỉ tu hạnh bồ tát chẳng nhàm đủ trừ diệt tất cả các tâm độc tư duy tu tập trí tối thượng chẳng phải vì mình cầu an lạc chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ Người đó hồi hướng được rốt giáo Tâm thường thanh tịnh lìa các độc Được ba đời như lai phó trúc trụ nơi pháp thành lớn vô thượng, chưa từng nhiễm trước nơi các sắc, thọ tưởng hành thức cũng như thế, tâm ý thoát hẳn nơi ba cõi, hết thảy công đức hồi hướng hết. Những chúng sinh mà Phật thấy biết, thảy đều nhiếp lấy không thừa sót, thệ nguyện đều khiến được giải thoát, vì họ tu hành đại hoan hỷ tâm ý niệm niệm luôn an trụ, trí huệ rộng lớn chẳng ai bằng, lìa si tránh niệm thường vắng lặng, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. Các Bồ Tát đó nơi thế gian chẳng chấp tất cả Pháp trong ngoài, như gió vô ngại trong hư không, đại sĩ dụng tâm cũng như thế, hết thảy thân nghiệp đều thanh tịnh tất cả lời nói chẳng lỗi lầm, tâm thường hướng về nơi như lai, hay khiến chư Phật đều hoan hỷ, mười phương vô lượng các cõi nước, hết thảy chỗ Phật đều đi đến, trong đó nhìn thấy đấng đại bi, thảy đều cung kính mà thờ phụng, tâm thường thanh tịnh lìa lỗi lầm, vào khắp thế gian chẳng sợ hãi, đã trụ như lai vô thượng đạo, làm ao pháp lớn cho ba cõi tinh cần quá sát tất cả pháp tùy thuận tư duy hữu phi hữu như vậy hướng về lý chân thật vào được nơi vô tranh thâm sâu do đây tu thành đạo kiên cố tất cả chúng sinh không thể hoại khéo hay thấu đạt tánh các pháp khắp trong ba đời chẳng chấp trước như vậy hồi hướng đến bờ kia khắp khiến quần sinh lìa cấu bẩn vĩnh lìa tất cả các chỗ nương, vào được nơi rốt giáo không nương. Ngôn ngữ của tất cả chúng sinh tùy theo giống loài đều khác nhau, Bồ Tát đều phân biệt nói được mà tâm không chấp không chướng ngại. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, công đức phương tiện không thể nói, hay khiến trong thế giới mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi phật tử thế nào là hồi hướng bất hoại của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này ở chỗ các như lai quá khứ hiện tại vị lai được niềm tin bất hoại vì đều có thể thừa sự tất cả chư phật nơi các Bồ Tát cho đến ban đầu phát một tâm niệm cầu nhất thiết trí, được niềm tin bất hoại vì thệ nguyện tu tất cả căn lành của Bồ Tát chẳng có nhàm mỏi, nơi tất cả Phật Pháp được niềm tin bất hoại vì phát trí nguyện thâm sâu, nơi tất cả Phật Giáo được niềm tin bất hoại vì thủ hộ trụ trì nơi tất cả chúng sinh được niềm tin bất hoại, vì dùng mắt từ bi bình đẳng quán sát căn lành hồi hướng lợi ích khắp tất cả chúng sinh, nơi tất cả pháp trắng tịnh được niềm tin bất hoại, vì khắp tu tập vô biên các căn lành, nơi tất cả đạo hồi hướng của Bồ Tát được niềm tin bất hoại vì đầy đủ các dục giải thủ thắng nơi tất cả bồ tát pháp sư được niềm tin bất hoại vì nơi các bồ tát khởi tưởng phật nơi tất cả tự tại thần thông của phật được niềm tin bất hoại vì tin sâu chư phật khó nghĩ bàn nơi tất cả hạnh phương tiện thiện xảo của bồ tát được niềm tin bất hoại vì nhiếp lấy đủ thứ vô lượng vô biên hạnh cảnh giới phật tử đại bồ tát an trụ vào niềm tin bất hoại như vậy thì nơi chư phật bồ tát thanh văn độc giác hoặc các phật giáo hoặc các chúng sinh trong đủ thứ cảnh giới như vậy gieo trồng các căn lành ô lượng vô biên khiến cho tâm bồ đề lại càng tăng trưởng, từ bi rộng lớn bình đẳng quán sát, tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật, nhiếp lấy tất cả căn lành thanh tịnh vào nghĩa chân thật, tu tập hạnh phước đức, hành bố thí lớn, tu các công đức bình đẳng quán sát ba đời, đại bồ tát đem căn lành công đức như vậy hồi hướng nhất thiết trí, nguyện thường thấy chư Phật gần gũi bạn lành cùng nhau ở chung với các bồ tát nhớ nhất thiết trí tâm không tạm rời thọ trì phật giáo siêng năng thủ hộ giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh tâm thưởng hồi hướng đạo xuất thế cúng dường hầu hạ tất cả pháp sư hiểu rõ các pháp nhớ trì không quên tu đại hạnh nguyện đều khiến cho đầy đủ bồ tát tích tập căn lành như vậy thành tựu căn lành suy ngẫm căn lành hệ niệm căn lành phân biệt căn lành ưa thích căn lành tu tập căn lành an trụ căn lành đại bồ tát tích tập căn lành như vậy rồi nhờ căn lành đó mà đắc được y báo tu hạnh bồ tát ở trong niệm niệm thấy vô lượng phật thừa sự cúng dường dùng a tăng kỳ châu báu a tăng kỳ hoa a tăng kỳ tràng hoa a tăng kỳ y phục a tăng kỳ lọng a tăng kỳ tràng A tăng kỳ phan, A tăng kỳ đồ trang nghiêm, A tăng kỳ kẻ hầu hạ, A tăng kỳ đồ thoa nghiệp sức, A tăng kỳ hương thoa, A tăng kỳ hương bột, A tăng kỳ hoa hương, A tăng kỳ hương đốt, A tăng kỳ tin sâu, A tăng kỳ ưa thích a tăng kỳ tịnh tâm a tăng kỳ tôn trọng a tăng kỳ hoan hỷ a tăng kỳ lễ kính a tăng kỳ tòa báu a tăng kỳ tòa hoa a tăng kỳ tòa hương a tăng kỳ tòa tràng hoa a tăng kỳ tòa chiên đàn a tăng kỳ tòa y phục a tăng kỳ tòa kim cang a tăng kỳ tòa mani a tăng kỳ tòa báu thêu a tăng kỳ tòa báu sắc a tăng kỳ nơi kinh hành giải báu a tăng kỳ nơi kinh hành giải hoa a tăng kỳ nơi kinh hành giải hương a tăng kỳ nơi kinh hành giải tràng hoa a tăng kỳ nơi kinh hành giải y a tăng kỳ nơi kinh hành báu lẫn sen a à tăng kỳ nơi kinh hành giải tất cả báu lụa a à tăng kỳ nơi kinh hành tất cả cây báu đa la a à tăng kỳ nơi kinh hành tất cả lan can báu a à tăng kỳ nơi kinh hành tất cả lưới linh báu che phủ a à tăng kỳ tất cả cung điện báu A à tăng kỳ tất cả cung điện hoa, A à tăng kỳ tất cả cung điện hương, A à tăng kỳ tất cả cung điện tràng hoa, A à tăng kỳ tất cả cung điện chiên đàn, A à tăng kỳ tất cả cung điện kiên cố diệu hương tạng, A à tăng kỳ tất cả cung điện kim cang, A à tăng kỳ tất cả cung điện ma ni, thảy đều thù thắng vi diệu hơn hẳn chư thiên a tăng kỳ cây các tạp báu a tăng kỳ cây đủ thứ hương a tăng kỳ cây các y báu a tăng kỳ cây các âm nhạc a tăng kỳ cây đồ trang nghiêm báu a tăng kỳ cây rượu âm thanh a tăng kỳ cây tơ lụa báu a tăng kỳ cây ngọc báu a tăng kỳ cây tất cả hoa hương tràng phan lọng nghiêm sức các thứ cây như vậy che mát trang nghiêm cung điện các cung điện đó lại có a tăng kỳ mái hiên trang nghiêm, a à tăng kỳ cửa sổ trang nghiêm, a à tăng kỳ cửa chính trang nghiêm, a à tăng kỳ lầu cát trang nghiêm, a à tăng kỳ hình bán nguyệt trang nghiêm, a à tăng kỳ trướng trang nghiêm, a à tăng kỳ lưới vàng che phủ ở trên, a à tăng kỳ hương thơm sông khắp mọi nơi, a à tăng kỳ y phục bày khắp mặt đất. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng các thứ đồ cúng dường như thế, trong vô lượng vô số kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tâm thanh tịnh tôn trọng, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, luôn luôn không thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ. Sau khi mỗi mỗi như lai diệt độ rồi, hết thảy xá lợi, cũng đều cung kính cúng dường như thế. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, sinh niềm tin thanh tịnh, vì tất cả chúng sinh nhiếp căn lành vì tất cả chúng sinh lìa các khổ vì tất cả chúng sinh hiểu biết rộng lớn vì tất cả chúng sinh dùng đại trang nghiêm mà trang nghiêm vì vô lượng trang nghiêm mà trang nghiêm vì chỗ làm các cõi được rốt ráo vì biết chư phật ra đời rất khó được gặp vì đầy đủ vô lượng lực của như lai vì trang nghiêm cúng dường chùa tháp phật vì trụ trì pháp của tất cả chư phật cúng dường chư Phật hiện tại như vậy và hết thảy xá lợi sau khi chư Phật diệt độ, cúng dường như vậy trong A Tăng kỳ kiếp nói không thể hết được. Tu tập vô lượng công đức như vậy đều vì thành thục tất cả chúng sinh chẳng có thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ, chẳng có nhà mỏi, chẳng có chấp trước, lìa các tâm tưởng, chẳng có y chỉ, vĩnh viễn đoạn trừ chỗ nương tựa, xa lìa cái ta và của ta, pháp ấn như thật, ấn các nghiệp môn đắc được pháp vô sinh trụ chỗ phật trụ quá sát tánh vô sanh ấn các cảnh giới chư phật hộ niệm phát tâm hồi hướng hồi hướng tương ưng với các pháp tánh phương tiện hồi hướng nhập vào pháp không làm thành tựu chỗ làm phương tiện hồi hướng xả lìa chấp trước tất cả các sự tướng thiện xảo hồi hướng trụ nơi vô lượng hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi thiện xảo hồi hướng tu hành các hạnh chẳng trụ nơi tướng hồi hướng nhiếp khắp tất cả căn lành hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả các hạnh rộng lớn của bồ tát hồi hướng phát tâm vô thượng bồ đề hồi hướng với tất cả căn lành đồng trụ hồi hướng đầy đủ tâm tin hiểu tối thượng phật tử khi đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy tuy tùy sinh tử mà chẳng thay đổi cầu nhất thiết trí chưa từng thối chuyển ở nơi các cõi tâm chẳng động loạn đều độ thoát tất cả chúng sinh không nhiễm pháp hữu vi chẳng mất trí vô ngại, Bồ Tát hạnh vị nhân duyên vô tận, các pháp thế gian không thể biến động, đầy đủ thanh tịnh các ba la mật, đều thành tựu nhất thiết trí lực, Bồ Tát lìa các si tối như vậy, thành tựu tâm Bồ Đề khai thị quang minh, tăng trưởng pháp thanh tịnh, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các hạnh dùng ý thanh tịnh khéo phân biệt được thấu rõ tất cả các pháp đều tùy tâm hiện biết nghiệp như huyễn nghiệp báo như tượng các hạnh như biến hóa nhân duyên sinh ra pháp thảy đều như tiếng vang các hạnh bồ tát tất cả như hình bóng sinh ra pháp nhãn thanh tịnh không chấp trước thấy nơi cảnh giới rộng lớn vô tác chứng được tánh tịch diệt biết rõ pháp không hai, đắc được pháp thật tướng, đầy đủ hạnh Bồ Tát, nơi tất cả tướng đều chẳng chấp trước, khéo tu hành đồng sự các nghiệp, nơi pháp trắng tịnh, luôn chẳng xả bỏ, lìa tất cả sự chấp trước, trụ hạnh vô trước. Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh chẳng dứt giống Phật, vĩnh viễn lìa khỏi ma nghiệp, thấy nhất thiết trí chẳng có bờ mé, tin ưa không bỏ, lìa cảnh giới thế gian dứt các tạp nhiễm, cũng nguyện chúng sinh đắc được trí huệ thanh tịnh vào phương tiện sâu xa, ra khỏi pháp sinh tử được căn lành của Phật, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các sự nghiệp ma, dùng ấn bình đẳng ấn khắp các nghiệp phát tâm hướng vẻ nhất thiết chủng trí thành tựu tất cả pháp xuất thế gian phật tử đó là hồi hướng bất hoại thứ hai của đại bồ tát khi đại bồ tát trụ ở hồi hướng này thì thấy được tất cả vô số chư phật thành tựu vô lượng diệu pháp thanh tịnh khắp các chúng sinh được tâm bình đẳng nơi tất cả pháp chẳng có nghi hoặc được thần lực tất cả chư phật gia hộ hàng phục các ma vĩnh viễn lìa khỏi nghiệp ma thành tựu sinh quý mãn tâm bồ đề được trí vô ngại chẳng do người khác mà hiểu được khéo hay khai triển nghĩa tất cả các pháp hay tùy theo sức tưởng vào tất cả cõi chiếu khắp chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh đại bồ tát dùng sức hồi hướng bất hoại này nhiếp các căn lành hồi hướng như vậy Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương thần lực của Đức Phật, quán sát mười phương, liền nói kệ rằng Bồ Tát đã được ý bất hoại, tu hành tất cả các nghiệp thiện, cho nên hay khiến Phật hoan hỷ, bậc trí dùng đây mà hồi hướng, cúng dường vô lượng vô biên Phật bố thí trì giới phục các căn vì muốn lợi ích các chúng sinh khắp khiến tất cả đều thanh tịnh tất cả các hương hoa thượng diệu vô lượng y phục tốt khác nhau lọng báu cùng với đồ trang nghiêm cúng dường tất cả các như lai cúng dường các đức phật như vậy vô lượng vô số kiếp khó nghĩ cung kính tôn trọng thường hoan hỉ chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi chuyên tâm tưởng niệm các đức phật đèn sáng lớn tất cả thế gian mười phương hết thảy các như lai đâu chẳng hiện trước như mắt thấy vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn bố thí đủ thứ tâm chẳng nhàm ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp tu các pháp lành đều như vậy các như lai đó diệt độ rồi cũng dường xá lợi chẳng nhàm đủ đều dùng đủ thứ rượu trang nghiêm kiến lập chùa tháp không nghĩ bàn tạo lập hình tối thắng vô đẳng, tạng báu vàng tịnh làm trang nghiêm, cao lớn nguy nga như núi chúa, số đó vô lượng trăm ngàn ức. Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi, lại sinh tâm hoan hỷ lợi ích, kiếp không nghĩ bàn nơi thế gian, cứu hộ chúng sinh khiến giải thoát, biết rõ chúng sinh đều vọng tưởng. Nơi đó tất cả không phân biệt, mà khéo phân biệt căn chúng sinh, khắc vì quần sinh làm lợi ích. Bồ Tát tu tập các công đức rộng lớn tối thắng chẳng ai bằng, thấu đạt thẻ tánh đều chẳng có, như vậy quyết định đều hồi hướng, dùng trí tối thắng quán các pháp trong đó chẳng có một pháp sinh như vậy phương tiện tu hồi hướng công đức vô lượng không cùng tận dùng phương tiện này khiến tâm tịnh đều đồng với tất cả như lai sức phương tiện này không cùng tận cho nên phước báu rất vô tận phát khởi tâm bồ đề vô thượng tất cả thế gian chẳng chỗ nương đến khắp mười phương các thế giới mà nơi tất cả chẳng chỗ ngại tất cả như lai hiện ra đời vì muốn khai đạo tâm chúng sinh như tâm tánh họ mà quán sát rốt ráo tìm cầu không thể được tất cả các pháp chẳng dư thừa, đều vào nơi như không thể tánh. Dùng mắt tịnh này mà hồi hướng, mở ngục sinh tử của thế gian, tuy khiến các cõi đều thanh tịnh, cũng chẳng phân biệt nơi các cõi, biết tánh các cõi chẳng chỗ có, mà khiến tâm hoan hỷ thanh tịnh. Nơi một cõi Phật chẳng chỗ nương, tất cả cõi Phật đều như vậy cũng chẳng nhiễm trước pháp hữu vi, biết pháp tánh đó chẳng chỗ nương, nhờ đó tu thành nhất thiết trí, nhờ đó trang nghiêm trí vô thượng, nhờ đó chư Phật đều hoan hỷ, đó là nghiệp Bồ Tát hồi hướng. Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật trí huệ vô thượng phương tiện khéo như phật tất cả chẳng chỗ nương nguyện tôi tu thành công đức này chuyên tâm cứu hộ hết tất cả khiến họ xa lìa các nghiệp ác như vậy lợi ích các quần sinh luôn nghĩ tư duy chưa từng bỏ trụ nơi trí địa thủ hộ pháp chẳng dùng thừa khác thủ niết bàn chỉ nguyện thành phật đạo vô thượng bồ tát khéo hồi hướng như vậy chẳng chấp lời nói của chúng sinh tất cả việc hữu vi hư vọng tuy lại chẳng nương đường lời nói cũng lại chẳng chấp không lời nói mười phương hết thầy các như lai thông đạt các pháp chẳng xót thừa tuy biết tất cả đều vắng lặng chẳng ở nơi không khởi tâm niệm dùng một trang nghiêm nghiêm tất cả cũng chẳng nơi pháp sinh phân biệt như vậy khai ngộ các quần sinh tất cả không tánh không chỗ quán phật tử thế nào là hồi hướng đẳng tất cả phật của đại bồ tát Phật tử đại Bồ Tát này tùy thuận tu học đạo hồi hướng của chư Phật Thế Tôn, quá khứ vị lai và hiện tại, khi tu học đạo hồi hướng như vậy thì thấy tất cả sắc cho đến xúc pháp hoặc tốt hoặc xấu, chẳng sinh thương ghét tâm được tự tại, chẳng có các lỗi lầm rộng lớn thanh tịnh hoan hỷ vui thích lìa các ưu phiền tâm ý nhu nhuyến các căn mát mẻ phật tử khi đại bồ tát đắc được an lạc như thế lại càng phát tâm hồi hướng chư phật nghĩ như vậy nguyện đem căn lành nay tôi gieo trồng được khiến cho sự vui của chư Phật càng thêm tăng trưởng thủ thắng đó là sự vui của Phật trụ không thể nghĩ bàn sự vui tam muội của Phật chẳng có ai sánh bằng sự vui đại từ bi không thể hạn lượng sự vui giải thoát của tất cả chư Phật sự vui đại thần thông chẳng có bờ mé sự vui đại tự tại tối cực tôn trọng sự vui vô lượng lực, rộng lớn rốt ráo, sự vui lìa các chi giác vắng lặng, sự vui luôn tránh định, trụ nơi trụ vô ngại, sự vui hành không hai, hạnh chẳng biến đổi. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng cho Phật rồi, lại đem căn lành này hồi hướng cho Bồ Tát, đó là nguyện người chưa viên mãn thì khiến cho viên mãn, người nào tâm chưa thanh tịnh thì khiến cho được thanh tịnh, người nào chưa đầy đủ các ba la mật thì khiến cho được đầy đủ tâm an trụ vào kim cang bồ đề nơi nhất thiết trí được không thối chuyển chẳng xả bỏ đại tinh tấn thủ hộ môn bồ đề tất cả căn lành hay khiến cho chúng sinh xả lìa ngã mạn phát tâm bồ đề sở nguyện thành tựu viên mãn an trụ vào chỗ trụ của tất cả bồ tát đắc được căn lành minh lợi của bồ tát tu tập căn lành chứng nhất thiết trí phật tử đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng cho bồ tát như vậy rồi lại đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh nguyện hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh cho đến rất nhỏ chừng một khải móng tay được thấy phật nghe pháp cung kính thánh tăng các căn lành đó đều lìa chướng ngại, niệm Phật viên mãn, niệm pháp phương tiện, niệm tăng tôn trọng, chẳng lìa thấy Phật, tâm được thanh tịnh, đắc được các Phật pháp, tích tập vô lượng đức, thanh tịnh các thần thông, xả bỏ pháp nghi niệm, nương giáo lý mà trụ, như vì chúng sinh hồi hướng như vậy, vì thanh văn bích chi Phật hồi hướng cũng lại như thế lại nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh vua diêm la tất cả nơi ác tăng trưởng tâm vô thượng bồ đề chuyên tâm siêng cầu nhất thiết chủng trí vĩnh viễn chẳng hủy báng chánh pháp của chư phật được an lạc của phật thân tâm thanh tịnh chứng được nhất thiết trí Phật tử hết thảy căn lành của Đại Bồ Tát đều nhờ nguyện lớn phát khởi, tránh phát khởi, tích tập, tránh tích tập, tăng trưởng, tránh tăng trưởng, đều khiến cho rộng lớn, đầy đủ sung mãn. Phật tử Đại Bồ Tát ở tại gia cùng với vợ con chưa từng tạm xả bỏ tâm bồ đề, tránh niệm suy ngẫm cảnh nhất thiết trí, tự độ độ tha, khiến cho được rốt ráo dùng phương tiện khéo léo giáo hóa quyến thuộc của mình khiến cho nhập vào trí bồ tát khiến cho thành thục giải thoát tuy cùng ở chung với nhau mà tâm chẳng chấp trước dùng gốc đại bi mà hiện ở nhà vì dùng tâm từ mà tùy thuận vợ con nơi đạo thanh tịnh của bồ tát chẳng có chướng ngại Đại Bồ Tát tuy ở tại gia làm các sự nghiệp chưa từng tạm xả tâm nhất thiết trí, đó là hoặc mặc y phục, hoặc ăn thực phẩm, hoặc uống thuốc thang, tắm rửa, quay nhìn, đi đứng nằm ngồi, thân lời ý nghiệp, hoặc ngủ hoặc thức, vân vân Tất cả các việc làm như vậy, tâm thường hồi hướng về đạo nhất thiết chủng trí, chuyên niệm suy ngẫm, chẳng có lúc nào xả lìa vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh an trụ bồ đề vô lượng đại nguyện nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn riêng tu các việc lành khắp cứu tất cả vĩnh viễn lìa tất cả kiêu mạng phóng dật quyết định hướng về nhất thiết trí địa quyết không phát ý hướng về đạo khác thường quán tất cả chư phật bồ đề vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp tạp nhiễm tu hành tất cả sở học của bồ tát nơi đạo nhất thiết trí chẳng có chướng ngại trụ nơi trí địa ưa thích tụng tập dùng vô lượng trí tập các căn lành tâm chẳng biến thích tất cả thế gian cũng chẳng nhiễm trước hạnh mà mình thực hành chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư phật bồ tát ở tại gia như vậy khắp nhiếp căn lành khiến cho tăng trưởng hồi hướng chư phật vô thượng bồ đề Phật tử bấy giờ Bồ Tát cho đến thí cho súc sinh thức ăn một nắm một hột đều nguyện rằng sẽ khiến cho những súc sinh này xả bỏ đường súc sinh được lợi ích an lạc rốt giáo giải thoát vĩnh viễn vượt khỏi biển khổ vĩnh viễn tiêu diệt thọ khổ vĩnh viễn tiêu trừ khổ uẩn vĩnh viễn dứt khổ giác khổ tụ khổ hành khổ nhân khổ bổn và các khổ xứ nguyện cho những chúng sinh đó đều được xả lìa Bồ Tát chuyên tâm hạ niệm tất cả chúng sinh như thế dùng các căn lành đó làm thượng thủ để vì họ hồi hướng nhất thiết chủng trí Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề khắp nhiếp chúng sinh, tu các căn lành thảy đều hồi hướng, muốn khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử khoáng dã, đắc được khoái lạc vô ngại của Như Lai, thoát khỏi biển phiền não, tu con đường Phật pháp, tâm tử đầy khắp sức bi rộng lớn, khắp khiến cho tất cả đắc được an lạc thanh tịnh, thủ hộ căn lành gần gũi Phật pháp, thoát khỏi cảnh giới ma, nhập vào cảnh giới của Phật. Đoạn hạt hạt giống thế gian gieo trồng hạt giống như lai trụ ở trong pháp ba đời bình đẳng đại bồ tát đem hết thảy căn lành đã tích tập sẽ tích tập hiện đang tích tập thảy đều hồi hướng Ngài lại nghĩ như vậy như chỗ tu hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ thực hành, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, độ các chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi, siêng năng tu tập tất cả căn lành, thảy đều hồi hướng mà chẳng chấp trước, đó là chẳng nương nơi sắc, chẳng chấp vào thọ, không tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành, chẳng thủ lấy thức, xả lìa sáu xứ, chẳng trụ thế pháp, ưa xuất thế gian bồ tát biết tất cả pháp như hư không chẳng tử đâu đến không sinh không diệt không có chân thật không có nhiễm trước xa lìa tất cả thấy phân biệt chẳng động chẳng chuyển chẳng mất chẳng hoại trụ nơi thật tế không tướng lìa tướng chỉ là một tướng vào sâu tất cả pháp tánh như vậy thường ưa tu tập phổ môn căn lành đều thấy tất cả chúng hội của chư phật như hồi hướng căn lành của tất cả như lai quá khứ tôi cũng hồi hướng như vậy hiểu pháp như vậy chứng pháp như vậy Nương pháp như vậy, phát tâm tu tập chẳng trái với pháp tướng, biết chỗ tu hành như huyễn như bóng, như trăng trong nước, như hình trong gương, do duyên hòa hợp mà hiển hiện cho đến bậc như lai rốt giáo. Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, như quá khứ, khi chư Phật tu hạnh Bồ Đề thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, vị lai hiện tại cũng đều như vậy. Này tôi cũng nên như các đức Phật đó phát tâm như vậy, đem các căn lành mà hồi hướng, bậc nhất hồi hướng, thắng hồi hướng, tối thắng hồi hướng, thượng hồi hướng, vô thượng hồi hướng, vô đẳng hồi hướng, vô đẳng đẳng hồi hướng, vô tỷ hồi hướng, vô đối hồi hướng, tôn hồi hướng, diệu hồi hướng, bình đẳng hồi hướng, tránh trực hồi hướng, đại công đức hồi hướng rộng lớn hồi hướng thiện hồi hướng thanh tịnh hồi hướng lìa ác hồi hướng chẳng tùy ác hồi hướng bồ tát đem các căn lành tránh hồi hướng như thế rồi thành tựu thanh tịnh thân lời ý nghiệp trụ chỗ trụ của bồ tát chẳng có lỗi lầm tu tập nghiệp lành lìa điều ác nơi thân và lời nói tâm chẳng có vết ô uế tu nhất thiết trí, trụ nơi tâm rộng lớn, biết tất cả Pháp, chẳng có chỗ làm, trụ nơi Pháp xuất thế, chẳng nhiễm Pháp thế gian, phân biệt biết rõ vô lượng các nghiệp, thành tựu phương tiện hồi hướng khéo léo, vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc rễ chấp trước. Phật tử đó là hồi hướng đẳng tất cả Phật thứ ba của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng này vào sâu nghiệp của tất cả Như Lai, hướng về công đức thủ thắng vi diệu của Như Lai, vào sâu cảnh giới trí huệ thanh tịnh chẳng lìa nghiệp của tất cả Bồ Tát, khéo phân biệt phương tiện khéo léo mà vào sâu pháp giới, khéo biết Bồ Tát tu hành thứ lớp vào giống tánh của Phật, dùng phương tiện khéo phân biệt, biết rõ vô lượng, vô biên tất cả các Pháp, tuy lại hiện thân sinh ra trong thế gian mà nơi Pháp thế gian tâm chẳng chấp trước. Bây giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương, liền nói kệ rằng, các Bồ Tát Ma Ha Tát đó tu Pháp hồi hướng Phật quá khứ, cũng học Phật vị lai hiện tại, Tu hành của tất cả đạo sư, nơi các cảnh giới được an lạc, chỗ chư Phật Như Lai khen ngợi, mắt thanh tịnh quang minh rộng lớn đều đem hồi hướng đại trí huệ, căn thân Bồ Tát đủ thứ vui, mắt tai mũi lưỡi cũng như thế, như vậy vô lượng vui thượng diệu, đều đem hồi hướng bậc tối thắng, tất cả các pháp lành thế gian với sự thành tựu của chư Phật nơi đó đều nhiếp chẳng dư thừa, thảy đều tùy hỷ lợi chúng sinh. Thế gian tùy hỷ vô lượng thứ, nay đây hồi hướng vì chúng sinh, hết thảy vui của đấng nhân sư, nguyện khiến quần sinh đều viên mãn. Tất cả cõi nước các như lai, phạm chỗ thấy biết đủ thứ vui, nguyện khiến chúng sinh thảy đều được, mà làm đèn sáng chiếu thế gian. Bồ Tát đắc được vui thắng diệu, đều đem hồi hướng các quần sinh, chỉ vì quần sinh nên hồi hướng, mà nơi hồi hướng chẳng chấp trước. Bồ Tát tu hành hồi hướng này, phát khỏi vô lượng tâm đại bi, như đức hồi hướng của Phật tu, nguyện tôi tu hành đều thành tựu. Như bậc tối thắng đã thành tựu, nhất thiết trí thừa vui vi diệu, chỗ thực hành ở đời của tôi các hạnh Bồ Tát vô lượng vui, thị hiện vào các loài an vui, luôn giữ các căn vui vắng lặng, thảy đều hồi hướng cho quần sinh, khắp khiến tu thành vô thượng trí, chẳng thân lời ý tức là nghiệp. Cũng chẳng lìa đây mà riêng có, chỉ dùng phương tiện diệt si tối, như vậy tu thành vô thượng trí. Bồ Tát tu hành các hạnh nghiệp tích tập vô lượng thắng công đức, tùy thuận như lai sinh nhà Phật, tịch nhiên chẳng loạn tránh hồi hướng, mười phương tất cả các thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ, đều đem căn lành hồi hướng cho, nguyện khiến đầy đủ vui an ổn. Chẳng vì thân mình cầu lợi ích, muốn khiến tất cả đều an lạc, chưa từng tạm khởi tâm hí luận chỉ quán các pháp không vô ngã mười phương vô lượng các tối thắng thấy được tất cả chân phật tử đều đem căn lành hồi hướng cho nguyện khiến sớm thành vô thượng giác tất cả thế gian loại hàm thức bình đẳng nhiếp lấy không thừa sót đem các nghiệp lành của tôi tu khiến chúng sinh kia sớm thành phật vô lượng vô biên các đại nguyện vô thượng đạo sư đã diễn nói nguyện các phật tử đều thanh tịnh tùy tâm họ thích đều thành mãn quán khắp mười phương các thế giới đều đem công đức thí nơi đó nguyện cho đều đủ diệu trang nghiêm bồ tát học hồi hướng như vậy tâm chẳng xưng lượng các hai pháp chỉ luôn thấu đạt pháp không hai các pháp hoặc hai hoặc chẳng hai trong đó rốt giáo chẳng chấp trước mười phương tất cả các thế gian đều là chúng sinh tưởng phân biệt nơi tưởng phi tưởng chẳng chỗ được như vậy thấu đạt nơi các tưởng các bồ tát đó thân tịnh rồi tức ý thanh tịnh chẳng vết nhơ lời nghiệp đã tịnh không lỗi lầm nên biết ý tịnh chẳng chấp trước một lòng tránh niệm phật quá khứ cũng nghĩ vị lai các đạo sư cùng với hiện tại thiên nhân tôn đều học pháp của các ngài nói ba đời tất cả các như lai trí huệ thấu đạt tâm vô ngại vì muốn lợi ích cho chúng sinh hồi hướng bồ đề tu các nghiệp huệ bậc nhất huệ rộng lớn kia huệ không hư vọng huệ không đảo huệ bình đẳng thật huệ thanh tịnh bậc huệ tối thắng nói như vậy Phật tử thế nào là hồi hướng đến tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát? Phật tử khi đại Bồ Tát này tu tập tất cả các căn lành thì nghĩ như vậy, nguyện sức căn lành công đức này đến tất cả mọi nơi, ví như thật tế chẳng có nơi nào mà chẳng đến, đến tất cả mọi vật, đến tất cả thế gian, đến tất cả chúng sinh, đến tất cả cõi nước, đến tất cả các pháp, đến tất cả hư không, đến tất cả ba đời, đến tất cả hữu vi vô vi, đến tất cả lời nói âm thanh, nguyện căn lành này cũng lại như thế, đến khắp tất cả chỗ các như lai, cũng dường ba đời tất cả chư Phật, những lời nguyện của chư Phật quá khứ đều viên mãn chư Phật vị lai đầy đủ tra nghiêm chư Phật hiện tại cùng với cõi nước đạo tràng chúng hội khác khắp đầy tất cả hư không pháp giới Nguyện do sức tin hiểu oai lực lớn, do trí huệ không chướng ngại rộng lớn, do tất cả căn lành đều hồi hướng, đem cúng dường như chư thiên cúng dường, mà vì cúng dường đầy khắp vô lượng vô biên thế giới, Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chư Phật thế tôn khắp tất cả hư không pháp giới, đủ thứ nghiệp sinh khởi, mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, bất khả thuyết cõi Phật, cảnh giới Phật đủ thứ thế giới, vô lượng thế giới không phân biệt thế giới thế giới chuyển thế giới nghiêng thế giới ngửa thế giới úp như vậy, trong tất cả các thế giới chư Phật hiện trụ thế thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, trong những thế giới đó có Bồ Tát dùng sức hiểu thù thắng vì các chúng sinh đáng kham thọ được sự giáo hóa, ở trong tất cả các thế giới đó hiện làm Như Lai xuất hiện ra đời cho đến nơi nhất thiết trí, khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai. Pháp thân đến khắp chẳng có sai biệt, bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới. Thân như lai tạng chẳng sinh chẳng diệt, phương tiện khéo léo hiện khắp thế gian, chứng được pháp thật tánh vì vượt qua tất cả, đắc được bất thoái truyền. Vì sức vô ngại sinh vào nhà như lai, tri kiến không chứa ngại, vì ở trong giống tánh oai đức rộng lớn của như lai, Phật tử Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của Ngài đã gieo trồng nguyện ở chỗ các đức như lai như vậy, dùng các thứ hoa đẹp và các thứ hương thơm, màn lọng tràng phan, y phục đèn đuốc, cùng với tất cả đồ trang nghiêm khác dâng lên cúng dường, hoặc hình tượng Phật, hoặc tháp miếu Phật, thảy đều như vậy, đem căn lành đó hồi hướng như vậy đó là bất loạn hồi hướng nhất tâm hồi hướng tự ý hồi hướng tôn kính hồi hướng không động hồi hướng không trụ hồi hướng không nương tựa hồi hướng không tâm chúng sinh hồi hướng không tâm đua tranh hồi hướng tâm vắng lặng hồi hướng đại bồ tát lại nghĩ như vậy tận pháp giới hư không giới trong tất cả kiếp quá khứ vị lai hiện tại chư phật thế tôn đắc được nhất thiết trí thành tựu đạo bồ đề vô lượng danh tự thảy đều khác biệt nơi mọi thời thị hiện thành chánh giác thảy đều trụ thế suốt thủa vị lai mỗi vị phật đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang nghiêm thân mình đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới tất cả cõi nước tùy thời hiện ra mà làm phật sự như vậy tôi đều đem căn lành hồi hướng khắp cho tất cả chư phật như lai nguyện đem vô số lọng thơm vô số chàng thơm vô số phan thơm vô số trướng thơm vô số lưới thơm vô số tượng thơm vô số ánh sáng thơm vô số lửa ngọn thơm vô số mây thơm vô số tỏa thơm vô số nơi kinh hành thơm vô số chỗ ở thơm vô số thế giới thơm vô số núi thơm vô số biển thơm vô số sông thơm vô số cây thơm vô số y phục thơm vô số hoa sen thơm vô số cung điện thơm vô lượng lọng hoa nói rộng ra cho đến vô lượng cung điện hoa vô biên lọng tràng hoa nói rộng ra cho đến vô biên cung điện tràng hoa vô đẳng lọng hương thoa nói rộng ra cho đến vô đẳng cung điện hương thoa bất khả số lọng hương bột nói rộng ra cho đến bất khả số cung điện hương bột bất khả xưng lọng y nói rộng ra cho đến bất khả xưng cung điện y bất khả tư lọng báu nói rộng ra cho đến bất khả tư cung điện báu bất khả lượng lọng đèn sáng nói rộng ra cho đến bất khả lượng cung điện đèn sáng bất khả thuyết lọng đồ trang nghiêm nói rộng ra cho đến bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm bất khả thuyết bất khả thuyết lọng mani báu nói rộng ra cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết cung điện mani báu như vậy phan báu mani chướng báu mani lưới báu mani tượng báu mani ánh sáng báu mani lửa ngọn báu mani mây báu ma ni tỏa báu ma ni nơi kinh hành báu ma ni chỗ ở báu ma ni cõi báu ma ni núi báu ma ni biển báu ma ni sông báu ma ni cây báu ma ni y phục báu ma ni hoa sen báu ma ni cung điện báu ma ni thảy đều bất khả thuyết bất khả thuyết như vậy, trong mỗi mỗi các cảnh giới, thảy đều có vô số lan can, vô số cung điện, vô số lầu các, vô số cửa lớn, vô số hình bán nguyệt, vô số cửa sổ, vô số báu thanh tịnh, vô số đồ trang nghiêm, dùng các thứ vật cúng dường như vậy, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. Nguyện khiến cho tất cả thế gian đều được thanh tịnh, tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi trụ nơi bậc thập lực ở trong tất cả pháp đắc được pháp minh vô ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành đều được điều phục tâm họ vô lượng đồng cõi hư không đến tất cả các cõi mà chẳng chỗ đến vào tất cả các cõi bố thí các pháp lành thường được thấy phật trồng các căn lành thành tựu đại thừa chẳng chấp các pháp đầy đủ các thiện nghiệp lập vô lượng hạnh vào khắp vô biên tất cả pháp giới thành tựu sức thần thông của chư phật đắc được trí huệ nhất thiết trí của như lai ví như không có cái ta nhiếp khắp các pháp cũng lại như vậy các căn lành của tôi nhiếp khắp tất cả chư phật như lai vì thảy đều cúng dường chẳng có thừa sót nhiếp khắp tất cả vô lượng các pháp vì đều có thể ngộ nhập không chướng ngại nhiếp khắp tất cả các chúng Bồ Tát, vì rốt giáo đều đồng với căn lành, nhiếp khắp tất cả các hạnh Bồ Tát, vì nguyện lực xưa đều viên mãn, nhiếp khắp tất cả Bồ Tát Pháp Minh, vì thấu rõ thông đạt các Pháp đều vô ngại. Nhiếp khắp sức đại thần thông của chư Phật, vì thành tựu vô lượng các căn lành, nhiếp khắp sức vô sở úy của chư Phật, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả, nhiếp khắp tam muội biện tài môn đà la ni của Bồ Tát, vì khéo chiếu rõ Pháp không hai, nhiếp khắp phương tiện khéo léo của chư Phật, vì thị hiện sức đại thần thông của Như Lai, nhiếp khắp sự hàng sinh, thành đạo, chuyển bánh xe Pháp, điều phục chúng sinh vào Niết Bàn của tất cả chư Phật ba đời vì cung kính cúng dường thảy đều khắp cùng nhiếp khắp mười phương tất cả thế giới vì nghiêm tịnh cõi phật đều rốt giáo nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng lớn vì ở trong đó xuất hiện tu hạnh bồ tát không đoạn tuyệt nhiếp khắp tất cả hết thảy mọi loài vì thị hiện thọ sinh trong đó nhiếp khắp tất cả các cõi chúng sinh vì đầy đủ hạnh của bồ tát phổ hiền nhiếp khắp tất cả các hoặc tập khí vì đều dùng phương tiện khiến cho thanh tịnh nhiếp khắp tất cả các căn chúng sinh vì vô lượng khác biệt đều biết rõ nhiếp khắp tất cả sự hiểu biết và mong muốn của chúng sinh vì khiến cho lìa tạp nhiễm đắc được thanh tịnh nhiếp khắp tất cả hạnh giáo hóa chúng sinh, vì tùy theo sự độ được mà hiện thân, nhiếp khắp tất cả nẻo chúng sinh, vì đều vào tất cả cõi chúng sinh, nhiếp khắp tất cả trí tánh của Như Lai, vì hộ trì giáo lý của tất cả chư Phật. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, thì dùng không chỗ đắc được mà làm phương tiện, không ở trong nghiệp phân biệt quả báo, chẳng ở trong quả báo mà phân biệt nghiệp, tuy không phân biệt mà vào khắp pháp giới, tuy chẳng chỗ làm mà luôn trụ nơi căn lành, tuy chẳng chỗ sinh khởi mà siêng tu pháp thủ thắng, chẳng tin các pháp mà vào sâu được, chẳng có nơi pháp mà đều thấy biết, hoặc làm không làm đều không thể đắc được. Biết các pháp tánh luôn chẳng tự tại tuy đều thấy các pháp mà chẳng chỗ thấy biết khắp tất cả mà không chỗ biết bồ tát thấu rõ thông đạt cảnh giới như vậy biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc thấy pháp thân của tất cả chư phật đến tất cả pháp liền nhiễm thật tế, hiểu rõ thế gian đều như biến hóa, thấu đạt chúng sinh chỉ là một pháp, chẳng có hai tánh, chẳng xả nghiệp cảnh, phương tiện khéo léo, nơi có hữu vi thị hiện pháp vô vi, mà chẳng diệt hoại tướng hữu vi, nơi cõi vô vi thị hiện pháp hữu vi, mà chẳng phân biệt tướng vô vi. Bồ Tát quán tất cả Pháp rốt ráo vắng lặng như vậy, thành tựu tất cả căn lành thanh tịnh mà khỏi tâm cứu hộ chúng sinh, trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả biển pháp, thưởng thích tu hành lìa pháp ngu si, đã đầy đủ thành tựu công đức xuất thế, càng chẳng tu học pháp thế gian đắc được mắt trí huệ lìa các màng ngu si, dùng phương tiện khéo léo tu đạo hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, làm vừa lòng tất cả chư Phật, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh, thọ trì đầy đủ tất cả Phật Pháp, làm dụng phước tối thượng của tất cả chúng sinh, làm đạo sư trí huệ của tất cả thương nhân, làm mặt trời thanh tịnh của tất cả thế gian, mỗi mỗi căn lành đầy khắp Pháp giới, thảy đều cứu hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ thanh tịnh đầy đủ công đức. Phật tử khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì hộ trì được tất cả hạt giống Phật, thành thục được tất cả chúng sinh, trang nghiêm thanh tịnh được tất cả cõi nước, chẳng hoại tất cả các nghiệp. Biết rõ được tất cả các pháp, bình đẳng quán sát được các pháp không hai, hay đến khắp mười phương thế giới, thấu đạt được lìa dục thật tế, thành tựu được tin hiểu thanh tịnh các căn lanh lợi đầy đủ. Phật tử đó là hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát khi đại bồ tát trụ nơi hồi hướng này thì đắc được thân nghiệp đến tất cả mọi nơi vì hay ứng hiện khắp tất cả thế giới đắc được lời nghiệp đến tất cả mọi nơi vì diễn nói pháp trong tất cả thế giới đắc được ý nghiệp đến tất cả mọi nơi vì thọ trì tất cả pháp của phật nói đắc được thần túc thông đến tất cả mọi nơi vì tùy tâm chúng sinh thải đều ứng hiện đến đắc được tùy chứng trí đến tất cả mọi nơi, vì khắp thấu rõ thông đạt tất cả các pháp, đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi nơi, vì tùy tâm chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ, đắc được vào cảnh giới đến tất cả mọi nơi, vì trong một lỗ lông vào khắp tất cả thế giới, đắc được vào khắp thân đến tất cả mọi nơi vì nơi một thân chúng sinh vào khắp tất cả thân chúng sinh đắc được thấy khắp các kiếp đến tất cả mọi nơi vì trong mỗi mỗi kiếp thường thấy tất cả các như lai đắc được thấy khắp ý niệm đến tất cả mọi nơi vì trong mỗi một niệm tất cả chư phật đều hiện tiền phật tử đại bồ tát đắc được hồi hướng đến tất cả mọi nơi hay đem căn lành hồi hướng như vậy Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng Trong ngoài tất cả các thế giới, Bồ Tát Thảy đều chẳng chấp trước, chẳng bỏ nghiệp lợi ích chúng sinh, đại sĩ tu hành trí như vậy Mười phương hết thảy các cõi nước, tất cả chẳng nương chẳng chỗ trụ, chẳng chấp mạng sống các pháp thầy, cũng chẳng vọng khởi các phân biệt nhiếp khắp trong mười phương thế giới tất cả chúng sinh chẳng dư thừa quán thể tánh họ chẳng chỗ có khéo hồi hướng đến tất cả chỗ khắp nhiếp pháp hữu vi vô vi chẳng ở trong đó khởi vọng niệm như nơi pháp thế gian cũng thế đèn sáng soi đời giác như vậy các hạnh nghiệp của bồ tát tu phẩm thượng trung hạ đều khác biệt đều đem căn lành mà hồi hướng mười phương tất cả các như lai bồ tát hồi hướng đến bờ kia theo như lai học đều thành tựu luôn dùng diệu trí khéo tư duy đầy đủ pháp tối thắng trong người thanh tịnh căn lành khắp hồi hướng lợi ích quần mê luôn chẳng bỏ đều khiến tất cả các chúng sinh được thành đèn soi đời vô thượng chưa từng phân biệt chấp chúng sinh cũng chẳng vọng tưởng nghĩ các pháp tuy tại thế gian chẳng nhiễm trước cũng lại không bỏ các hàm thức bồ tát thường ưa pháp vắng lặng tùy thuận đến được cảnh niết bàn cũng chẳng xả bỏ các chúng sinh được trí vi diệu đẳng như vậy bồ tát chưa từng phân biệt nghiệp cũng chẳng thủ trước các quả báo, tất cả thế gian từ duyên sinh, không lìa nhân duyên thấy các pháp, vào sâu các cảnh giới như vậy, chẳng ở trong đó khởi phân biệt. Điều ngự sư của các chúng sinh, nơi đây thấu rõ khéo hồi hướng. Phật tử, thế nào là hồi hướng vô tận công đức tạo của Đại Bồ Tát? phật tử đại bồ tát này dùng sám hối để tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng mà sinh ra căn lành lễ kính tất cả chư phật ba đời mà sinh ra căn lành khuyến thỉnh tất cả pháp của các đức phật nói mà sinh ra căn lành nghe phật nói pháp tinh cần tu tập ngộ không nghĩ bàn cảnh giới rộng lớn mà sinh ra căn lành nơi tất cả chư phật quá khứ vị lai và hiện tại hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh đều sinh tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành. Căn lành vô tận của tất cả chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại, các chúng Bồ Tát đều tinh cần tu tập mà đắc được căn lành. Ba đời chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển bánh xe chánh pháp. Điều phục chúng sinh, Bồ Tát đều biết phát tâm tùy hỷ mà sinh ra căn lành ba đời chư phật từ lúc ban đầu phát tâm tu hạnh bồ tát thành tối tránh giác cho đến thị hiện vào niết bàn vào niết bàn rồi tránh pháp trụ thế cho đến diệt hết đều sinh tâm tùy hỷ như vậy mà đắc được căn lành. Bồ Tát niệm bất khả thuyết cảnh giới của chư Phật như vậy và cảnh giới của mình cho đến cảnh Bồ Đề không chướng ngại. Tất cả căn lành rộng lớn khác biệt như vậy. Phàm là tích tập, tiên hiểu, tùy hỷ, viên mãn, thành tựu, tu hành, đắc được. Tri giác, nhiếp trì, tăng trưởng, thảy đều hồi hướng tra nghiêm tất cả cõi nước chư Phật như đời quá khứ vô biên tế kiếp tất cả thế giới nơi tu hành tất cả như lai đó là vô lượng vô biên loại thế giới của Phật chỗ trí Phật biết được chỗ Bồ Tát biết được chỗ Đại Tâm tiếp thọ trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh nghiệp hạnh sở chảy sở dẫn ứng chúng sinh khởi mà thần lực như lai thị hiện ra chư Phật ra đời do tịnh nghiệp thành tựu và diệu hạnh của bồ tát phổ hiền hương khởi trong đó tất cả chư phật thành đạo thị hiện đủ thứ thần lực tự tại suốt thủa vị lai hết thảy như lai ứng tránh đẳng giác trụ khắp pháp giới sẽ thành phật đạo sẽ đắc được tất cả cõi phật thanh tịnh công đức trang nghiêm tận pháp giới hư không giới không có bờ mé không đoạn tuyệt không cùng tận đều từ trí huệ như lai sinh ra vô lượng báu vi diệu trang nghiêm đó là tất cả hương trang nghiêm tất cả hoa trang nghiêm tất cả y phục trang nghiêm tất cả công đức tạng trang nghiêm tất cả các phật lực trang nghiêm tất cả cõi nước phật trang nghiêm đó là chỗ ở của như lai với các chúng thanh tịnh đồng hành túc duyên không thể nghĩ bàn đều ở trong đó trong đời vị lai sẽ thành chánh giác tất cả chư phật thành tựu chẳng phải thế gian có thể thấy được mắt tịnh của bồ tát mới chiếu thấy được các bồ tát đó đủ oai đức lớn vì thủa xưa đã trồng căn lành biết tất cả pháp như huyễn như hóa thực hành khắp các nghiệp thanh tịnh của bồ tát vào tam muội tự tại không nghĩ bàn phương tiện khéo léo hay làm phật sự phóng quang minh của phật chiếu khắp thế gian chẳng có giới hạn bờ mé Hiện tại tất cả chư Phật Thế Tôn cũng đều trang nghiêm thế giới như vậy. Vô lượng hình tướng, vô lượng quang minh màu sắc đều do công đức mà thành tựu. Vô lượng hương, vô lượng báu, vô lượng cây, vô số trang nghiêm, vô số cung điện, vô số âm thanh. Tùy thuận túc duyên các thiện tri thức thị hiện tất cả công đức trang nghiêm chẳng cùng tận đó là tất cả hương trang nghiêm tất cả tràng hoa trang nghiêm tất cả hương bột trang nghiêm tất cả báu trang nghiêm tất cả phan trang nghiêm tất cả lụa báu màu trang nghiêm tất cả lan can báu trang nghiêm a tăng kỳ lưới vàng trang nghiêm a tăng kỳ sông trang nghiêm a tăng kỳ mây mưa trang nghiêm a tăng kỳ âm nhạc diễn tấu âm thanh vi diệu vô lượng vô số đồ trang nghiêm như vậy trang nghiêm tất cả tận pháp giới hư không giới do vô lượng đủ thứ nghiệp trong mười phương sinh ra chỗ phật biết rõ chỗ phật tuyên nói tất cả thế giới hết thảy tất cả cõi phật trong đó đó là cõi phật trang nghiêm cõi phật thanh tịnh cõi phật bình đẳng cõi phật tốt đẹp cõi phật oai đức cõi phật rộng lớn cõi phật an lạc cõi phật không thể hoại cõi phật vô tận cõi phật vô lượng cõi phật không động cõi phật vô ý cõi phật quang minh cõi phật không trái nghịch cõi phật đáng ưa thích cõi phật khắp chiếu sáng cõi phật nghiêm đẹp cõi phật tinh lệ cõi phật khéo đẹp cõi phật bậc nhất cõi phật thắng cõi phật thủ thắng cõi phật tối thắng cõi phật cực thắng cõi phật thượng cõi phật vô thượng cõi phật vô đẳng cõi phật vô tỷ cõi phật không ví dụ tất cả cõi phật quá khứ vị lai hiện tại như vậy hết thảy sự trang nghiêm đại bồ tát đem căn lành của mình phát tâm hồi hướng nguyện dùng hết thảy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư phật quá khứ vị lai hiện tại như vậy thảy đều trang nghiêm nơi tất cả thế giới như hết thảy sự trang nghiêm cõi nước của tất cả chư phật thảy đều thành tựu thảy đều thanh tịnh thảy đều tích tập thảy đều hiển hiện thảy đều nghiêm đẹp thảy đều trụ trì như một thế giới tận pháp giới hư không giới như vậy tất cả thế giới cũng đều như vậy ba đời tất cả cõi nước chư phật đủ thứ sự trang nghiêm thảy đều đầy đủ phật tử đại bồ tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy nguyện tất cả cõi phật mà tôi tu có các đại bồ tát thải đều đầy khắp trong đó các bồ tát đó thể tánh chân thật trí huệ thông đạt khéo phân biệt được tất cả thế giới và cõi chúng sinh vào sâu pháp giới và cõi hư không lìa khỏi ngu si thành tựu niệm phật niệm pháp chân thật không thể nghĩ bàn niệm tăng vô lượng đều khắp cùng cũng niệm xả pháp mặt trời viên mãn trí quang chiếu khắp thấy không chướng ngại từ không được sinh sinh các phật pháp làm chủ các căn lành thù thắng vô thượng phát sinh tâm bồ đề vô thượng trụ nơi lực của như lai hướng về trí ba la mật phá các ma nghiệp thanh tịnh chúng sinh giới vào sâu pháp tánh vĩnh viễn lìa điên đảo căn lành đại nguyện thảy đều chẳng không bồ tát như vậy đầy khắp trong cõi đó sinh nơi như vậy có đức như vậy thường làm phật sự được phật bồ đề thanh tịnh quang minh đủ trí pháp giới hiện sức thần thông một thân đầy khắp tất cả pháp giới đắc được đại trí huệ vào cảnh giới sở hành của nhất thiết trí khéo phân biệt được vô lượng vô biên pháp giới câu nghĩa nơi tất cả cõi đều chẳng chấp trước, mà hiện khắp tất cả cõi Phật. Tâm như hư không chẳng có chỗ nương mà phân biệt được tất cả pháp giới, khéo nhập xuất tam muội thâm sâu không thể nghĩ bàn hướng về nhất thiết trí trụ các cõi Phật, đắc được thần lực của chư Phật khai thị diễn nói Pháp, nhiều như số A Tăng Kỳ mà chẳng sợ hãi, tùy thuận căn lành của chư Phật ba đời, chiếu khắp Pháp giới của tất cả như lai, đều có thể thọ trì tất cả Phật Pháp. Biết lời lẽ các Pháp nhiều như số A Tăng Kỳ, khéo diễn nói âm thanh khác biệt không thể nghĩ bàn, vào nơi địa vị tự tại vô thượng của phật du khắp mười phương tất cả thế giới mà chẳng chướng ngại thực hành pháp không tranh không chỗ nương không phân biệt tu tập tâm bồ đề tăng trưởng rộng lớn đắc được trí thiện xảo khéo biết câu nghĩa hay tùy theo thứ lớp khai thị diễn nói Nguyện khiến cho các đại Bồ Tát trang nghiêm cõi nước như vậy, đầy dẫy phân bố tùy thuận an trụ, huân tu cực huân tu, thuần tịnh cực thuần tịnh, điềm nhiên yên ổn vắng lặng, nơi một cõi Phật tùy một phương sở đều có vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, các đại Bồ Tát như vậy, đầy dẫy cùng khắp như một phương sở, tất cả phương sở cũng lại như vậy, như một cõi Phật, tận hư không khắp Pháp giới cũng đều như vậy. Phật tử Đại Bồ Tát đem các căn lành phương tiện hồi hướng tất cả cõi Phật Phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát, phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai, phương tiện hồi hướng tất cả Phật Bồ Đề, phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng lớn, phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất yếu, phương tiện hồi hướng tịnh tất cả cõi chúng sinh, phương tiện hồi hướng nơi tất cả thế giới, thường thấy chư Phật xuất hiện ra đời phương tiện hồi hướng thường thấy như lai thọ mạng vô lượng phương tiện hồi hướng thường thấy chư phật khắp cùng pháp giới chuyển bánh xe pháp bất thối không chướng ngại phật tử khi đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì vào khắp tất cả cõi phật nên tất cả cõi phật thảy đều thanh tịnh đến khắp tất cả cõi chúng sinh nên tất cả bồ tát thảy đều thanh tịnh Nguyện khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra cõi Phật, nên tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật đều có các thân như lai xuất hiện. Phật tử Đại Bồ Tát dùng vô tỷ hồi hướng như vậy, hướng về nhất thiết trí, tâm của ngài rộng lớn như hư không, chẳng có hạn lượng, vào không thể nghĩ bàn biết tất cả nghiệp và quả báo thảy đều vắng lặng, tâm thường bình đẳng, chẳng có bờ mé vào khắp tất cả pháp giới phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì chẳng phân biệt về cái ta và của ta chẳng phân biệt phật và phật pháp chẳng phân biệt cõi và nghiêm tịnh chẳng phân biệt chúng sinh và điều phục chẳng phân biệt nghiệp và nghiệp quả báo chẳng phân biệt suy nghĩ và khởi suy nghĩ chẳng hoại nhân chẳng hoại quả chẳng lấy sự chẳng lấy pháp chẳng cho rằng sinh tử có phân biệt chẳng cho rằng niết bàn luôn vắng lặng chẳng cho rằng như lai chứng cảnh giới phật chẳng có chút pháp nào cùng ở với pháp phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì đem các căn lành bố thí khắp cho chúng sinh quyết định thành thục bình đẳng giáo hóa không tướng không ngại không xưng lượng không hư vọng xa lìa tất cả phân biệt chấp lấy. Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi đắc được vô tận căn lành. Đó là niệm tất cả chư Phật ba đời nên đắc được vô tận căn lành. Niệm tất cả Bồ Tát nên đắc được căn lành vô tận. Thanh tịnh các cõi Phật nên đắc được căn lành vô tận. Thanh tịnh các cõi chúng sinh nên đắc được căn lành vô tận. Vào sâu Pháp giới nên đắc được căn lành vô tận. Tu vô lượng tâm đồng cõi hư không nên nên đắc được căn lành vô tận hiểu thâm sâu tất cả cảnh giới của phật nên đắc được căn lành vô tận nơi nghiệp bồ tát siêng năng tu tập nên đắc được căn lành vô tận thấu rõ thông đạt ba đời nên đắc được căn lành vô tận phật tử khi đại bồ tát đem tất cả căn lành hồi hướng như vậy thì thấu rõ tất cả cõi chúng sinh chẳng có chúng sinh hiểu tất cả các pháp chẳng có thọ mạng biết tất cả các pháp chẳng có tác giả ngộ tất cả các pháp không có bổ giả la thấu rõ tất cả các pháp chẳng có phẫn hận tranh luận quán tất cả các pháp đều từ duyên khỏi chẳng có trụ xứ, biết tất cả sự vật đều chẳng có chỗ nương. Thấu rõ tất cả các cõi đều chẳng chỗ trụ, quán tất cả Bồ Tát cũng chẳng có xứ sở, thấy tất cả cảnh giới đều chẳng chỗ có. Phật tử khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì mắt của Ngài chẳng thấy cõi Phật chẳng thanh tịnh lại cũng chẳng thấy tướng chúng sinh khác chẳng có chút pháp nào là chỗ vào của trí cũng chẳng có chút trí nào mà vào nơi pháp hiểu thân như lai chẳng phải hư không vì tất cả công đức vô lượng diệu pháp viên mãn vì khắp tất cả mọi nơi khiến cho các chúng sinh tích tập căn lành thảy đều đầy đủ Phật tử Đại Bồ Tát này ở trong niệm niệm đắc được bất khả thuyết, bất khả thuyết thập lực, đầy đủ tất cả phước đức, thành tựu thanh tịnh căn lành, làm ruộng phước của tất cả chúng sinh. Đại Bồ Tát này thành tựu tạng công đức ma ni như ý, vì tùy theo sự cần dùng, tất cả đồ ưa thích thảy đều có đủ tùy phương hướng du hành đến đều nghiêm tịnh tất cả cõi nước tùy chỗ tu hành khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh thảy đều thanh tịnh vì nhiếp lấy phước đức tu trị các hạnh phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy tu tất cả hạnh bồ tát phước đức thủ thắng sắc tướng không thể so sánh được oai lực quang binh vượt hơn các thế gian ma và dân ma chẳng dám nhìn đối lập căn lành đầy đủ nguyện lớn thành tựu tâm lượng rộng lớn đồng nhất thiết trí ở trong một niệm đều có thể đến khắp vô lượng cõi phật trí lực vô lượng thấu đả tất cả cảnh giới của chư phật nơi tất cả chư phật đắc được tin hiểu thâm sâu trụ nơi vô biên trí tâm lực bồ đề rộng lớn như pháp giới rốt ráo như hư không Phật tử đó là hồi hướng vô tận công đức tạng thứ năm của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này đắc được 10 vô tận tạng. Những gì là 10? Đó là được thấy Phật vô tận tạng, vì nơi một lỗ chân lông thấy được A Tăng Kỳ các Đức Phật xuất hiện ra đời. Được nhập vào Pháp vô tận tạng, vì dùng trí lực của Phật quán tất cả các Pháp đều vào một Pháp được nhớ trì vô tận tạng vì thọ trì tất cả pháp của phật nói chẳng có quên mất được quyết định huệ vô tận tạng vì khéo biết tất cả pháp bí mật phương tiện của phật nói được hiểu nghĩa lý thú hướng vô tận tạng vì khéo biết các pháp lý thú phân đều được vô biên ngộ hiểu vô tận tạng vì dùng trí như hư không thông đạt tất cả các pháp ba đời được phước đức vô tận tạng vì sung mãn ý của tất cả chúng sinh không cùng tận. Được dũng mãnh trí giác vô tận tạng vì đều trừ diệt được mà ngu si của tất cả chúng sinh. Được quyết định biện tài vô tận tạng vì diễn nói tất cả pháp bình đẳng của Phật khiến cho các chúng sinh đều hiểu rõ. Được thập lực vô ý vô tận tạng vì đầy đủ tất cả hạnh của Bồ Tát đến được nhất thiết trí không chướng ngại. Đó là 10. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành hồi hướng thì đắc được 10 thứ vô tận tạng đó. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương thần lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, Bồ Tát thành tựu sức tâm sâu, khắp nơi các Pháp được tự tại, dùng sự khuyến thỉnh tùy hỷ phước Vô ngại phương tiện khéo hồi hướng, ba đời hết thảy các Như Lai, nghiêm tịnh cõi Phật khắp thế gian, hết thảy công đức đều đầy đủ, hồi hướng cõi tịnh cũng như vậy. Ba đời hết thảy các Phật pháp, Bồ Tát thầy đều suy ngẫm kỹ, dùng tâm nhiếp lấy không dư thừa, như vậy trang nghiêm các cõi Phật, tận nơi ba đời hết thảy kiếp, khen các công đức một cõi Phật ba đời các kiếp có thể hết công đức cõi phật không hết được như vậy tất cả các cõi phật bồ tát đều thấy chẳng dư thừa đều dùng trang nghiêm một cõi phật tất cả cõi phật đều như vậy có các phật tử tâm thanh tịnh đều từ pháp như lai hóa sinh tất cả công đức trang nghiêm tâm tất cả cõi phật đều sung mãn các bồ tát đó đều đầy đủ vô lượng tướng tốt trang nghiêm thân biện tài diễn nói khắp thế gian ví như biển cả không cùng tận bồ tát an trụ các tam muội tất cả chỗ làm đều đầy đủ tâm ngài thanh tịnh chẳng ai bằng quang minh chiếu khắp mười phương cõi các cõi phật như vậy không thừa các bồ tát đó đều đầy khắp chưa từng nghĩ nhớ thanh văn thừa cũng lại chẳng cầu đạo duyên giác bồ tát tâm thanh tịnh như vậy căn lành hồi hướng các quần sinh khéo muốn khiến họ thành chánh đạo biết rõ đầy đủ các phật pháp mười phương hết thảy các ma oán oai lực bồ tát đều phá tan dũng mãnh trí huệ không ai bằng quyết định tu hành pháp rốt giáo. bồ tát đem sức nguyện lớn này hồi hướng hết thảy chẳng chướng ngại vào nơi vô tận công đức tạo khứ lai hiện tại thường vô tận bồ tát khéo quán các pháp hành thông đạt tánh đó chẳng tự tại tức biết các pháp tánh như vậy chẳng vọng lấy nghiệp và quả báo. Chẳng có pháp sắc, pháp vô sắc, cũng chẳng có tưởng không không tưởng, pháp có pháp không, thầy đều không, biết rõ tất cả không chỗ được, tất cả các pháp nhân duyên sinh, thể tánh chẳng có cũng chẳng không, mà nơi nhân duyên và chỗ khởi, trong đó rốt giáo chẳng chấp trước tất cả chúng sinh nơi ngôn ngữ trong đó rốt ráo chẳng chỗ được biết rõ danh tướng đều phân biệt thấu hiểu các pháp đều vô ngã như tánh chúng sinh vốn vắng lặng biết rõ tất cả pháp như vậy nhiếp lấy ba đời không thừa sót cõi và các nghiệp đều bình đẳng dùng trí như vậy mà hồi hướng tùy theo ngộ hiểu phước nghiệp sinh các phước tướng đó cũng như hiểu sao lại trong đó có chỗ được hồi hướng như vậy tâm không dơ vĩnh chẳng xưng lượng các pháp tánh thông đạt tánh nó đều chẳng tánh chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế tất cả chỗ làm các nghiệp lành đều đem hồi hướng các quần sinh thảy đều thông đạt thật tánh kia hết thảy phân biệt đều trừ bỏ hết thảy tất cả thấy hư vọng thảy đều xả bỏ chẳng sót thừa, lìa các phiền não luôn mát mẻ, trụ nơi giải thoát bậc vô ngại. Bồ Tát chẳng hoại tất cả Pháp, cũng chẳng diệt hoại tánh các Pháp, hiểu rõ các Pháp như tiếng vang, đối với tất cả chẳng chấp trước. Biết rõ các chúng sinh ba đời đều từ nhân duyên hòa hợp sinh, cũng biết tâm thích và tập khí, chưa từng diệt hoại tất cả Pháp thấu đạt tánh nghiệp chẳng phải nghiệp mà cũng chẳng trái tướng các pháp lại cũng chẳng hoại nghiệp quả báo nói các pháp tánh từ duyên khởi biết rõ chúng sinh chẳng có sinh cũng không chúng sinh bị lưu truyền không thật chúng sinh để mà nói chỉ nương thế tục giả diễn bày Phật tử thế nào là hồi hướng tùy thuận kiên cố tất cả căn lành của Đại Bồ Tát? Phật tử Đại Bồ Tát này, hoặc làm đế vương ngự trị nước lớn, có oai đức rộng lớn, danh chấn thiên hạ, phàm là các quán địch thảy đều quy thuận, hiệu lệnh phát ra, đều y theo chánh pháp. Cầm một cây lọng che khắp vạn phương, đi khắp cõi nước không bị trở ngại, dùng lụa lìa cấu quấn trên đỉnh đầu nơi pháp tự tại người thấy được đều điều phục không có hình phạt dùng đức cảm hóa dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp các chúng sinh làm chuyển luân vương chu cấp tất cả Đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như vậy có quyến thuộc lớn, không ai có thể trở ngại phá hoại được, đều lìa khỏi các lỗi lầm, người thấy không nhàm chán, phước đức trang nghiêm tướng tốt viên mãn, thân hình tráng kiện. Đồng đều đầy đủ, được thân na la diên kiên cố, sức mạnh thành tựu không ai khuất phục được, đắc được nghiệp thanh tịnh, lìa các nghiệp chướng tu hành đầy đủ tất cả bố thí hoặc bố thí ẩm thực và các thượng vị hoặc bố thí xe cộ hoặc bố thí y phục hoặc bố thí tràng hoa tạp hương hương thoa giường tòa phòng xá và chỗ ở đèn đuốc thượng diệu, đồ đạc châu báu xe báu thuốc thang voi tốt ngựa giỏi thảy đều nghiêm sức hoan hỷ bố thí hoặc có người đến xin tòa của vua ngồi hoặc lọng hoặc dù chàng phan báu vật các thứ đồ trang nghiêm mão báu trên đầu hạt minh châu trong búi tóc cho đến ngôi vua đều không xẻn tiếc nếu vua thấy chúng sinh ở trong lao ngục thì xả thí các tài sản châu báu vợ con quyến thuộc cho đến thân mạng để cứu họ thoát khỏi nếu thấy tử tù sắp bị giết thì vua liền xả bỏ mạng sống của mình để thế mạng cho họ hoặc thấy có người đến xin đầu tóc liền ra, ngài hoan hỉ thí cho cũng chẳng xẻn tiếc, mắt tai mũi lưỡi và răng, đỉnh đầu chân tay, máu thịt, xương tủy, tim thận, gan phổi, ruột già ruột non, dạ dày, dạ mỏng, tay chân, các ngón vân vân đều hoan hỉ bố thí cho hết hoặc là vì cầu thỉnh Pháp chưa từng có mà gieo mình vào hầm lửa sâu lớn, hoặc vì hộ trì tránh Pháp của Như Lai mà dùng thân nhẫn thọ tất cả cổ nạn độc hại, hoặc vì cầu Pháp cho đến một chữ đều xả thí tất cả hết thảy trong bốn biển luôn dùng chánh pháp giáo hóa quần sinh khiến cho họ tu pháp lành xả lìa các điều ác nếu thấy chúng sinh giết hại thì dùng tâm tử cứu họ khiến cho họ xả bỏ tội nghiệp nếu thấy như lai thành tối tránh giác thì tán thán khen ngợi khiến cho khắp tất cả đều nghe biết hoặc bố thí đất đai để tạo lập nhà tăng phòng xá tránh điện giảng đường dùng làm chỗ ở và bố thí tôi tớ để giúp việc cho đạo tràng hoặc dùng thân mình bố thí cho người đến xin hoặc bố thí cho đức phật vì cầu pháp hoan hỉ nhảy nhót vì chúng sinh thừa sự cúng dường hoặc xả bỏ ngôi vua thành ấp tụ lạc cung điện vườn rừng vợ con quyến thuộc tùy theo chỗ người xin đều làm cho họ mãn nguyện hoặc xả bỏ tất cả đồ vật tư xanh thiết lập hội bố thí lớn khắp nơi trong đó chúng sinh đủ thứ phước điền hoặc từ xa đến hoặc từ gần lại hoặc hiền hoặc ngu hoặc tốt hoặc xấu hoặc nam hoặc nữ người chẳng phải người tâm hành khác nhau chỗ cầu đều khác nhau thầy đều bố thí cho đều khiến cho họ đều đầy đủ. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí như thế thì phát tâm khéo nhiếp thọ đều đem hồi hướng, đó là khéo nhiếp sắc tùy thuận kiên cố tất cả căn lành khéo nhiếp thọ tưởng hành thức tùy thuận kiên cố tất cả căn lành khéo nhiếp ngôi vua tùy thuận kiên cố tất cả căn lành khéo nhiếp quyến thuộc tùy thuận kiên cố tất cả căn lành khéo nhiếp đồ tư xanh tùy thuận kiên cố tất cả căn lành khéo nhiếp huệ thí tùy thuận kiên cố tất cả căn lành phật tử đại bồ tát tùy thời đồ vật bố thí đều vô lượng vô biên đem căn ăn lành đó hồi hướng như vậy đó là khi đem thức ăn thượng hạng bố thí cho chúng sinh thì tâm của ngài thanh tịnh về vật bố thí ngài chẳng tham chẳng chấp trước không có tâm sẻn tiếc đầy đủ hạnh bố thí nguyện tất cả chúng sinh được thức ăn trí huệ tâm chẳng chướng ngại biết rõ tánh ăn chẳng có tham trước chỉ ưa thức ăn pháp hỷ thoát khỏi ba cõi trí huệ sung mãn dùng pháp trụ vững chắc nhiếp lấy căn lành pháp thân trí thân thanh tịnh du hành thương xót chúng sinh mà làm ruộng phước thị hiện thọ đoạn thực đó là khi đại bồ tát bố thí thức ăn đem căn lành hồi hướng Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí thức uống thì đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sinh uống nước pháp vị, tinh tấn chuyên cần tu tập, đủ đạo Bồ Tát, dứt trừ khát ái thế gian, thường cầu trí huệ của Phật, lìa cảnh giới dục, được pháp hỷ lạc từ pháp thanh tịnh mà sinh ra thân thanh tịnh thường dùng tam muội mà điều nhiếp tâm vào biển trí huệ nổi mây pháp lớn xối mưa pháp lớn đó là khi đại bồ tát bố thí thức uống đem căn lành hồi hướng phật tử đại bồ tát bố thí đủ thứ thượng vị thanh tịnh đó là cay chua mặn lạt cùng với ngọt đắng đủ thứ các vị đượm nhuần đầy đủ hay khiến cho tứ đại an ổn điều hòa cơ thể đầy đủ khí lực cường tráng thân tâm thanh tịnh thường được hoan hỉ các căn sáng suốt lanh lợi nội tạng khỏe tốt chất độc không xâm nhập được bệnh không thương hại không có hoạn nạn vĩnh viễn được an lạc Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vị tối thượng, cam lồ sung mãn, nguyện cho tất cả chúng sinh được vị pháp trí, biết rõ tất cả các nghiệp dụng, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng pháp vị, thấu đạt pháp giới an trụ ở trong thành pháp lớn thật tế, nguyện cho tất cả chúng sinh làm mây pháp lớn khắp cùng pháp giới, khắp mưa pháp vũ giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh được vị thắng trí thân tâm sung mãn pháp hỷ vô thượng nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả thượng vị không tham trước chẳng nhiễm tất cả các vị thế gian thường xuyên tu tập tất cả phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được một pháp vị thấu rõ các phật pháp đều chẳng có khác biệt nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị tối thắng nơi nhất thiết trí chọn chẳng thối truyền nguyện cho tất cả chúng sinh được vào pháp vị không khác với chư phật đều phân biệt được tất cả các căn nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị tăng trưởng lợi ích thường được phật pháp đầy đủ vô ngại đó là hồi hướng của Đại Bồ Tát khi bố thí vị, đem căn lành hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh, siêng tu phước đức thảy đều đầy đủ vô ngại trí thân. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí xe cộ thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ xe nhất thiết trí, ngồi xe đại thừa, xe bất hoại, xe tối thắng, xe tối thượng, xe mau chóng, xe đại lực, xe phước đức đầy đủ, xe xuất thế gian, xe sinh ra vô lượng các Bồ Tát, đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. Phật tử khi đại Bồ Tát bố thí y phục thì đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được y phục hổ thẹn, dùng để che thân, xả bỏ tà đạo, lộ hình pháp ác, nhan sắc đượm nhuần, làn da mịn màng nhu nhuyến, thành tựu an vui bậc nhất của chư Phật, đắc được nhất thiết trùng trí thanh tịnh, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí y phục. Phật tử Đại Bồ Tát thường đem đủ thứ hoa quý bố thí, đó là hoa thơm vi diệu, hoa đủ màu sắc, vô lượng hoa kỳ diệu hoa thấy lành hoa đáng vui thích hoa tất cả thời hoa trời hoa nhân gian hoa trên đời chân quý ưa thích hoa rất thơm tho vừa ý dùng vô lượng hoa đẹp như vậy cúng dường tất cả chư phật hiện tại và hết thảy tháp miếu sau khi chư phật diệt độ hoặc đem cúng dường người thuyết pháp hoặc đem cúng dường tỳ kheo tăng bảo tất cả bồ tát các thiện tri thức thanh văn duyên giác cha mẹ tôn thân dưới đến thân mình cùng với tất cả kẻ bần cùng côi cút khi bố thí, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hoa tam muội của chư Phật thảy đều nở rộ tất cả các pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như Phật, người thấy được đều hoan hỷ, tâm chẳng nhàm đủ, nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thấy đều thuận hợp, tâm không động loạn, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh nghiệp thanh tịnh rộng lớn, nguyện cho tất cả chúng sinh thường nghĩ nhớ bạn lành tâm không biến đổi, nguyện cho tất cả chúng sinh như thuốc a già đà trừ được tất cả phiền não các độc, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn, thải đều đắc được trí vương vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ như ánh sáng mặt trời, phá trừ được tối ngu si nguyện cho tất cả chúng sinh bồ đề tịnh nguyệt tăng trưởng đầy đủ nguyện cho tất cả chúng sinh vào đại bảo châu thấy thiện tri thức thành tựu đầy đủ tất cả căn lành đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi bố thí hoa vì khiến cho chúng sinh đều được trí thanh tịnh vô ngại Phật tử khi đại Bồ Tát bố thí tràng hoa thì ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được người thích thấy, người thấy được đều khâm kính khen ngợi, người thấy được đều thân thiện, người thấy được đều ưa thích, người thấy được đều khát ngưỡng, người thấy được đều hết sầu lo, người thấy được đều sinh tâm hoan hỷ, người thấy được đều lìa các điều ác, người thấy được thường được gần gũi Phật người thấy được đều được thanh tịnh đắc được nhất thiết trí đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tràng hoa phật tử khi đại bồ tát bố thí hương thì ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hương của giới đắc được giới không thiếu khuyết giới không tạp giới không ô nhiễm giới không hối hận giới lìa ràng buộc giới không nhiệt não giới không hủy phạm giới vô biên giới xuất thế giới bồ tát ba la mật Nguyện cho tất cả chúng sinh nhờ những giới đó mà đều được thành tựu giới thân của chư Phật đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí hương vì khiến cho chúng sinh đều đắc được viên mãn giới ẩn vô ngại Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí hương thoa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương thí sông khắp, đều được huệ thí tất cả hết thảy, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương giới sông khắp, đều được giới thanh tịnh rốt giáo của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương nhẫn sông khắp đều lìa khỏi tất cả tâm hiểm hại nguyện cho tất cả chúng sinh được hương tinh tấn sông khắp thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh được hương định sông khắp an trụ nơi tam muội hiện tiền của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương huệ sông khắp, một niệm được thành tựu vua trí huệ vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương pháp sông khắp thì nơi pháp vô thượng được không sợ hãi, nguyện cho tất cả chúng sinh được hương đức sông khắp thì thành tựu nhất thiết trí đại công đức nguyện cho tất cả chúng sinh được hương bồ đề sông khắp thì được mười lực của Phật đến bờ bên kia, nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu hương pháp trắng thanh tịnh sông khắp thì vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp bất thiện đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí hương thoa phật tử khi đại bồ tát bố thí giường tòa thì ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được các giường tòa trời chứng được đại trí huệ nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa hiền thánh xả bỏ ý phàm phu trụ tâm bồ đề nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an lạc vĩnh viễn lìa tất cả sinh tử khổ não nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa rốt giáo được thấy thần thông tự tại của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa bình đẳng luôn huân tu khắp tất cả pháp lành nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa tối thắng đầy đủ nghiệp thanh tịnh thế gian không bằng được nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an ổn chứng được pháp chân thật đầy đủ rốt ráo nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa thanh tịnh tu tập cảnh giới trí họa thanh tịnh của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được dường tòa an trụ được thiện tri thức luôn theo che chở gia hộ nguyện cho tất cả chúng sinh được giường tòa sư tử thường nằm bên hông phải giống như như lai đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí giường tòa vì khiến cho chúng sinh tu tập chánh niệm khéo hộ trì các căn Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí phòng xá, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an trụ cõi Phật thanh tịnh, tinh tấn siêng tu tập tất cả công đức, an trụ vào cảnh giới tam muội thâm sâu, xả lìa tất cả trụ xứ chấp trước, thấu rõ các trụ xứ đều chẳng chỗ có, lìa các thế gian trụ nơi nhất thiết trí, nhiếp lấy tất cả chỗ trụ của chư Phật trụ nơi trụ xứ đạo an lạc rốt ráo, luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất, chọn chẳng xả lìa trụ xứ vô thượng của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí phòng xá vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tùy chỗ đáng được độ mà tư duy cứu hộ. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí chỗ ở, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được lợi lành, tâm được an lạc, nguyện cho tất cả chúng sinh nương như lai mà trụ, nương đại trí huệ mà trụ, nương thiện tri thức mà trụ, nương tôn thắng mà trụ, nương thiện hạnh mà trụ, nương đại từ mà trụ, nương đại bi mà trụ, nương sáu ba la mật mà trụ nương tâm đại bồ đề mà trụ nương tất cả bồ tát đạo mà trụ đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí chỗ ở vì khiến cho tất cả phước đức thanh tịnh vì rốt giáo thanh tịnh vì trí thanh tịnh vì đạo thanh tịnh vì pháp thanh tịnh vì giới thanh tịnh vì trí nguyện thanh tịnh vì tin hiểu thanh tịnh vì nguyện thanh tịnh vì tất cả thần thông công đức thanh tịnh Phật tử Đại Bồ Tát bố thí các đèn sáng, đó là đèn tô, đèn dầu, đèn báu, đèn ma ni, đèn tất, đèn lửa, đèn trầm thủy, đèn chiên đàn, đèn tất cả hương thơm, đèn vô lượng màu sắc ánh sáng. Khi bố thí vô lượng đèn như thế, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng quang minh chiếu khắp tất cả chánh pháp của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh, chiếu thấy màu sắc rất vi tế của thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh lìa màng mắt, thấu rõ có chúng sinh đều không chẳng chỗ có nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô biên thân phóng ra diệu quang chiếu khắp tất cả nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh chiếu khắp nơi các phật pháp tâm chẳng thối truyền. nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh của phật ở trong tất cả cõi thảy đều hiển hiện nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô ngại một quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh không đoạn diệt chiếu các cõi phật mà quang minh không đoạn diệt nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh trí tràng chiếu khắp thế gian nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô lượng màu sắc chiếu tất cả cõi thị hiện thần lực khi bồ tát bố thí đèn sáng như vậy vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh an lạc tất cả chúng sinh đem căn lành đó theo đuổi chúng sinh đem căn lành đó nhiếp thọ chúng sinh đem căn lành đó phân bố cho chúng sinh đem căn lành đó từ mẫn chúng sinh, đem căn lành đó che chở, nuôi dưỡng chúng sinh, đem căn lành đó cứu hộ chúng sinh, đem căn lành đó sung mãn chúng sinh, đem căn lành đó duyên niệm chúng sinh, đem căn lành đó bình đẳng lợi ích chúng sinh, đem căn lành đó quán sát chúng sinh, đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí đèn sáng hồi hướng như vậy chẳng có chướng ngại khắp khiến cho chúng sinh trụ trong căn lành phật tử khi đại bồ tát bố thí thuốc thang ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các triển cái, rốt giáo được thoát khỏi, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh đắc được thân của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc hay diệt trừ tất cả bệnh bất thiện, nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Đà, an trụ nơi bậc Bồ Tát không thối truyền, nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc Như Lai, cứu bạt tất cả tên độc phiền não, nguyện cho tất cả chúng sinh gần gũi hiền thánh, diệt trừ phiền não, tu hạnh thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh, làm vua thầy thuốc, vĩnh viễn diệt trừ các bệnh, chẳng khiến cho tái phát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm cây thuốc bất hoại, đều chữa lành cho tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được quang minh nhất thiết trí, nhổ trừ các mũi tên bệnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo hiểu phương thuốc thế gian, hết thảy tật bệnh của chúng sinh đều chữa khỏi. Khi đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các bệnh, vì rốt giáo được an ổn, vì rốt giáo được thanh tịnh, vì giống như Phật không bệnh, vì nhổ trừ tất cả mũi tên bệnh vì được thân vô tận kiên cố vì được thân kim cang núi thiết vi bất hoại vì được sức lực kiên cố đầy đủ vì được viên mãn an vui của phật không ai đoạt lấy được vì được thân kiên cố tự tại của tất cả chư phật bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy phật tử đại bồ tát đều có thể huệ thí tất cả đồ vật đó là đồ đựng bằng vàng ròng đầy các thứ tạp báu, đồ đựng bằng bạc trắng đầy các báu đẹp, đồ đựng bằng lưu ly đầy đủ các thứ báu, đồ đựng bằng pha lê đầy vô lượng đồ báu trang nghiêm, đồ đựng bằng sa cừ đầy xích chân châu đồ đựng bằng mã não đầy san hô mani châu báu đồ đựng bằng ngọc trắng đựng các thức ăn ngon đồ đựng bằng chiên đàn đựng các thứ y trời đồ đựng bằng kim cang đựng các hương thơm vô lượng vô số đủ thứ các đồ bằng châu báu đựng vô lượng vô số đủ thứ các châu báu hoặc bố thí cho chư phật vì tin ruộng phước của phật không thả nghĩ bàn hoặc bố thí cho bồ tát vì biết thiện tri thức khó gặp được hoặc bố thí cho thánh tăng vì khiến cho phật pháp trụ lâu ở đời hoặc bố thí cho thanh văn và bích tri phật vì nơi các bậc thánh nhân sinh niềm tin thanh tịnh hoặc bố thí cho cha mẹ vì tôn trọng hoặc bố thí cho sư trưởng vì luôn dạy bảo khiến cho y theo thánh giáo mà tu công đức hoặc bố thí cho kẻ hạ liệt nghèo khổ cô nhi vì đại từ đại bi thương xót bình đẳng nhìn các chúng sinh vì chuyên tâm đầy đủ bố thí ba la mật của tất cả bồ tát đời quá khứ vị lai hiện tại đem tất cả đồ vật bố thí khắp tất cả vì chọn không nhàm xả bỏ các chúng sinh khi bố thí các đồ vật như vậy cùng với người thọ nhận đều không chấp trước khi đại Bồ Tát đem đủ thứ đồ đạc châu báu như vậy, đựng vô lượng châu báu bố thí, ngài đem căn lành hồi hướng như vậy, Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu tạng khí vô biên đồng hư không, niệm lực rộng lớn, đều có thể thọ trì tất cả kinh thư thế gian suốt thế gian chẳng có quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thanh tịnh khí, ngộ được chánh pháp thâm sâu của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo khí vô thượng, đều thọ trì được Phật Pháp ba đời nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí rộng lớn của như lai dùng niềm tin bất hoại nhiếp thọ pháp bồ đề của chư phật ba đời nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo trang nghiêm khí tối thắng trụ tâm bồ đề đại oai đức nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ chỗ nương tượng của công đức sinh tin hiểu thanh tịnh nơi vô lượng trí huệ của các như lai nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ hướng về nhất thiết trí rốt ráo vô ngại giải thoát của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được khí cụ hạnh bồ tát suốt thủa kiếp vị lai hay khiến cho chúng sinh thảy đều an trụ nơi nhất thiết trí lực nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ giống tánh công đức thù thắng của chư Phật ba đời, diệu âm của tất cả chư Phật nói đều thọ trì được. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu khí cụ dung nạp tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới, tất cả chúng hội đạo tràng của Như Lai, làm đại trượng phu, thượng thủ, khen ngợi, diễn nói, khuyến thỉnh chư Phật, chuyển bánh xe tránh pháp đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi bố thí khí cụ vì muốn khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều được viên mãn khí cụ hạnh nguyện bồ tát phổ hiền phật tử đại bồ tát đem đủ thứ xe nghiêm sức các thứ báu cũng dường bố thí cho chư phật và các bồ tát sư trưởng bạn lành thanh văn duyên giác vô lượng đủ thứ phước điền như vậy cho đến những người bần cùng côi cút những người đó hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc nghe danh của Bồ Tát mà đến, hoặc là có nhân duyên với Bồ Tát mà đến, hoặc nghe Bồ Tát thuở xưa phát nguyện bố thí mà đến, hoặc là từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến, bấy giờ Bồ Tát hoặc bố thí xe báu hoặc bố thí xe bằng vàng đều trang nghiêm tốt đẹp, lưới linh che phủ ở trên có châu báu rủ xuống hoặc bố thí xe bằng lưu ly tốt đẹp có vô lượng đồ chân quý kỳ lạ nghiêm sức hoặc lại bố thí xe bằng vàng trắng có lưới bằng vàng che phủ ở trên dùng tuấn mã kéo xe hoặc lại bố thí xe trang nghiêm vô lượng các thứ báu có lưới báu che phủ dùng voi kéo xe hoặc bố thí xe bằng chiên đàn dùng báu đẹp làm bánh xe tạc báu làm lọng có tòa sư tử báu trưng bày nghiêm đẹp. Có trăm ngàn thẻ nữ ngồi la liệt ở trên, dùng mười vạn người thanh niên kéo đi, hoặc lại bố thí xe bằng pha lê, nghiêm sức các tạp báu đẹp, đầy dẫy người nữ xinh đẹp ngồi ở trong đó, có chướng báu răng tre phía trên, chàng phan treo hai bên hoặc lại bố thí xe tạng báu mã não, dùng các thứ báu nghiêm sức, xông các thứ tạp hương, đủ thứ hoa đẹp bày bố trang nghiêm, có trăm ngàn thẻ nữ tay cầm chuỗi báu, điều khiển xe đi êm đềm được an ổn, hoặc lại bố thí xe hương kiên cố, các thứ báu làm bánh xe, có chướng báu che phủ ở phía trên, lưới báu rủ xuống, đủ thứ y báu răng bày ở bên trong thanh tịnh tốt đẹp thơm phức tỏa ra bên ngoài hương thơm phức đó làm vui đẹp lòng người vô lượng chư thiên hộ theo mà đi chở theo các châu báu tùy thời mà bố thí hoặc lại bố thí xe báu quang minh đủ thứ các báu màu sắc sáng chói các lưới báu đẹp răng tre phía trên các chuỗi tạp báu trong rủ khắp bốn phía dùng hương bột giải trong ngoài đều thơm phức. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các xe báu tốt đẹp như vậy, bố thí cúng dường cho Phật, thì Ngài đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều hiểu về cúng dường ruộng phước vô thượng, tin sâu bố thí cho Phật được vô lượng phước báu. Nguyện cho tất cả chúng sinh một lòng hướng về Phật thường gặp vô lượng ruộng phước thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các đức như lai không có tâm sẻn tiếc thành tựu đầy đủ tâm đại bố thí nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư phật tu hành hạnh bố thí lìa khỏi nguyện của hàng nhị thừa sớm đắc được trí huệ nhất thiết trí giải thoát vô ngại của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư phật thực hành bố thí vô tận vào trong vô lượng công đức trí huệ của phật nguyện cho tất cả chúng sinh vào trí huệ thù thắng của phật được thành tựu vua trí huệ vô thượng thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông đến khắp vô ngại của phật tùy chỗ muốn đến đều được tự tại nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu đại thừa đắc được vô lượng trí huệ an trụ chẳng động nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể sinh ra pháp nhất thiết trí làm ruộng phước tối thượng của các trời người nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư phật không có tâm hiểm hận siêng trồng căn lành thích cầu trí huệ của phật nguyện cho tất cả chúng sinh nhậm vận đến được tất cả cõi Phật trong một sát na đi khắp pháp giới mà không mỏi mệt, nguyện cho tất cả chúng sinh sớm được tự tại thần thông của Bồ Tát, phân thân đầy khắp đồng cõi hư không, chỗ tất cả chư Phật đều gần gũi cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tỷ đến khắp mười phương mà không nhàm mỏi nguyện cho tất cả chúng sinh được thân rộng lớn bay đi mau chóng tùy ý chỗ đến chọn không giải đãi thối lùi nguyện cho tất cả chúng sinh được tự tại oai lực rốt giáo của Phật trong một sát na đều hiện thần thông biến hóa của chư Phật tận cõi hư không nguyện cho tất cả chúng sinh tu hạnh an lạc Tùy thuận tất cả Bồ Tát Đạo, nguyện cho tất cả chúng sinh tác được hạnh nhanh chóng, mười lực trí hoạ thần thông rốt giáo, nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp Pháp giới, mười phương cõi nước đều tận cùng bờ mé, bình đẳng chẳng có khác biệt, nguyện cho tất cả chúng sinh thực hành hạnh phổ hiền, chẳng có thối truyền đến nơi bờ kia thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh thăng lên thừa trí huệ chẳng gì bằng, tùy thuận pháp tánh, thấy lý như thật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài đem xe báu bố thí cúng dường cho tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ vì khiến cho chúng sinh đắc được thừa vô ngại thoát khỏi rốt giáo của Như Lai phật tử khi đại bồ tát đem các xe báu bố thí cho các bồ tát thiện tri thức thì ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh tâm thường ghi nhớ thọ trì lời dạy của bậc thiện tri thức chuyên cần giữ gìn khiến cho không quên mất nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một nghĩa lợi với thiện tri thức cùng với căn lành nhiếp khắp tất cả nhiếp khắp tất cả gần gũi thiện tri thức tôn trọng cúng dường đều xả bỏ hết thảy thuận theo tâm của thiện tri thức nhiếp khắp tất cả được thiện trí mong muốn tùy theo bạn lành chưa từng xả lìa nhiếp khắp tất cả thường được gặp các bậc thiện tri thức chuyên tâm phụng sự chẳng trái lời dạy nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích thiện tri thức thường chẳng xả lìa chẳng gián đoạn chẳng phức tạp cũng chẳng lầm lỗi nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đem thân mình bố thí cho thiện tri thức tùy theo sự dạy bảo của ngài chẳng có trái nghịch Nguyện cho tất cả chúng sinh được thiện tri thức nhiếp thọ, tu tập đại từ xa lìa các điều ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh theo thiện tri thức lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói nguyện cho tất cả chúng sinh đồng một căn lành với thiện tri thức, nghiệp quả thanh tịnh, đồng một hạnh nguyện với các Bồ Tát rốt giáo đắc được mười lực, nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được pháp của thiện tri thức, chóng được tất cả cảnh giới tam muội trí huệ thần thông. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ trì được tất cả chánh pháp, tu tập các hạnh, đến nơi bờ kia, nguyện cho tất cả chúng sinh tu theo đại thừa chẳng có chướng ngại, rốt giáo thành tựu đạo nhất thiết trí, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được ngồi nơi nhất thiết trí đến chỗ an ổn không thối chuyển, nguyện cho tất cả chúng sinh biết hạnh như thật tùy theo chỗ nghe tất cả phật pháp đều được rút giáo vĩnh viễn không quên mất nguyện cho tất cả chúng sinh khắp được chư phật nhiếp thọ đắc được trí vô ngại rút giáo biết rõ các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông tự tại không thối thất tùy theo chỗ muốn đến đi một niệm liền đến nguyện cho tất cả chúng sinh đến đi tự tại rộng thực hành giáo hóa khiến cho họ trụ nơi đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh chỗ thực hành đều không luống qua dùng xe trí chuyên trở đến bậc rút giáo nguyện cho tất cả chúng sinh được thừa vô ngại dùng trí vô ngại đến tất cả mọi nơi đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí đủ thứ xe cho thiện tri thức vì khiến cho chúng sinh đầy đủ công đức đồng với phật bồ tát không khác Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí cho tăng, thì khởi tâm học tất cả hạnh bố thí, tâm trí khéo biết rõ, tâm thanh tịnh công đức, tâm tùy thuận xả bỏ, tâm tăng bảo khó gặp. Tâm tin sâu tăng bảo, tâm nhiếp trì tránh giáo, thích trụ trí nguyện thủ thắng được chưa từng có, làm hội đại bố thí sinh ra vô lượng công đức rộng lớn, tin sâu Phật giáo không thể trở ngại phá hoại, đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vào trong Phật Pháp nhớ thọ trì không quên. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi Pháp phàm phu ngu si vào nơi hiền thánh. Nguyện cho tất cả chúng sinh chóng vào bậc thánh, dùng Phật Pháp dạy bảo dẫn dắt có thứ tự. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thế gian tôn sùng kính trọng, lời nói được tin dùng nguyện cho tất cả chúng sinh khéo vào tất cả pháp bình đẳng biết rõ pháp giới tự tánh không hai nguyện cho tất cả chúng sinh từ nơi trí họa cảnh giới của như lai mà sinh ra những người được điều thuận cùng nhau vây quanh nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp đìa nhiễm ô diệt trừ tất cả bụi dơ phiền não nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu vô thượng tăng bảo lìa khỏi phàm phu nhập vào chúng thánh hiền nguyện cho tất cả chúng sinh siêng tu pháp lành được trí huệ vô ngại đầy đủ công đức của thánh hiền nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm trí huệ chẳng chấp vào ba đời ở trong các chúng tự tại như vua nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi thừa trí huệ chuyển bánh xe tránh pháp nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thần thông một niệm đến được bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới nguyện cho tất cả chúng sinh được thân hư không nơi các thế gian trí huệ vô ngại nguyện cho tất cả chúng sinh vào khắp chúng hội của chư phật tất cả hư không pháp giới thành tựu hạnh ba la mật bậc nhất nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nhẹ nhàng trí huệ thù thắng vào khắp tất cả cõi phật nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần túc khéo léo không bờ mé nơi tất cả cõi khắp hiện thân hình nguyện cho tất cả chúng sinh được thân nơi tất cả không chỗ nương dùng sức thần thông hiện khắp như hình bóng nguyện cho tất cả chúng sinh được thần lực tự tại không nghĩ bàn tùy chúng sinh đáng được hóa độ liền hiện ra ở trước họ giáo hóa điều phục nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện vào pháp giới vô ngại một niệm du hành khắp mười phương cõi nước đó là đại bồ tát hồi hướng căn lành bố thí xe báu cho tăng vì khiến cho chúng sinh khắp ngồi thừa trí huệ thanh tịnh vô thượng nơi tất cả thế gian chuyển bánh xe pháp trí huệ vô ngại Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các xe báu bố thí cho thanh văn duyên giác, Ngài khởi tâm như vậy, đó là tâm ruộng phước, tâm tôn kính, tâm biển công đức, tâm hay sinh ra công đức trí huệ, tâm từ công đức thế lực của Như Lai sinh ra, tâm trăm ngàn na do tha kiếp tu tập tâm nơi bất khả thuyết kiếp tu hạnh Bồ Tát, tâm giải thoát tất cả sự trói buộc của ma, tâm tiêu diệt tất cả chúng ma quân, tâm trí huệ quang minh chiếu rõ pháp vô thượng, đem hết thảy căn lành bố thí xe hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh làm ruộng phước bậc nhất cho thế gian tin đầy đủ bố thí ba la mật vô thượng nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi lời nói vô ích thường thích ở một mình tâm không có hai niệm nguyện cho tất cả chúng sinh thành ruộng phước thanh tịnh bậc nhất nhiếp lấy các chúng sinh khiến cho họ tu phước nghiệp Nguyện cho tất cả chúng sinh thành vực sâu trí huệ, ban cho chúng sinh vô lượng vô số căn lành quả báo, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh vô ngại, đầy đủ ruộng phước thanh tịnh bậc nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi pháp không tranh, thấu rõ tất cả các pháp đều không chỗ làm, không tánh làm tánh, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được gần gũi ruộng phước tối thượng tu thành tựu đầy đủ vô lượng phước đức nguyện cho tất cả chúng sinh hiện được vô lượng thần thông tự tại dùng ruộng phước thanh tịnh nhiếp lấy các hàm thức nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ ruộng phước công đức vô tận hay ban cho chúng sinh mười lực quả thừa bậc nhất của như lai Nguyện cho tất cả chúng sinh làm ruộng phước chứng được quả chân thật, thành nhất thiết trí phước tụ vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp diệt tội, đều có thể thọ trì Phật pháp câu nghĩa chưa từng nghe. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên nghe, lãnh thọ tất cả Phật pháp nghe đều ngộ hiểu chẳng có luống qua nguyện cho tất cả chúng sinh nghe được phật pháp thông đạt rốt giáo như chỗ nghe được tùy thuận diễn nói nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giáo pháp của như lai tin hiểu tu hành xả lìa tất cả chín mươi sáu thứ ngoại đạo tà kiến nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy thánh hiền tăng trưởng tất cả căn lành tối thắng nguyện cho tất cả chúng sinh tâm thường tin ưa bậc trí hạnh đồng ở chung cùng hoan hỷ với các bậc thánh triết nguyện cho tất cả chúng sinh nghe được danh hiệu phật đều chẳng luống qua tùy chỗ nghe được mắt đều thấy được nguyện cho tất cả chúng sinh kéo phân biệt biết được chánh giáo của chư phật đều thủ hộ thọ trì phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thích nghe tất cả Phật Pháp, thọ trì, đọc tụng, khai thị, chiếu soi, nguyện cho tất cả chúng sinh, tin hiểu công đức Phật giáo như thật, đều xả bỏ hết thảy, cung kính, cúng dường. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho thanh văn duyên giác, vì khiến cho chúng sinh đều được thành tựu trí huệ thần thông thanh tịnh bậc nhất, tinh tấn tu hành chẳng có giải đãi đắc được nhất thiết trí lực không sợ hãi phật tử đại bồ tát đem các xe báu bố thí các ruộng phước cho đến khi bố thí cho kẻ bần cùng cô độc tùy theo chỗ họ mong cầu tất cả đều xả tâm sinh hoan hỷ, chẳng có tâm nhàm mỏi, vẫn hướng về người đó, tự bảo họ rằng, đáng lẽ tôi phải mang đến cúng dường cung cấp, không nên lao nhọc các vị từ xa đến mỏi mệt, nói rồi quỳ xuống lại hỏi thăm chỗ ở. Phàm là hết thảy cần những gì, tất cả đều bố thí cho, hoặc có lúc bố thí cho họ xe báu mani, dùng nữ báu bậc nhất ở cõi diêm phù đề chở đầy trong xe, hoặc lại ban cho xe trang nghiêm bằng vàng nữ báu nhân gian trở đầy trong xe hoặc lại bố thí xe lưu ly đẹp kỹ nữ trong nội cung đầy dãy trong xe hoặc bố thí đủ thứ xe báu đẹp lạ trở đầy đồng nữ như thiên thả nữ hoặc bố thí xe dùng vô số báu trang nghiêm nữ báu đầy trong xe nhu hòa thông minh biện tài trí huệ hoặc bố thí xe bằng chiên đàn hoặc lại bố thí xe báu pha lê đều chở các nữ báu đẩy dãy trong xe dung nhan xinh đẹp tướng mạo không ai sánh bằng y phục trang nghiêm ai thấy cũng đều vui mừng hoặc lại bố thí xe báu mã não trên xe chở vương tử quán đảnh hoặc có lúc bố thí xe hương kiên cố chở hết thảy nam nữ trong đó, hoặc có lúc bố thí xe trang nghiêm tất cả báu chở quyến thuộc thân thiện khó xả. Phật tử đại Bồ Tát đem vô lượng các xe báu như vậy, tùy theo chỗ họ mong cầu cung kính bố thí cho, đều khiến cho họ tọa nguyện hoan hỷ đầy đủ, đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe rộng lớn vô ngại không thối truyền thẳng đến dưới cội bồ đề không thể nghĩ bàn nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe nhân thanh tịnh pháp trí lớn xuất thủa kiếp vị lai tu hạnh bồ tát vĩnh viễn chẳng thối truyền nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe tất cả pháp không chỗ có vĩnh viễn liệt khỏi tất cả phân biệt chấp trước thường tu tập đạo nhất thiết trí nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe chân tránh không xiểm nịnh dối trá, đến cõi nước chư Phật tự tại vô ngại, nguyện cho tất cả chúng sinh, tùy thuận an trụ, nơi xe, nhất thiết trí, dùng các Phật Pháp cùng nhau vui thích, nguyện cho tất cả chúng sinh, đều ngồi xe Bồ Tát hạnh thanh tịnh, đầy đủ mười đạo xuất ly, và ưa thích tam muội của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe bốn bánh, đó là ở cõi nước tốt, y chỉ người thiện tu tập phước đức thủ thắng, phát thệ nguyện lớn dùng bốn điều đó để thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe pháp quang minh, chiếu khắp mười phương tu học tất cả trí lực của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe phật pháp đến tất cả pháp rốt giáo bờ bên kia, nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe pháp trở các phước thiện khó nghĩ bàn, chỉ bày chánh đạo. An ổn khắp mười phương, nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe đại bố thí, xả bỏ lòng bòn sẻn dơ bẩn, nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe giới thanh tịnh, giữ tịnh giới đồng với pháp giới chẳng có bờ mé, nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe nhẫn nhục thường ở nơi chúng sinh, lìa tâm sân hận ô trược nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe đại tinh tấn chẳng thối truyền kiên trì tu thắng hạnh hướng vẻ đạo bồ đề nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe thiền định sớm đến đạo tràng chứng trí bồ đề nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí hoạ phương tiện khéo léo hóa thân cảnh giới của chư Phật đẩy dẫy tất cả pháp giới nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe pháp vương thành tựu không sợ hãi luôn bố thí khắp tất cả trí pháp nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe trí huệ không chấp trước đều vào được khắp tất cả mười phương nơi chân pháp tánh mà không lay động nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe tất cả pháp của chư phật thị hiện thọ sinh khắp mười phương cõi nước mà chẳng mất hủy hoại đạo đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi xe báu nhất thiết trí tối thượng đầy đủ hạnh nguyện bồ tát phổ hiền mà chẳng nhàm mỏi đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát đem các xe báu bố thí các ruộng phước cho đến những người bần cùng cô độc vì khiến cho chúng sinh đầy đủ vô lượng trí huệ hoan hỷ hớn hở rốt ráo đều được xe nhất thiết trí phật tử đại bồ tát bố thí voi báu tính tình của voi điều thuận thất chi đầy đủ tuổi tác thịnh vượng cường tráng sáu ngà thanh tịnh miệng màu hồng đỏ giống như hoa sen hình thẻ tươi trắng ví như núi tuyết nhiêm sức tràng bằng vàng lưới la báu che phủ đủ thứ báu đẹp trang nghiêm cái vòi ai thấy được đều hân hoan đùa giỡn chẳng có nhàm đủ đi bộ vạn dặm chưa từng mệt mỏi hoặc lại bố thí ngựa báu tốt giỏi các tướng đầy đủ giống như ngựa trời dùng ánh sáng bánh xe báu đẹp hình mặt trăng nghiêm sức lưới linh bằng vàng thật răng tre phía trên đi đứng êm đềm người cưỡi được an ổn tùy ý chỗ muốn đến đi nhanh như gió du hành khắp bốn châu tự tại vô ngại bồ tát đem voi báu ngựa báu đó hoặc phụng dưỡng cha mẹ và thiện tri thức hoặc bố thí cho chúng sinh nghèo thiếu khổ não tâm của bồ tát vẫn khoáng đạt tự nhiên chẳng sinh tâm hối tiếc tham sẻn nhưng lại tăng thêm vui mừng lợi ích tăng thêm từ bi thương xót tu bồ tát đức tịnh bồ đề tâm, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ xe điều thuận tăng trưởng tất cả công đức của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được xe khéo léo có thể tùy ý sinh ra tất cả Phật Pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe tin hiểu chiếu khắp trí lực vô ngại của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe phát thú, khắp phát hưng tất cả nguyện lớn, nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ bình đẳng xe ba la mật, thành tựu viên mãn tất cả căn lành bình đẳng, nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu xe báu, sinh ra các Phật Pháp vô thượng trí bảo nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe bồ tát hạnh trang nghiêm nở các hoa tam muội của bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh được xe nhanh chóng vô biên nơi vô số kiếp tịnh bồ đề tâm tinh tấn suy ngẫm thấu đạt các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe lớn tối thắng điều thuận dùng phương tiện khéo léo đủ bậc bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu xe lớn cao rộng kiên cố nhất chuyên trở khắp tất cả chúng sinh đều đến được bậc nhất thiết trí đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí voi ngựa vì khiến cho chúng sinh đều được ngồi xe trí vô ngại viên mãn rốt ráo đến Phật thừa Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí tòa hoặc bố thí tòa sư tử, tòa đó cao rộng, tốt đẹp, thủ thắng đặc biệt, dùng lưu ly làm chân, vàng sợi làm thành, y phục mềm mại răng bày ở trên, dựng các tràng báu, sông các hương quý, có vô lượng đồ tạp báu trang nghiêm, dùng làm nghiêm sức, lưới vàng che phủ phía trên, chuông báu gió thổi vang ra âm thanh vi diệu, dùng vạn cách nghiêm sức khắp chung quanh các báu chân kỳ, tất cả thần dân cùng nhau chiêm ngưỡng, lễ quán đảnh đại vương, chỉ mình vua ngồi trên tòa tuyên bố pháp hóa, vạn bang đều tôn phụng vua đó lại dùng báu đẹp trang nghiêm thân mình, đó là báu phổ quang minh, báu đế thanh, báu đại đế thanh, báu thắng tạng ma ni, phát ra ánh sáng thanh tịnh như mặt trời, mát mẻ như mặt trăng, bày bố khắp chung quanh, ví như các vì sao thượng diệu trang nghiêm, bậc nhất không ai bằng, hải châu diệu báu, hải kiên cố tràng báu, kỳ văn dị biểu, đủ thứ trang nghiêm ở trong đại chúng, tôn quý nhất, thủ thắng nhất lụa báu vàng diêm phù đà lìa cấu dùng làm mão đội đầu an hưởng ngôi quán đảnh rồi trở thành vua cõi diêm phù đà đầy đủ vô lượng sức oai đức lớn lấy từ bi làm chủ hàng phục các quán địch ra lệnh thi hành chẳng có ai mà không thuận bấy giờ vua chuyển luân vương dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số tòa trang nghiêm như vậy bố thí cho như lai ruộng phước bậc nhất và các bồ tát chân thiện tri thức hiền thánh tăng bảo pháp sư thuyết pháp cha mẹ tôn thân thanh văn độc giác và những người phát tâm hướng về bồ tát thừa hoặc tháp của như lai cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi tùy theo chỗ họ cần thảy đều bố thí cho đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa bồ đề đều được giác ngộ chánh pháp của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi tòa tự tại đắc được pháp tự tại các núi kim cang không thể hoại được đều hàng phục được tất cả ma quân nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa sư tử tự tại của phật chỗ chiêm ngưỡng của tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu trang nghiêm có bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ thủ thắng vi diệu nơi pháp tự tại giáo hóa dẫn dắt chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa ba thứ thủ thắng nhất thế gian do căn lành rộng lớn nghiêm sức nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa khắp cùng bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới trong a à tăng kỷ kiếp khen ngợi cũng không hết được nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa phước đức rộng lớn thâm mật thân hình sung mãn tất cả pháp giới nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa báu đủ thứ không thể nghĩ bàn tùy theo nguyện xưa chỗ niệm của chúng sinh rộng mở pháp thí, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tòa tốt lành, hiện thần thông của chư Phật bất khả thuyết, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả tòa báu, tất cả tòa hương, tất cả tòa hoa, tất cả tòa y phục. Tất cả tòa tràng hoa, tất cả tòa ma ni, tất cả tòa báu, đủ thứ lưu ly, thầy đều không thể nghĩ bàn vô lượng bất khả thuyết tòa thế giới, tất cả tòa thanh tịnh trang nghiêm thế gian, tất cả tòa kim cang thị hiện oai đức tự tại của Như Lai thành tối chánh giác, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tòa báu vì khiến cho chúng sinh đắc được tòa Đại Bồ Đề lìa thế gian tự nhiên giác ngộ tất cả Phật Pháp. Phật tử đại Bồ Tát bố thí các lọng báu, lọng đó thù đặc tôn quý, dùng đủ thứ báu lớn để trang nghiêm, trong lọng báu có trăm ngàn ức na do tha thứ thượng diệu tốt bậc nhất các thứ báu làm cáng, lưới đẹp phủ phía trên, chung quanh răng treo dây báu và linh bằng vàng, chuỗi mani răng bảy thứ lớp, gió nhẹ thổi lay động, vang ra tiếng vi diệu hài hòa với nhau, châu ngọc tạng báu đủ thứ đầy dẫy, vô lượng đồ chân quý đều dùng nghiêm sức chiên đàn trầm thủy hương thơm sông khắp nơi vàng diêm phù đàn quang minh thanh tịnh vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ các báu vật tốt đẹp đầy đủ trang nghiêm như vậy dùng tâm thanh tịnh dâng cúng đức phật và hết thảy chùa tháp sau khi phật diệt độ hoặc vì pháp mà bố thí cho các bồ tát và bậc thiện tri thức pháp sư nổi tiếng hoặc bố thí cho cha mẹ hoặc bố thí cho tăng bảo hoặc lại bố thí cho tất cả phật pháp hoặc bố thí đủ thứ ruộng phước chúng sinh hoặc bố thí cho sư tăng và các bậc tôn túc hoặc bố thí cho bồ tát mới phát tâm cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi tùy theo chỗ họ mong cầu thảy đều bố thí cho đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh siêng tu căn lành dùng che thân mình thường được chư phật che chở nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng công đức trí huệ làm lọng che vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng pháp lành che chở trừ diệt trần cấu nhiệt não thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tạng trí huệ, khiến cho chúng sinh đều ưa thấy tâm chẳng nhàm đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp trắng vắng lặng mà tự che chở đều được Phật pháp rốt giáo không hoại, nguyện cho tất cả chúng sinh kéo che thân mình rốt giáo được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh làm lọng che khắp được mười lực trí huệ che khắp thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu trí huệ vượt qua ba đời không nhiễm ô chấp trước nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng ứng cúng thành ruộng phước thù thắng thọ tất cả sự cúng dường nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng tối thượng được trí vô thượng tự nhiên giác ngộ đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí lọng vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng tự tại vì giữ được tất cả các pháp lành vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng che khắp tất cả hư không pháp giới tất cả cõi nước thị hiện thần thông tự tại vô ý của chư phật vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng trang nghiêm mười phương tất cả thế giới cúng dường phật vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tràng phan đẹp và các lọng báu cúng dường tất cả các như lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng trang nghiêm khắp, che khắp tất cả cõi nước chư Phật, chọn không dư thừa, vì khiến cho tất cả chúng sinh Được lọng rộng lớn che khắp chúng sinh Đều khiến cho ở chỗ Phật sinh tâm tin hiểu Vì khiến cho tất cả chúng sinh Dùng bất khả thuyết các lọng báu đẹp Cúng dường một vị Phật Ở chỗ mỗi vị Phật Nhiều bất khả thuyết cũng đều như vậy Vì khiến cho tất cả chúng sinh Được lọng Phật bồ đề cao rộng Che khắp tất cả các như lai Vì khiến cho tất cả chúng sinh Được tất cả lọng báu man ni trang nghiêm tất cả lọng chuỗi báu trang nghiêm tất cả lọng hương kiên cố trang nghiêm đủ thứ lọng báu thanh tịnh trang nghiêm vô lượng lọng báu thanh tịnh trang nghiêm lọng báu rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm lưới báu che phủ linh báu thòng rủ theo gió lay động vang ra âm thanh vi diệu che khắp pháp giới hư không giới tất cả thế giới chư phật vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng trí trang nghiêm không chướng không ngại che khắp tất cả các như lai lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bậc nhất lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được công đức trang nghiêm của phật lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh nơi công đức của phật sinh tâm nguyện thanh tịnh lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được vô lượng vô biên tâm báu tự tại lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ các pháp trí tự tại lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng các các căn lành che khắp tất cả Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh Thành tựu lọng trí huệ tối thắng Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh Thành tựu lọng mười lực che khắp Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh Có thể dùng một lọng che khắp Pháp giới Cõi nước chư Phật Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh Nơi Pháp tự tại làm bậc Pháp vương Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh Được tâm đại oai đức tự tại lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được trí rộng lớn luôn không đoạn tuyệt lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được vô lượng công đức che khắp tất cả đều rốt ráo lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng các công đức che tâm mình lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm bình đẳng che chúng sinh lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được lọng đại trí huệ bình đẳng lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đủ đại hồi hướng phương tiện khéo léo lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được tâm ưa thích thanh tịnh thủ thắng lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được thiện ý ưa muốn thanh tịnh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được đại hồi hướng che khắp tất cả các chúng sinh, Phật tử đại Bồ Tát hoặc bố thí đủ thứ tràng phan tốt đẹp, cán làm bằng các thứ báu, lụa theo báu làm phan, đủ thứ tơ lụa màu dùng làm tràng lưới báu răng tre, ánh sáng màu sắc đầy khắp chuông báu lay động vang ra âm thanh hòa nhã báu đẹp kỳ lạ đặc biệt hình như bán nguyệt vàng diêm phù đàn ánh sáng rực rỡ đều an trí ở trên chàng tùy các thế giới nghiệp giới sở hiện đủ thứ đồ vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức như vậy vô số ngàn vạn ước na do tha các chàng phan đẹp theo hình bóng mà chiếu sáng quang minh trang nghiêm thanh khiết khắp cùng đại địa sung mãn mười phương hư không pháp giới tất cả cõi Phật, Đại Bồ Tát, tịnh tâm tín giải. Dùng vô lượng tràng phan như vậy hoặc bố thí cho tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy chùa tháp sau khi Phật diệt độ hoặc bố thí cho Pháp Bảo hoặc bố thí cho Tăng Bảo hoặc bố thí cho Bồ Tát, các thiện tri thức hoặc bố thí cho Thanh Văn và Bích Tri Phật hoặc bố thí cho đại chúng hoặc bố thí cho người khác những người đến cầu mong thảy đều bố thí cho đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh đều kiến lập được tất cả tràng phan căn lành phước đức không thể hủy hoại nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tất cả tràng phan pháp tự tại tôn trọng ưa thích siêng năng giữ gìn nguyện cho tất cả chúng sinh thường dùng lụa báu biên chép chánh pháp hộ trì tạm pháp của chư Phật Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng cao hiền đèn trí huệ sáng chói chiếu khắp thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng kiên cố đều phá tan tất cả ma nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng trí lực tất cả các ma không thể phá hoại được, nguyện cho tất cả chúng sinh được chàng đại trí huệ Na La Diên diệt tan tất cả chàng kiêu mạn thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh được chàng trí huệ đại quang minh như mặt trời, dùng quang minh trí huệ mặt trời chiếu khắp pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ vô lượng chàng báu trang nghiêm sung mãn mười phương tất cả thế giới, cúng dường chư Phật nguyện cho tất cả chúng sinh được tràng Như Lai diệt tan tất cả 96 thứ ngoại đạo tà kiến, đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tràng phan vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được chàng bồ tát hạnh thâm sâu cao rộng và chàng thần thông hạnh đạo thanh tịnh của các bồ tát phật tử đại bồ tát khai mở các tạng báu dùng trăm ngàn ức na do tha các chân báu đẹp bố thí cho vô số tất cả chúng sinh, tùy theo ý mà cho họ tâm chẳng sẻn tiếc, đem các căn lành đó hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy được Phật bảo xả lìa ngu si tu hành chánh niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ pháp bảo quang minh hộ trì tất cả pháp tạng của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể nhiếp thọ tất cả tăng bảo, chu cấp cúng dường, luôn chẳng nhàm đủ nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí vô thượng tâm bảo thanh tịnh tâm bồ đề chẳng có thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ bảo vào khắp các pháp tâm chẳng nghi hoặc. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ các công đức bảo của Bồ Tát khai thị diễn nói vô lượng trí huệ nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được nơi vô lượng diệu công đức bảo tu thành chánh giác trí huệ thập lực nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu tam muội mười sáu trí bảo rốt giáo thành tựu viên mãn trí huệ rộng lớn nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu ruộng phước bảo đệ nhất ngộ nhập trí huệ vô thượng của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu vô thượng bảo vương đệ nhất dùng vô tận biện tài khai diễn các pháp đó là đại bồ tát hồi hướng căn lành khi bố thí các châu báu vì muốn khiến cho chúng sinh đều được thành tựu viên mãn trí bảo đẹp nhất mắt bảo thanh tịnh vô ngại của như lai phật tử đại bồ tát hoặc dùng đủ thứ đồ trang nghiêm tốt đẹp bố thí đó là tất cả đồ trang nghiêm thân khiến cho thân thanh tịnh vi diệu. Đại Bồ Tát, bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh thế gian như con một, muốn khiến cho họ đều được thân thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu an lạc tối thượng của thế gian, ưa thích trí huệ của Phật, an trụ nơi Phật Pháp lợi ích chúng sinh, đem trăm ngàn ước na do tha, đủ thứ đồ báu đẹp trang nghiêm thủ thắng như vậy. Riêng thực hành bố thí, khi bố thí đem các căn lành thành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đồ trang nghiêm tốt đẹp vô thượng, dùng các công đức trí huệ thanh tịnh trang nghiêm trời người, nguyện cho tất cả chúng sinh được đồ trang nghiêm thanh tịnh, dùng phước đức thanh tịnh trang nghiêm thân mình, nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trang nghiêm tốt đẹp, dùng tướng trăm phước trang nghiêm thân mình nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn dùng tất cả tướng trang nghiêm thân mình nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói thiện tịnh trang nghiêm đầy đủ đủ thứ biện tài vô tận nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng âm thanh tất cả công đức trang nghiêm âm thanh đó thanh tịnh người nghe được đều vui thích Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói trang nghiêm đáng ưa thích của chư Phật, khiến cho các chúng sinh nghe pháp hoan hỷ, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tâm trang nghiêm vào thiền định sâu, thấy khắp chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tổng trì trang nghiêm chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư Phật nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trí huệ trang nghiêm dùng trí huệ của phật trang nghiêm tâm mình đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tất cả đồ trang nghiêm vì muốn khiến cho chúng sinh đầy đủ tất cả vô lượng phật pháp công đức trí huệ viên mãn trang nghiêm vĩnh viễn đỉa tất cả kiêu mạng phóng dật. phật tử Đại Bồ Tát dùng mão mani báu thọ quán đảnh ngôi vua tự tại và hạt châu trong búi tóc bố thí khắp cho chúng sinh, tâm chẳng sẻ tiếc, thường xuyên tu tập, làm đại thí chủ, tu học thí huệ, tăng trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm ngài rộng lớn, bố thí cho tất cả, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thọ pháp quán đảnh của chư Phật thành tựu nhất thiết trí, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đảnh nhục kế được trí huệ đệ nhất đến được bờ bên kia, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng diệu trí bảo nhiếp khắp chúng sinh đều khiến cho đến được đảnh công đức rốt giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu trí huệ bảo tột đảnh, kham thọ sự cung kính lễ bái của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh Dùng mão trí huệ trang nghiêm đầu mình, làm vua tự tại của tất cả các Pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh, trí huệ minh châu thường cột trên đảnh, tất cả thế gian không ai thấy được, nguyện cho tất cả chúng sinh, thảy đều kham thọ thế gian đảnh lễ, thành tự huệ đảnh, chiếu sáng Phật Pháp nguyện cho tất cả chúng sinh, đầu đội mão thập lực trang nghiêm, trí huệ bảo hải, thanh tịnh đầy đủ, nguyện cho tất cả chúng sinh, đến được đảnh đại địa, được nhất thiết trí, rốt giáo thập lực, phá tan đảnh dục giới, các quyến thuộc của ma, nguyện cho tất cả chúng sinh, được thành tựu đảnh vua, vô thượng bậc nhất, đắc được đảnh nhất thiết trí quang minh, không gì làm lu mờ được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mão báu vì khiến cho chúng sinh được trí huệ thanh tịnh bậc nhất và mão báu trí huệ mani vi diệu phật tử đại bồ tát thấy có chúng sinh ở trong lao ngục đen tối bị giam cầm cùng xiềng trói buộc thân thể đứng ngồi không yên đủ các thứ khổ chẳng có thân nhân bạn bè không nơi nương tựa cứu vớt không có y phục, đói khát, gầy ốm, đủ các thống khổ, khó mà chịu được. Bồ Tát thấy rồi, xả bỏ hết thảy tất cả tiền tài, châu báu, vợ con quyến thuộc và thân mình. Ở trong lao ngục, cứu chúng sinh đó, như Bồ Tát Đại Bi, Bồ Tát Diệu Nhãn Vương, được cứu độ rồi tùy theo sự cần dùng, thảy đều bố thí cho họ, trừ được khổ sở hoạn nạn của họ, khiến cho được an ổn sau đó bố thí pháp bảo vô thượng, khiến cho họ xả bỏ phóng giật an trụ vào căn lành, ở trong Phật giáo tâm chẳng thối truyền. Phật tử khi Đại Bồ Tát ở trong lao ngục cứu chúng sinh, thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh rút giáo giải thoát tham ái ràng buộc, nguyện cho tất cả chúng sinh rút dòng sinh tử thăng lên bờ trí huệ nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ ngu si sinh trưởng trí huệ giải thoát tất cả phiền não ràng buộc nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ ràng buộc trong ba cõi được nhất thiết trí rốt giáo thoát khỏi ba cõi nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt tất cả phiền não trói buộc đến được bờ bên kia trí huệ không có phiền não không có chướng ngại nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các phân biệt động niệm tư duy vào nơi trí địa bất động bình đẳng nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các dục trói buộc vĩnh viễn lìa tất cả tham dục thế gian ở trong ba cõi chẳng có nhiễm trước nguyện cho tất cả chúng sinh được trí nguyện thủ thắng khoái lạc thường được chư phật vì nói pháp môn nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc rộng lớn như pháp giới rốt ráo như hư không nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông của bồ tát điều phục chúng sinh tất cả thế giới khiến cho họ lìa thế gian trụ nơi đại thừa đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài cứu độ chúng sinh trong lao ngục vì khiến cho chúng sinh vào khắp trí huệ của như lai phật tử đại bồ tát thấy có tù nhân cổ mang gông tay chân bị trói thọ các khổ độc sắp bị xử tử xả bỏ tất cả đồ vui cõi diêm phù đè thân nhân bạn bè hoặc dùng dao lóc thịt hoặc dùng giáo đâm hoặc dùng lửa thiêu các thứ khổ như vậy đủ thứ sự bức bách bồ tát thấy rồi tự xả bỏ thân mình mà thay thế họ thọ khổ như bồ tát a giật đa bồ tát thủ thắng hạnh vương cùng với vô lượng các bồ tát khác vì chúng sinh mà tự bỏ thân mạng thọ các khổ độc bấy giờ bồ tát nói với người chủ quản lý rằng tôi nguyện xả thân để thay thế mạng sống cho người kia thọ các thứ khổ như người kia có thể trị tôi như người kia tùy ý các ông làm dù thọ khổ trải qua gấp bội a tăng kỳ tôi cũng cam chịu khiến cho người kia được giải thoát nếu tôi thấy người kia bị giết hại không xả thân mạng cứu chuộc họ thì không gọi là trụ tâm Bồ Tát. Tại sao tôi vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề nhất thiết trí? Phật tử khi Đại Bồ Tát tự xả thân mạng cứu chúng sinh thì đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được thân mạng rốt ráo không đoạn tận vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tai nạn bức não nguyện cho tất cả chúng sinh nương chư phật mà trụ được thọ ký nhất thiết trí đầy đủ mười lực bồ đề nguyện cho tất cả chúng sinh cứu khắp hàm thức khiến cho không sợ hãi vĩnh viễn thoát khỏi đường ác nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả mạng vào nơi cảnh giới trí huệ bất tử nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa oán địch, không có các ách nạn, thường được chư Phật bạn lành nhiếp thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa tất cả đao kiếm binh trượng, các dụng cụ khổ ác, tu hành đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các sợ hãi ở dưới cội Bồ đề, hàng phục ma quân, nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sợ hãi nơi đại chúng, nơi pháp vô thượng tâm thanh tịnh không sợ sệt hay làm đại sư tử hống tối thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ sư tử không chướng ngại nơi các thế gian tu hành tránh nghiệp nguyện cho tất cả chúng sinh đến nơi không sợ hãi thường nhớ cứu hộ chúng sinh khổ đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài tự xả bỏ thân mạng cứu các ngục tù lúc lâm hình vì khiến cho chúng sinh lìa khổ sinh tử được vui thượng diệu của như lai phật tử đại bồ tát bố thí cả búi tóc liền ra đầu cho người đến cầu xin như Bồ Tát Bảo Kế Vương, Bồ Tát Thắng Diệu Thân và vô lượng các Bồ Tát khác. Lúc đó Bồ Tát thấy người đến xin, tâm sinh hoan hỷ mà nói rằng, này nếu ông muốn búi tóc liền ra đầu thì có thể lấy búi tóc của tôi là tối đệ nhất trong cõi diêm phù đề. Khi nói như vậy, tâm không động loạn, chẳng niệm nghiệp dư, xả lìa thế gian. Chí cầu tịch tĩnh, rốt giáo thanh tịnh, tinh cần chất trực, hướng về nhất thiết trí, liền cầm đao bén, cắt búi tóc, liền ra đầu, gối phải quỳ xuống, chắp hai tay lại, một lòng bố thí cho. Tránh niệm chỗ thực hành của ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát phát tâm đại hoan hỷ, tăng thêm ý chí vui thích ở trong các Pháp ý khéo khai mở thấu hiểu, chẳng thủ lấy khổ, biết rõ khổ thọ, vô tướng vô sinh các thọ khởi với nhau, chẳng có thường trụ, cho nên tôi phải đồng với tất cả các Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị lai, tu hành đại xả phát lòng tin ưa thích thâm sâu, cầu nhất thiết trí, chẳng có thối truyền, chẳng do người khác chỉ dạy, sức lực thiện tri thức. Khi đại Bồ Tát bố thí như thế, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được vô kiến đảnh thành tựu búi tóc Bồ Tát như tháp, nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc xanh biếc, tóc kim cang, tóc mịn màng mềm mại, diệt được tất cả phiền não của chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc thấm nhuần, tóc kín dày, tóc không lấn phủ vành trán nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc mềm mại nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc như chữ vạn tóc xoắn khu ốc về phía phải nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tóc của phật vĩnh viễn lìa tất cả phiền não kết tập nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc quang minh quang minh đó chiếu mười phương thế giới nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc không rối loạn giống như tóc của như lai sạch đẹp không không tạp nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc đành tháp như bậc ứng cúng khiến cho người thấy như thấy được tóc của phật nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc không nhiễm trước của như lai vĩnh viễn lìa tất cả màng tối trần cấu đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí búi tóc liền ra đầu vì muốn khiến cho tâm chúng sinh được vắng lặng đều được viên mãn các đà la ni rốt ráo nhất thiết chủng trí của như lai mười thứ lực của phật phật tử đại bồ tát đem con mắt bố thí cho người đến xin như bồ tát hoan hỷ hạnh bồ tát nguyệt quang vương và vô lượng các bồ tát khác khi đại bồ tát bố thí mắt thì khỏi tâm thí mắt thanh tịnh khỏi tâm trí mắt thanh tịnh khởi tâm y chỉ pháp quang minh, khởi tâm hiện quán vô thượng phật đạo, phát tâm hồi hướng trí huệ rộng lớn, phát tâm xả thí bình đẳng với bồ tát ba đời, phát tâm nơi mắt vô ngại khởi niềm tin thanh tịnh bất hoại, đối với người xin khởi tâm hoan hỷ nhiếp thọ, vì rốt ráo tất cả thần thông, vì sinh con mắt phật, vì tăng trưởng tâm đại bồ đề vì tu tập đại từ bi vì chế phục sáu căn do các pháp như vậy mà sinh tâm như thế phật tử khi đại bồ tát bố thí mắt thì đối với người xin đó tâm sinh vui thích thiết bày hội bố thí tăng trưởng sức lực của pháp xả lìa sự ưa thấy phóng giật của thế gian dứt trừ sự ràng buộc của dục vọng tu tập bồ đà tùy theo chỗ họ mong cầu tâm an chẳng động chẳng trái với ý của họ đều khiến cho họ được mãn nguyện đầy đủ mà thường tùy thuận hạnh xả không hai đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt tối thắng chỉ bày tất cả nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt vô ngại khai diễn trí tạng nguyện cho tất cả chúng sinh được con mắt thịt thanh tịnh quang minh soi thấu chẳng có gì chướng ngại được nguyện cho tất cả chúng sinh được con mắt trời thanh tịnh đều thấy nghiệp quả sinh tử của chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh được con mắt pháp thanh tịnh có thể tùy thuận nhập vào cảnh giới của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được con mắt trí huệ xả lìa tất cả phân biệt thủ lấy chấp trước nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ con mắt Phật, thảy đều giác ngộ tất cả các Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu phổ nhãn, khắp hết các cảnh giới chẳng có chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu mắt thanh tịnh, lìa màng, ngu si, thấu rõ cõi chúng sinh, vốn là không, chẳng chỗ có. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ mắt thanh tịnh, không chướng ngại, đều được rốt giáo mười lực của Như Lai đó là hồi hướng căn lành bố thí mắt của đại bồ tát vì khiến cho chúng sinh được mắt thanh tịnh nhất thiết trí phật tử đại bồ tát hay đem tai mũi bố thí cho những người xin như bồ tát thắng hạnh vương bồ tát vô oán thắng và vô lượng các bồ tát khác khi bố thí tự mình đưa cho người xin chuyên tâm tu tập các hạnh của bồ tát đủ giống tánh phật sinh vào nhà như lai nhớ nghĩ hạnh bố thí của các bồ tát thường xuyên phát khỏi bồ đề của chư phật Thanh tịnh các căn công đức trí huệ, quán sát ba cõi, chẳng có cõi nào bền vững, nguyện thường thấy được chư Phật Bồ Tát, tùy thuận nghĩ nhớ tất cả Phật pháp, biết thân là hư vọng, vốn không chẳng chỗ có, chẳng có tham tiếp. Khi Bồ Tát bố thí tai mũi như vậy, tâm thường vắng lặng điều phục các căn cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hiểm ác các hoạn nạn sinh trưởng nhất thiết trí huệ công đức nhập vào biển đại bố thí thấu đạt nghĩa của pháp tu đủ các đạo nương trí huệ hành được pháp tự tại dùng thân không kiên cố tu thành thân kiên cố phật tử đại bồ tát khi ngài bố thí tai đem các căn lành hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, nghe khắp tất cả tiếng nói pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không chướng, thảy đều hiểu rõ tất cả âm thanh, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai như lai thông đạt tất cả, không bị trì trệ, nguyện cho tất cả chúng sinh được tai thanh tịnh, chẳng vì lỗ tai mà sinh tâm phân biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không điếc lãng, khiến cho rốt giáo không có sự nghe sai mờ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai khắp Pháp giới, đều biết Pháp âm của tất cả chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, khai ngộ tất cả Pháp không chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không hoại, khéo biết các luận không ai hủy hoại được nguyện cho tất cả chúng sinh được tai nghe khắp rộng lớn thanh tịnh làm vua các tai nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thiên nhĩ cùng với tai phật đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tai vì khiến cho chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh phật tử khi đại bồ tát bố thí mũi hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được mũi cao thẳng được mũi tốt đẹp được tướng mũi thiện được mũi đáng ưa thích được mũi tịnh diệu được mũi tùy thuận được mũi cao hiển được mũi phục ván được mũi khéo thấy được mũi như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được khuôn mặt lìa nét giận hờn được khuôn mặt tất cả pháp được khuôn mặt không chướng ngại được khuôn mặt thiện kiến được khuôn mặt tùy thuận được khuôn mặt thanh tịnh được khuôn mặt lìa lỗi lầm được khuôn mặt viên mãn của như lai được khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi được khuôn mặt vô lượng tốt đẹp đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí mũi vì khiến cho chúng sinh rốt ráo được nhập vào các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt giáo nhiếp thọ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt giáo thấu rõ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt giáo trụ trì các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt giáo thường thấy các như lai, vì khiến cho chúng sinh thảy đều chứng được Pháp môn của Phật, vì khiến cho chúng sinh rốt giáo thành tựu tâm không thể hoại, vì khiến cho chúng sinh đều chiếu rõ chánh pháp của chư phật vì khiến cho chúng sinh khắp nghiêm tịnh cõi nước chư Phật vì khiến cho chúng sinh đều được thân đại oai lực của Như Lai đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí tai mũi Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ vững chắc ở trong cảnh giới tự tại, có thể dùng răng, bố thí cho các chúng sinh như thủa xưa Bồ Tát Hoa Sỉ Vương, Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Khi Đại Bồ Tát bố thí răng, tâm của Ngài Thanh Tịnh ít có khó được như hoa yêu đàm, đó là tâm bố thí vô tận tâm bố thí niềm tin lớn, tâm bố thí từng bước thành tựu vô lượng, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí tất cả đều xả bỏ, tâm bố thí tất cả trí nguyện, tâm bố thí an lạc chúng sinh, bố thí lớn, bố thí tột cùng. Bố thí thủ thắng, bố thí tối thắng, tâm bố thí chẳng có lòng hiểm ghét thủ hận. Lúc đó Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng, bén nhọn, thành tháp tối thắng, thọ trời người cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng bằng phẳng đồng đều như tướng tốt của Phật, chẳng có hở thiếu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều phục khéo hướng vẻ hạnh ba la mật của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được miệng lành thanh tịnh, răng bóng trắng, hiển hiện phân minh, nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trang nghiêm có thể nghĩ nhớ, miệng được thanh tịnh không có tướng xấu. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng thường tỏa ra đủ thứ hương thơm ít có. Nguyện cho tất cả chúng sinh ý khéo điều phục răng trắng bóng như hoa sen trắng có vân quay về bên phải thành tựu chữ vạn nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh, răng trắng sạch, phóng ra vô lượng quang minh chiếu sáng khắp cùng, nguyện cho tất cả chúng sinh răng cứng sắc bén, ăn nhai kỹ không tham trước mùi vị, làm ruộng phước vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giữa răng thường phóng quang minh thọ ký cho các Bồ Tát đệ nhất, đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí răng vì khiến cho chúng sinh đủ nhất thiết trí trí huệ thanh tịnh ở trong các pháp Phật tử nếu có ai đến chỗ Đại Bồ Tát xin cái lưỡi thì ngài đối với người xin dùng tâm từ bi nói lời nhẹ nhàng khả ái như thủa xưa Bồ Tát Đoan Chánh Diện Vương Bồ Tát Bất Thối Truyền và vô lượng các Bồ Tát khác Phật tử khi Đại Bồ Tát ở trong các cõi thọ sinh thì có vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi, khi đó Bồ Tát đặt người đó trên tòa sư tử, dùng tâm không sân, tâm không hại, tâm không hận, tâm đại oai đức, tâm sinh ra từ giống tánh của Phật, tâm trụ chỗ Bồ Tát trụ, tâm thường chẳng trược loạn, tâm trụ nơi thế lực lớn, tâm không chấp nơi thân, tâm không chấp nơi lời nói hai gối quỳ xuống đất mở miệng thè lưỡi ra tâm tử bi lời nói nhẹ nhàng nói với người xin rằng nay thân này của tôi đều thuộc về ông ông có thể lấy lưỡi của tôi tùy ý mà sử dụng khiến cho nguyện vọng của ông đều được đầy đủ lúc đó bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi cùng khắp đều có thể tuyên nói diễn bày các phép lời nói nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che chùm cả mặt lời nói ra không hai thảy đều chân thật nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi che chùm khắp tất cả cõi phật thị hiện thần thông tự tại của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng luôn thọ được hương vị thanh tịnh thơm ngon thượng hạng nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi biện tài dứt trừ được tất cả lưới nghi của thế gian nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh có thể phóng ra vô số vạn ức quang minh nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết định biện nói các pháp chẳng cùng tận nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi điều phục khắp khéo khai thị tất cả bí yếu những lời nói ra đều khiến cho họ tin thọ nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi thông đạt khắp khéo nhập vào tất cả biển ngôn ngữ nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi khéo nói tất cả các pháp môn nơi lời nói trí đều đến bờ kia đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí lưỡi vì khiến cho chúng sinh đều đắc được trí viên mãn vô ngại Phật tử Đại Bồ Tát đem cái đầu bố thí cho người đến xin, như Bồ Tát Tối Thắng Trí, Đại Trượng Phu Quốc Vương Ca Thi và các Đại Bồ Tát khác. Vì muốn thành tựu đầu trí huệ tối thắng nhập vào tất cả các pháp, vì muốn thành tựu chứng được đầu đại bồ đề cứu chúng sinh, vì muốn đầy đủ đầu tối đệ nhất thấy tất cả các pháp, vì được đầu trí huệ tránh kiến thanh tịnh, vì muốn thành tựu đầu không chướng ngại, vì muốn chứng được đầu bậc đệ nhất, vì cầu đầu trí huệ tối thắng thế gian, vì muốn thành tựu đầu trí huệ thanh tịnh ba cõi không thấy được đảnh. Vì được đầu trí huệ vương thị hiện đến khắp mười phương, vì muốn được đầu tự tại đầy đủ tất cả các pháp không thể phá hoại được phật tử đại bồ tát an trụ pháp này tinh cần tu tập vì đã nhập vào giống tánh của chư phật học phật tu hành bố thí ở chỗ chư phật sinh niềm tin thanh tịnh tăng trưởng căn lành khiến cho những người xin đều được thỏa mãn tâm được thanh tịnh vui mừng vô lượng tâm thanh tịnh tin hiểu chiếu rõ phật pháp phát tâm bồ đề an trụ tâm xả các căn thơ thới công đức tăng trưởng sinh ưa muốn lành thưởng thích tu hành hạnh bố thí rộng lớn Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu như lai, được đảnh đầu không ai thấy, tất cả mọi nơi không bị che khuất, là thượng thủ nhất ở trong cõi nước của chư Phật, tóc xoắn về bên phải, quang minh thanh tịnh nhuần bóng, có chữ vạn nghiêm sức ít có trong đời, đầy đủ đầu Phật, thành tựu đầu trí huệ, đầu tối đệ nhất ở trong tất cả thế gian, là đầu đầy đủ, là đầu thanh tịnh, là đầu ngồi đạo tràng viên mãn trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đầu. Vì khiến cho chúng sinh được Pháp tối thắng, thành tựu đại trí huệ vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tay chân của mình bố thí cho chúng sinh như Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Vô ưu Vương và Vô Lượng các Bồ Tát khác. Ở trong các cõi đủ thứ nơi sinh, bố thí tay chân, dùng niềm tin làm tay, sinh khởi hạnh nhiêu ích, qua lại xoay vòng, siêng tu tránh pháp nguyện được tay báu dùng tay làm vật bố thí chỗ thực hành chẳng không đầy đủ đạo bồ tát thường giang rộng hai tay sẵn sàng bố thí bước đi dũng mãnh không khiếp sợ dùng sức tin thanh tịnh đầy đủ hạnh tinh tấn trừ diệt đường ác thành tựu bồ đề phật tử khi đại bồ tát bố thí như vậy dùng vô lượng vô biên tâm rộng lớn khai mở pháp môn thanh tịnh nhập vào biển chư phật thành tựu bố thí tay chu cấp khắp mười phương nguyện lực nhậm trì đạo nhất thiết trí trụ nơi tâm rốt giáo lìa cấu pháp thân trí thân không dứt không hoại tất cả ma nghiệp không thả khuynh động được nương thiện tri thức tâm ý bền vững đồng với các bồ tát tu hành bố thí phật tử khi đại bồ tát vì các chúng sinh mà cầu nhất thiết trí bố thí tay chân Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ sức thần thông, đều đắc được tay báu, được tay báu rồi đều tôn kính nhau, sinh nghĩ tưởng làm ruộng phước, dùng đủ thứ báu, càng phải cúng dường lẫn nhau, lại dùng các thứ báu cúng dường chư Phật nổi mây báu đẹp khắp cõi nước của chư phật khiến cho các chúng sinh cùng khởi tâm từ bi không não hại lẫn nhau du hành đến các cõi nước chư phật an trụ nơi không sợ hãi tự nhiên đầy đủ rốt ráo thần thông lại khiến cho chúng sinh đều đắc được tay báu tay hoa tay hương tay y phục tay lọng tay trảng hoa, tay hương bột, tay đổ tra nghiêm, tay vô biên, tay vô lượng, tay khắp cùng. Đắc được những tay đó rồi, dùng sức thần thông thường xuyên đi đến tất cả cõi Phật, có thể dùng một tay giờ khắp tất cả thế giới của chư Phật dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sinh, được tướng tay tốt phóng ra vô lượng quang minh, có thể dùng một tay che khắp chúng sinh, thành tựu tay như lai, ngón tay có mảng lưới, móng như đồng đỏ. Bấy giờ, Bồ Tát dùng tay đại nguyện che khắp chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh, trí thường ưa cầu vô thượng Bồ Đề, sinh ra biển tất cả công đức, thấy người đến xin, hoan hỷ không nhảm chán, nhập vào biển Phật Pháp đồng căn lành với Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tay chân. Phật tử, Đại Bồ Tát hủy hoại thân mình chảy máu để bố thí cho chúng sinh như Bồ Tát Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở trong các cõi, khi bố thí thân thể máu huyết thì khởi tâm thành tựu nhất thiết trí, khởi tâm hoan hỷ ngưỡng mộ Đại Bồ Đề, khởi tâm ưa thích tu hạnh Bồ Tát, khởi tâm chẳng lấy khổ thọ khởi tâm ưa thấy người xin, khởi tâm chẳng hiềm người đến xin, khởi tâm hướng về tất cả Bồ Tát Đạo, khởi tâm thủ hộ, hạnh xả của tất cả Bồ Tát, khởi tâm tăng thêm rộng lớn hạnh bố thí lành của Bồ Tát, khởi tâm chẳng thối chuyển, tâm chẳng nghỉ ngơi, tâm chẳng luyến tiếc nơi chính mình đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp thân trí thân, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không mệt mỏi giống như kim cang, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không thể hoại, không thể làm thương hại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân như biến hóa hiện khắp thế gian, chẳng cùng tận nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đáng ưa thích thanh tịnh kiên cố vi diệu nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh thân pháp giới đồng với như lai không chỗ nương tựa nguyện cho tất cả chúng sinh được thân quang minh như báu đẹp tất cả người đời không thể trói sáng hơn được nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạng hải nơi cõi bất tử mà được tự tại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân bảo hải ai thấy cũng đều được lợi ích không hướng qua nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân hư không thế gian não hoạn không thả nhiễm trước đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát ngài dùng tâm đại thừa tâm rộng lớn tâm vui mừng tâm hân hạnh tâm hoan hỉ tâm tăng thượng tâm an lạc tâm không ô trược để hủy hoại thân lấy máu bố thí phật tử đại bồ tát thấy có người đến cầu xin thân tủy thịt của mình liền hoan hỉ nói lời dịu dàng với người xin rằng thân tủy thịt của tôi tùy ý mà lấy dùng như bồ tát nhiêu ích bồ tát nhất thiết thí vương và vô lượng các bồ tát khác bồ tát ở trong các cõi đủ thứ các nơi sinh ra khi dùng tủy thịt của mình bố thí cho người xin thì tâm hoan hỷ rộng lớn tâm bố thí tăng trưởng đồng với các bồ tát tu tập căn lành địa trần cấu của thế gian đắc được ý chí vui thích thâm sâu dùng thân bố thí khắp tâm chẳng cùng tận đầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn nhiếp thọ tất cả diệu công đức bảo như pháp của bồ tát thọ hành không nhàm mỏi tâm thường ưa thích bố thí công đức một lòng chu cấp tâm chẳng hối tiếc quán sát các pháp đều từ duyên không có thể không tham nghiệp bố thí và quả báo bố thí tùy chỗ được gặp bình đẳng bố thí cho phật tử khi đại bồ tát bố thí như vậy thì tất cả chư phật thảy đều hiện tiền ngài nghĩ chư phật như cha vì được hộ niệm tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền vì khắp khiến cho được an trụ nơi pháp thanh tịnh tất cả thế giới thảy đều hiện tiền vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp tất cả Phật đạo thảy đều hiện tiền vì ưa quán mười thứ lực của Như Lai quá khứ vị lai hiện tại tất cả Bồ Tát thảy đều hiện tiền vì đều cùng viên mãn các căn lành tất cả không sợ hãi thảy đều hiện tiền vì làm được sư tử hống tối thượng tất cả ba đời thảy đều hiện tiền vì được trí bình đẳng quán sát khắp tất cả thế gian thảy đều hiện tiền vì phát nguyện rộng lớn suốt kiếp vị lai tu bồ đề tất cả hạnh bồ tát không mệt mỏi thảy đều hiện tiền vì phát tâm rộng lớn vô số lượng phật tử khi đại bồ tát bố thí tủy và thịt thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang không thể hủy hoại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên mật luôn không khuyết giảm nguyện cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân giống như thân phật trang nghiêm thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tướng trăm phước, 32 tướng tự trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân diệu trang nghiêm, 80 vẻ đẹp, đầy đủ 10 lực không thể phá hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Như Lai rốt giáo thanh tịnh không thể hạn lượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố tất cả ma oán không thể phá hoại được nguyện cho tất cả chúng sinh được một tướng đồng một thân tướng với chư Phật ba đời, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô ngại dùng tịnh pháp thân khắp cõi hư không, nguyện cho tất cả chúng sinh được Bồ đề tạng thân có thể dung nạp khắp tất cả thế gian, đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát cầu nhất thiết trí khi ngài bố thí tủy và thịt vì khiến cho chúng sinh đều được thân như lai rốt giáo thanh tịnh vô lượng, Phật tử, đại bồ tát đem tim mình bố thí cho những người đến xin như Bồ Tát vô hối yểm, Bồ Tát vô ngại vương và vô lượng các đại bồ tát khác. Khi đem tim mình bố thí cho người xin thì ngài học tâm bố thí tự tại, tâm tu bố thí tất cả, tâm tập hành đàn Ba La Mật, tâm thành tựu đàn Ba La Mật tâm học tất cả Bồ Tát bố thí, tâm vô tận, tất cả đều xả, tâm tập quán tất cả đều bố thí, tâm gánh vác hạnh bố thí của tất cả Bồ Tát, tâm tránh niệm tất cả chư Phật hiện tiền, tâm cúng dường cho tất cả những người đến xin không đoạn tuyệt. Khi đại Bồ Tát bố thí như vậy thì tâm của ngài thanh tịnh vì độ tất cả các chúng sinh vì được mười lực bồ đề, vì nương vào đại nguyện mà tu hành, vì muốn an trụ Bồ Tát đạo, vì muốn thành tựu nhất thiết trí, vì không bỏ lìa thệ nguyện xưa, đem các căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm kim cang tạm, tất cả núi kim cang và núi thiết vi đều không thể phá hoại được nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm kim cang giới tướng chữ vạn trang nghiêm được tâm không thể lay động được tâm không sợ hãi được tâm lợi ích thế gian thường vô tận được tâm đại dũng mãnh chàng trí huệ tạng được tâm kiên cố chàng như na la diên được tâm không thể cùng tận như biển chúng sinh được tâm na la diên tạng không thể phá hoại được được tâm diệt trừ các chúng ma nghiệp ma quân được tâm không sợ hãi được tâm đại oai đức được tâm thường tinh tấn được tâm đại dũng mãnh được tâm không kinh hãi được tâm áo áo giáp kim cang được tâm các bồ tát tối thượng được tâm thành tựu phật pháp bồ đề quang minh được tâm thành nhất thiết trí ngồi dưới cội bồ đề an trụ tất cả chánh pháp của chư phật lìa các mê hoặc được tâm thành tựu mười lực đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tim vì khiến cho chúng sinh chẳng nhiễm thế gian đầy đủ tâm mười lực của như lai phật tử nếu có người đến xin ruột thận gan phổi thì đại bồ tát đều bố thí cho như bồ tát thiện thí bồ tát hàng ma tự tại vương và vô lượng các đại bồ tát khác khi thực hành bố thí đó thấy người đến xin tâm của ngài hoan hỉ dùng mắt từ ái quán sát vì cầu bồ đề tùy theo chỗ họ cần thảy đều bố thí cho trong tâm chẳng hối tiếc quán sát thân này chẳng có bền vững tôi phải bố thí cho họ để đổi lấy thân kiên cố lại nghĩ thân này cũng sẽ hư hoại người thấy sẽ sinh nhàm chán là thức ăn của trồn sói chó thân này vô thường rồi sẽ phải bỏ làm thức ăn cho loài khác không có giác chi Phật tử khi Đại Bồ Tát quán sát như thế, biết thân vô thường rất ô uế, nơi Pháp thấu hiểu tỏ ngộ, sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính xem người đến xin đó như bậc thiện tri thức. Tùy chỗ họ cầu xin, thảy đều bố thí cho, dùng thân không bền này, đổi lấy thân bền vững. Phật tử khi Đại Bồ Tát bố thí như vậy, Ngài đem hết thảy căn lành, hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạo trong ngoài đều thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước tạm, có thể nhậm trì khắp tất cả trí nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thượng diệu bên trong chứa hương thơm bên ngoài phát ra quang minh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không lộ bụng trên dưới ngay thẳng chi đốt tương xứng nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ dùng vị Phật pháp thư thái dưỡng lớn nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tận tu tập an trụ pháp tánh thâm sâu nguyện cho tất cả chúng sinh được thân Đà La Ni thanh tịnh tạng dùng rượu biện tài hiển bày các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh thân tâm trong ngoài đều tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí quán hạnh thâm sâu của như lai trí huệ sung mãn mưa đại pháp vũ nguyện cho tất cả chúng sinh được thân ở trong vắng lặng ở ngoài vì chúng sinh làm trí tràng vương phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí ruột thận gan phổi vì khiến cho chúng sinh trong ngoài thanh tịnh đều được an trụ nơi trí huệ vô ngại phật tử đại bồ tát bố thí những lóng xương của mình cho người xin như bồ tát pháp tạng bồ tát quang minh vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác. Khi bố thí lóng xương phần thân của mình, thấy người đến xin, Ngài sinh tâm ưa thích, tâm hoan hỷ, tâm tịnh tín, tâm an lạc, tâm dũng mãnh, tâm từ, tâm vô ngại, tâm thanh tịnh, tùy chỗ người xin đều bố thí cho họ khi đại bồ tát bố thí lóng xương thì đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được hóa thân đừng thọ thân máu thịt xương nữa nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kim cang không thể phá hoại được không có ai thắng qua được nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí nơi cõi sinh chẳng ràng buộc chẳng chấp trước nguyện cho tất cả chúng sinh được trí lực các căn viên mãn chẳng đoạn chẳng hoại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực trí lực tự tại đến nơi bờ kia nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố thân đó chân thật thường không tán hoại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tùy ứng giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huân có đầy đủ sức mạnh na la diên nguyện cho tất cả chúng sinh được thân kiên cố tương tục không đoạn tuyệt vĩnh viễn lìa khỏi tất tất cả bệnh tật, mệt mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đại lực an trụ, đều đầy đủ sức đại tinh tấn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi trí huệ tối thượng vô lượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước đức lực, ai thấy đều được lợi ích xa lìa các điều ác nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không nơi nương tựa đều được đầy đủ trí huệ không nương tựa nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phật nhiếp thọ thường được tất cả chư phật gia hộ nguyện cho tất cả chúng sinh được thân lợi ích khắp các chúng sinh thảy đều vào khắp tất cả mọi loài nguyện cho tất cả chúng sinh được thân hiện khắp chiếu hiện khắp tất cả phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh được thân đầy đủ tinh tấn chuyên nhớ siêng tu đại thừa trí hạnh nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thanh tịnh lìa cống cao ngã mạn trí thường an trụ không động loạn nguyện cho tất cả chúng sinh được thân hạnh kiên cố thành tựu tất cả trí nghiệp đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh được thân sinh vào nhà phật vĩnh viễn lìa tất cả sinh tử thế gian. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lóng xương. Vì khiến cho chúng sinh đắc được nhất thiết trí vĩnh viễn được thanh tịnh, Phật tử Đại Bồ Tát thấy có người tay cầm dao bén đến cầu xin ra của mình, Ngài sinh tâm hoan hỉ các căn thư thái, ví như có ân nặng với mình, bèn nghinh tiếp dước mời ngồi trên tòa, cúi mình cung kính mà nghĩ như vậy. Người này đến xin thật là khó gặp. Họ muốn làm cho ta mãn tâm nguyện được nhất thiết trí, cho nên đến cầu xin lợi ích cho ta. Bồ Tát hoan hỉ vui vẻ mà nói rằng, thân này của tôi tất cả đều xả bỏ. Ai muốn cần ra thì tùy ý mà lấy. Như thủa xưa, Bồ Tát thanh tịnh tạng, bồ tát kim hiếp lộc vương và vô lượng các đại bồ tát khác chẳng có gì khác biệt bấy giờ bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được ra mịn màng giống như đức như lai sắc tướng thanh tịnh người thấy chẳng nhàm nguyện cho tất cả chúng sinh được ra bất hoại giống như kim cang không có gì hoại được nguyện cho tất cả chúng sinh được ra sắc vàng giống như vàng thật tốt đẹp ở cõi diêm phù đề thanh tịnh sáng sạch Nguyện cho tất cả chúng sinh được ra vô lượng màu sắc tùy tâm ưa thích của họ, hiện ra màu sắc thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được ra thanh tịnh sắc đẹp, đầy đủ sắc tướng thanh tịnh của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được ra màu sắc đệ nhất tự tánh thanh tịnh, sắc tướng không gì so sánh được. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu màu da thanh tịnh của Như Lai, dùng các tướng tốt tự trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da đẹp phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả, nguyện cho tất cả chúng sinh được da lưới sáng như tràng cao của thế gian, phóng ra bất khả thuyết quang minh viên mãn nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da nhãn bóng tất cả sắc tướng thảy đều thanh tịnh đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí ra vì khiến cho chúng sinh đều được tất cả cõi phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ đại công đức của như lai phật tử đại bồ tát dùng ngón tay ngón chân bố thí cho những người xin như bồ tát kiên tinh tấn bồ tát diêm phù đè tự tại vương và vô lượng các đại bồ tát khác. Bấy giờ bồ tát hoan hỉ vui vẻ, tâm ngài an lành chẳng có điên đảo, nương theo đại thừa chẳng cầu báo đáp, chẳng mang tiếng tâm chỉ phát tâm bồ tát rộng lớn, xa lìa tất cả sự nhiễm ô tham sẻn đố kỵ, chuyên hướng về diệu pháp vô thượng của như lai phật tử. Khi đại bồ tát bố thí như vậy, ngài đem các căn lành thảy đều hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân thon dài giống như Phật không khác, nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân tròn trịa trên dưới xứng với nhau, nguyện cho tất cả chúng sinh được móng tay chân đồng đỏ nổi cao thanh tịnh chói sáng, nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân của bậc nhất thiết trí thắng trượng phu đều có thể nhiếp trì tất cả các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân tốt đẹp đầy đủ mười lực nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay chân như bậc đại nhân thon dài mập mạp đều đặn nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay có luân tướng đốt ngón tay tròn đầy chỉ tay đều xoay vòng về bên phải nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay như hoa sen có chỉ hình chữ vạn mười lực nghiệp báo tướng tốt trang nghiêm nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay quang tạng phóng đại quang minh chiếu bất khả thuyết thế giới của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón tay thiện an bố thiện xảo phân bố lưới màng đầy đủ đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí ngón tay vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm thanh tịnh phật tử khi đại bồ tát thỉnh cầu pháp nếu có người nói ông có thể bố thí móng liền thịt cho tôi thì tôi sẽ ban bố pháp cho ông bồ tát liền đáp hãy ban bố pháp cho tôi còn móng liền thịt thì tùy ý mà lấy như bồ tát cầu pháp tự tại vương bồ tát vô tận và vô lượng các đại bồ tát khác vì cầu pháp muốn đem tránh pháp hay thị diễn nói lợi ích chúng sinh tất cả đều khiến cho được đầy đủ nên xả bỏ móng liền thịt cho những người xin lúc đó bồ tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tướng móng đồng đỏ như chư phật Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng nhãn bóng tướng tốt trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng quang minh thanh tịnh chiếu soi bậc nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng nhất thiết trí đủ tướng của bậc đại nhân, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng không gì sánh bằng nơi các thế gian không chỗ nhiễm trước nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng trang nghiêm đẹp quang minh chiếu khắp tất cả thế gian nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng không hoại thanh tịnh không thiếu khuyết nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tướng móng phương tiện nhập vào tất cả phật pháp trí huệ rộng lớn thảy đều thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng thiện sinh nghiệp quả bồ tát thảy đều thanh tịnh vi diệu Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng như bậc đại đạo sư nhất thiết trí, phóng vô lượng tạng quang minh sắc đẹp. Đó là đại Bồ Tát vì cầu pháp khi bố thí móng liền thịt đem căn lành hồi hướng, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ móng sức lực vô ngại nhất thiết trí của chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát cầu tạng Phật Pháp, cung kính tôn trọng, sinh ý nghĩ khó được. Nếu có người đến nói rằng, Ngài có thể nhảy vào hầm lửa sâu, thì tôi sẽ bố thí Pháp cho Ngài. Bồ Tát nghe rồi hoan hỉ, vui mừng, suy ngẫm như vậy. Tôi vì Pháp, còn phải ở lâu trong ngục A Tỳ, tất cả các đường ác, thọ vô lượng khổ, hà huống nhảy vào hầm lửa sâu, liền được nghe Pháp kỳ thay chánh pháp rất dễ đắc được chẳng thọ vô lượng thống khổ địa ngục chỉ nhảy vào hầm lửa lập tức liền được nghe hãy vì tôi nói tôi sẽ nhảy vào hầm lửa như Bồ Tát cầu thiện Pháp Vương, Bồ Tát Kim Cang Tư Duy vì cầu Pháp mà vào trong hầm lửa. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi Pháp nhất thiết trí, chỗ của Phật trụ vĩnh viễn chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các hiểm nạn thọ sự an lạc của Phật nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không sợ hãi lìa những khiếp sợ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích cầu pháp đầy đủ an vui, các pháp trang nghiêm, nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các đường ác, diệt trừ tất cả ba độc lửa cháy mạnh Nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc đầy đủ việc thắng diệu lạc của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm Bồ Tát vĩnh viễn lìa tất cả lửa tham sân si, nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui các tam muội của Bồ Tát thấy khắp chư Phật tâm đại hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được khéo nói chánh pháp, nơi pháp rốt giáo thường chẳng quên mất nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ niềm vui thần thông của Bồ Tát rốt giáo an trụ nhất thiết chủng trí đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài vì cầu tránh Pháp mà nhảy vào hầm lửa vì khiến cho chúng sinh lìa nghiệp chướng ngại đều được đầy đủ lửa trí huệ Phật tử Đại Bồ Tát vì cầu tránh Pháp phân biệt diễn nói khai mở Bồ Tát Đạo chỉ bày con đường Bồ Đề hướng về trí huệ vô thượng siêng tu mười lực, tâm nhất thiết trí rộng lớn được trí pháp không chướng ngại, khiến cho chúng sinh thanh tịnh, trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát, siêng tu đại trí huệ, khi hộ Phật Bồ Đề thì dùng thân thọ đủ vô lượng khổ não, như Bồ Tát Cầu Thiện Pháp, Bồ Tát Dũng Mãnh Vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác vì cầu pháp mà thọ vô lượng khổ cho đến nhiếp lấy sự phỉ báng chánh pháp, ác nghiệp che đậy, ma nghiệp chi trì, người cực đại ác họ đáng thọ tất cả khổ não, nhưng Bồ Tát vì cầu pháp, ngài đều thọ lấy, đem những căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn liệt khỏi tất cả khổ não bức bách thành tựu thần thông tự tại an lạc nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các khổ được tất cả niềm vui nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn diệt trừ khổ uẩn được thân chiếu hiện luôn thọ an lạc nguyện cho tất cả chúng sinh vượt khỏi ngục khổ thành tựu trí hạnh, nguyện cho tất cả chúng sinh thấy đạo an ổn lìa khỏi các đường ác, nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui hoan hỷ của pháp vĩnh viễn dứt các khổ. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn nhổ sạch các khổ từ bi thương nhau, chẳng có tâm tổn hại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui của chư Phật, lìa khổ sinh tử, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu an lạc thanh tịnh không gì bằng tất cả khổ não không thể tổn hại nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả vui thù thắng rốt ráo đầy đủ niềm vui vô ngại của Phật đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài thọ các khổ để cầu pháp vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho họ lìa hiểm nạn trụ nơi giải thoát nhất thiết trí không có sự chướng ngại Phật tử khi Đại Bồ Tát ở ngôi vua cầu chánh pháp thì cho đến chỉ vì một hàng, một chữ, một câu, một nghĩa đều sinh ý nghĩ khó được, đều có thể xả hết tất cả trong nước, cõi nước thành ấp hoặc gần hoặc xa, nhân dân kho tàng vườn hồ nhà cửa, cây rừng hoa quả, cho đến tất cả vật chân quý đẹp lạ, cung điện lầu các, vợ con quyến thuộc và ngôi vua đều xả bỏ được hết ở trong Pháp không kiên cố, cầu Pháp kiên cố, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, riêng cầu giải thoát vô ngại của chư Phật, rốt giáo thanh tịnh đạo nhất thiết trí, như Bồ Tát Đại Thế Đức, Bồ Tát Thắng Đức Vương và vô lượng các đại Bồ Tát khác. Siêng cầu tránh pháp cho đến rất ít, cho dù chỉ một chữ, năm thẻ sát đất chánh niệm tất cả Phật Pháp ba đời, ưa thích tu tập, vĩnh viễn không tham trước danh văn lợi dưỡng, xả bỏ ngôi vua tự tại của thế gian, cầu ngôi Pháp vương tự tại của Phật. Niềm vui thế gian, tâm chẳng chấp trước, dùng pháp xuất thế, dưỡng lớn tâm mình, vĩnh viễn liệt khỏi tất cả hí luận thế gian, trụ nơi pháp không hí luận của chư Phật. Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích hoạ thí tất cả đều xả bỏ nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ được hết thảy trong tâm chẳng hối tiếc nguyện cho tất cả chúng sinh thường cầu tránh pháp không tiếc thân mạng đồ tư xanh nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích của pháp dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh Nguyện cho tất cả chúng sinh được lòng muốn pháp lành, tâm thường vui thích tránh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh vì cầu Phật pháp xả bỏ được thân mạng cùng với ngôi vua, tâm lớn tu tập vô thượng bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh tôn trọng tránh pháp, thường ưa thích thâm sâu, chẳng tiếc thân mạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh hộ trì pháp rất khó đắc được của chư Phật, thường siêng tu tập nguyện cho tất cả chúng sinh đều được bồ đề quang minh của chư phật thành tựu hạnh bồ đề chẳng do người khác mà ngộ nguyện cho tất cả chúng sinh thường quán sát được tất cả phật pháp nhổ trừ mũi tên nghi hoặc tâm được an ổn đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài xả bỏ quốc thành để cầu chánh pháp vì muốn khiến cho chúng sinh thấy biết viên mãn thường được trụ nơi đạo an ổn phật tử đại bồ tát làm ông vua lớn nơi pháp tự tại khắp ban hành xác lệnh khiến dứt trừ nghiệp giết hại trong cõi diêm phù đề thành ấp tụ lạc tất cả sự giết hại thảy đều cấm dứt trừ loài không chân hai chân bốn chân nhiều chân đủ thứ loài bố thí khắp không sợ hãi không có tâm lường gạt rộng tu tất cả hạnh của bồ tát nhân từ thương xót loài vật không làm hại phiền não đến kẻ khác phát tâm diệu bảo an ổn chúng sinh ở chỗ chư phật lập trí ưa thích trí huệ thâm sâu thường tự an trụ nơi ba thứ giới thanh tịnh cũng khiến cho chúng sinh an trụ như thế, đại Bồ Tát khiến các chúng sinh trụ nơi năm giới vĩnh viễn rứt trừ nghiệp giết hại. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề đầy đủ trí huệ vĩnh viễn bảo vệ thọ mạng chẳng cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ vô lượng kiếp cúng dường tất cả chư Phật cung kính siêng tu càng tăng thêm thọ mạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tu hành, lìa pháp già chết, tất cả tai hại không tổn hại đến mạng của họ nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thành tựu thân không bệnh não thọ mạng tự tại tùy ý mà trụ nguyện cho tất cả chúng sinh được mạng sống vô tận hết thủa vị lai trụ hạnh bồ tát giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh làm cửa thọ mạng mười lực căn lành tăng trưởng ở trong đó nguyện cho tất cả chúng sinh căn lành đầy đủ được mạng vô tận thành tựu viên mãn nguyện lớn nguyện cho tất cả chúng sinh đều thấy chư Phật cúng dường thừa sự trụ mạng vô tận tu tập căn lành, nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ Như Lai khéo học chỗ đáng học, được niềm vui của thánh pháp thọ mạng vô tận, nguyện cho tất cả chúng sinh mạng căn thường trụ không già không bệnh, dũng mãnh tinh tấn vào trí huệ của Phật đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát trụ nơi ba tụ tịnh giới vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết vì khiến cho chúng sinh được trí huệ viên mãn mười lực của phật Phật tử Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ôm lòng tàn nhẫn, làm tổn hại người và súc sinh, hết thảy thân nam, khiến cho thân thiếu khuyết, thọ các khổ độc, bồ tát thấy việc đó rồi phát tâm đại tử bi thương xót cứu vớt khiến cho tất cả nhân dân trong cõi diêm phù đề đều xả bỏ nghiệp đó bấy giờ bồ tát nói với họ rằng sao ông lại làm nghiệp ác đó tôi có kho tàng trăm ngàn vạn ức tất cả đồ vui thảy đều đầy rẫy tùy ý ông cần tôi đều cho ông hết việc của ông làm do các tội sinh ra nay tôi khuyên ông đừng làm việc đó nữa nghiệp của ông làm chẳng hợp đạo lý lợi ích việc làm của ông đắc được không thể dùng được tổn người lợi mình chẳng có ích gì việc ác như thế chẳng phải pháp lành tất cả như lai đều chẳng khen ngợi bồ tát nói như thế rồi bèn đem hết thảy tất cả đồ vui bố thí cho hết lại đem lời lành vì họ nói diệu pháp khiến cho họ vui mừng đó là khai thị pháp tịch tĩnh khiến cho họ tin thọ diệt trừ bất thiện tu hành tịnh nghiệp cùng khởi tâm từ chẳng tổn hại nhau, người đó nghe rồi vĩnh viễn bỏ việc tội ác. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ thân hình phương trượng thành tựu tướng mã âm tàng của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ thân người nam phát tâm dũng mãnh tu các phạm hạnh, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ sức dũng mãnh luôn làm chủ đạo trụ trí vô ngại vĩnh viễn không thối truyền nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ thân đại trượng phu vĩnh viễn lìa tâm dục chẳng có nhiễm trước nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu pháp người nam lành trí huệ tăng trưởng được phật khen ngợi Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp được đầy đủ sức lực của bậc đại nhân thường tu tập 10 lực căn lành, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn chẳng hư hoại mất thân người nam, thường tu pháp phước trí chưa từng có nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong năm dục không ràng buộc tâm được giải thoát nhằm lìa ba cõi trụ hạnh bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bậc phương trượng trí huệ bậc nhất tất cả đều tin dùng phục tùng sự giáo hóa của họ nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ trí huệ bồ tát trượng phu chẳng lâu sẽ thành vô thượng đại hùng đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cấm tuyệt tất cả hủy hoại thân hình nam, vì khiến cho chúng sinh đủ thân hình Đại Trượng Phu đều thủ hộ các điều lành của Đại Trượng Phu, sinh vào nhà hiền thánh trí huệ đầy đủ, thường xuyên tu tập hạnh thù thắng của Đại Trượng Phu, có dụng của Đại Trượng Phu khéo hiển bày bảy đạo của Đại Trượng Phu, đầy đủ giống lành Trượng Phu của chư Phật chánh giáo của đại trượng phu dũng mãnh của đại trượng phu tinh tấn của đại trượng phu trí huệ của đại trượng phu thanh tịnh của đại trượng phu khắp khiến cho chúng sinh rốt giáo đều được Phật tử, Đại Bồ Tát nếu thấy Như Lai xuất hiện ra đời diễn nói chánh pháp thì dùng âm thanh lớn khắp cáo tất cả. Như Lai hiện ra đời, Như Lai hiện ra đời khiến cho các chúng sinh được nghe hồng danh Phật xả lìa tất cả ngã mạn hí luận lại càng siêng chỉ dẫn khiến cho họ sớm được thấy Phật, khiến cho họ nghĩ nhớ Phật, khiến cho họ hướng về Phật, khiến cho họ phan duyên với Phật khiến cho họ quán sát phật khiến cho họ khen ngợi phật bồ tát lại vì họ rộng nói phật khó gặp được ngàn vạn ức kiếp đến thời mới xuất hiện một lần do đó chúng sinh được thấy phật sinh niềm tin thanh tịnh nhảy nhót vui mừng tôn trọng cúng dường lại ở chỗ đức phật nghe danh hiệu chư phật nhờ vậy sẽ gặp vô số các đức phật trồng các gốc lành tu tập tăng trưởng. Bấy giờ vô số trăm ngàn vạn ức na do tha chúng sinh vì thấy được Phật nên đều được thanh tịnh rốt giáo được điều phục. Các chúng sinh đó ở chỗ Bồ Tát đều sinh ý niệm thiện tri thức tối thượng nhờ Bồ Tát nên thành tựu Phật Pháp dùng căn lành đã gieo trồng vô số kiếp khắp nơi thế gian bố thí làm phật sự phật tử khi đại bồ tát khai thị chúng sinh khiến cho gặp được phật đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng cần chờ khuyên bảo tự đi đến gặp phật thừa sự cúng dường đều khiến cho họ hoan hỉ nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích gặp phật tâm chẳng xả bỏ nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn thọ trì tất cả pháp tạng của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh tùy chỗ nghe được đều ngộ phật pháp trong vô lượng kiếp tu hạnh bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ chánh niệm luôn dùng mắt trí huệ gặp phật ra đời nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng nghĩ nhớ nghiệp khác thường nghĩ thấy phật siêng tu mười lực nguyện cho tất cả chúng sinh nơi tất cả chỗ thường thấy chư phật thấu đạt như lai khắp cõi hư không nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ thân tự tại của phật khắp ở trong mười phương thành đạo thuyết pháp nguyện cho tất cả chúng sinh gặp thiện tri thức thường nghe phật pháp nơi các đức như lai được niềm tin bất hoại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, khiến cho người thấy khắp được thanh tịnh. Đó là hồi hướng căn lành khen Phật ra đời của Đại Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh thấy tất cả chư Phật cúng dường thừa sự nơi Pháp vô thượng rốt giáo thanh tịnh. Phật tử Đại Bồ Tát xả bỏ đất đai hoặc bố thí cho chư Phật tạo lập tinh xá hoặc bố thí cho Bồ Tát và thiện tri thức tùy ý sử dụng hoặc bố thí cho chúng tăng dùng làm nơi ở hoặc bố thí cho cha mẹ hoặc bố thí cho người khác thanh văn độc giác đủ thứ ruộng phước cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi và bốn chúng tùy ý thảy đều bố thí cho không thiếu thốn thứ gì hoặc bố thí kiến lập tháp miếu của như lai ở trong các nơi như vậy thảy đều đầy đủ đồ tư xanh khiến tùy ý sử dụng không có sự sợ hãi khi đại bồ tát bố thí đất đai đem các căn lành hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đất thanh tịnh nhất thiết trí, đạt đến các hạnh phổ hiền bờ bên kia, nguyện cho tất cả chúng sinh được đất tổng trì, chánh niệm thọ trì tất cả Phật pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh được sức lực trụ trì thường thủ hộ tất cả Phật giáo, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm như đất nơi các chúng sinh ý thường thanh tịnh chẳng có niệm ác nguyện cho tất cả chúng sinh giữ các giống phật thành tựu các bậc thứ lớp của các bồ tát chẳng có đoạn tuyệt nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì tất cả làm nơi an ổn đều khiến điều phục trụ đạo thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh đồng các như lai lợi ích thế gian khắp khiến họ siêng tu an trụ nơi phật lực Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì chỗ ưa thích thế gian đều khiến cho an trụ trong niềm vui vô thượng của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện khéo léo trụ ở trong pháp vô úy các lực của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ như đại địa tự tại tu hành tất cả Phật Pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều được rút giáo tất cả bậc thanh tịnh của Như Lai, Phật tử Đại Bồ Tát bố thí đồng bộc cúng dường cho tất cả chư Phật Bồ Tát chân thiện tri thức, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc phụng hiến cho cha mẹ, những ruộng phước thù thắng hoặc lại bố thí cho chúng sinh bệnh khổ, khiến cho chẳng thiếu thốn, hoặc lại bố thí cho kẻ bần cùng cô nhi, cùng với tất cả những kẻ không ai giúp đỡ săn sóc. Hoặc để giữ gìn tháp miếu của Như Lai, hoặc để biên chép giữ gìn chánh pháp của chư Phật, đem trăm ngàn ước na do tha đồng bộc tùy thời bố thí cho các đồng bộc đó đều thông minh khéo léo tánh tự điều thuận thường xuyên tinh tấn chẳng có giải đãi đầy đủ tâm chất trực tâm an lạc tâm lợi ích tâm nhân từ tâm cung kính chẳng có tâm oán hận chẳng có tâm thù địch có thể tùy theo phương tục làm các điều lợi ích lại do tịnh nghiệp của bồ tát sở cảm mới có tài năng khéo léo tính toán chẳng có gì mà không thông đạt khéo hay cung phụ hầu hạ làm vừa lòng chủ nhân bấy giờ bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều thuận ở chỗ tất cả chư phật tu tập căn lành, nguyện cho tất cả chúng sinh, tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật, nơi chỗ Phật nói, đều nghe và thọ trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được Phật nhiếp thọ, thường quán như lai, càng không có niệm nào khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh, không hư hoại giống Phật, siêng tu tất cả thuận theo căn lành của Phật nguyện cho tất cả chúng sinh, thường xuyên cúng dường tất cả chư Phật không có lúc nào trôi qua lãng phí, nguyện cho tất cả chúng sinh, nhiếp trí tất cả diệu nghĩa của chư Phật, lời lẽ biện luận thanh tịnh, du hành không sợ hãi, nguyện cho tất cả chúng sinh, thường ưa thích thấy Phật, Tâm không nhàm đủ, ở chỗ chư Phật không tiếc thân mạng, nguyện cho tất cả chúng sinh, được thấy chư Phật tâm chẳng nhiễm trước, địa sự nương tựa của thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự quy y của tất cả tà giáo nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận phật đạo tâm thường ưa thích quán sát phật pháp vô thượng đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí đồng bọc. vì khiến cho chúng sinh xa lìa bụi trần dơ bẩn tịnh trị cõi phật được thấy thân tự tại của như lai phật tử đại bồ tát dùng thân bố thí cho những người đến xin khi bố thí sinh tâm khiêm tốn sinh tâm như đất sinh tâm nhẫn thọ các sự khổ chẳng biến động sinh tâm cung cấp hầu hạ chúng sinh không nhàm mỏi, sinh tâm đối với chúng sinh như mẹ hiền, hết thảy các điều lành đều hồi hướng cho. Sinh tâm nơi các chúng sinh ngu si gian hiểm cực ác, đủ thứ sự xâm lăng, đều khoan dung an trụ nơi căn lành, tinh tấn chuyên cần phục vụ cho chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát đều đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy theo vật họ cần thường không thiếu thốn. Tu hạnh Bồ Tát luôn không gián đoạn, chẳng xả bỏ tất cả nghĩa lợi của Bồ Tát, kéo trụ nơi đạo của Bồ Tát tu hành, thấu đạt pháp tánh bình đẳng của Bồ Tát được ở trong số chủng tộc của Như Lai, trụ nơi lời lẽ chân thật, giữ hạnh Bồ Tát, khiến cho các thế gian được Phật pháp thanh tịnh, tâm tin hiểu thâm sâu chứng được pháp rốt giáo, khiến cho các chúng sinh sinh ra tăng trưởng căn lành thanh tịnh, trụ nơi công đức lớn đầy đủ nhất thiết trí lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường cúng dường các đức phật hiểu tất cả các pháp thọ trì đọc tụng không quên không mất không hoại không tán tâm khéo điều phục không điều khiến cho điều dùng pháp vắng lặng mà điều tập khiến cho chúng sinh đó ở chỗ các đức phật trụ nơi việc như vậy lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh làm tháp bậc nhất đáng thọ đủ thứ sự cúng dường của thế gian khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tối thượng đắc được trí huệ của Phật khai ngộ tất cả, khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ thọ tối thượng khắp lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước lợi tối thượng hay khiến cho đầy đủ tất cả căn lành, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành nơi bố thí tốt bậc nhất hay khiến cho đắc được vô lượng phước báo, khiến cho tất cả chúng sinh ở trong ba cõi đều được thoát khỏi khiến cho tất cả chúng sinh làm đạo sư bậc nhất vì thế gian mà mở bày đạo như thật khiến cho tất cả chúng sinh được diệu tổng trì trì đầy đủ tất cả chánh pháp của chư phật khiến cho tất cả chúng sinh chứng được vô lượng pháp giới bậc nhất đầy đủ chánh đạo hư không vô ngại đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát bố thí thân mình vì khiến cho chúng sinh đều được ứng cúng vô lượng trí thân Phật tử Đại Bồ Tát nghe Pháp hoan hỷ vui mừng, sinh niềm tin thanh tịnh, có thể dùng thân của Ngài cúng dường chư Phật, vui mừng tin hiểu Pháp bảo vô thượng, ở chỗ chư Phật sinh tư tưởng như cha mẹ, đọc tụng thọ trì đạo Pháp vô ngại vào khắp vô số na do tha Pháp, đại trí huệ bảo, các môn căn lành tâm thường nhớ niệm vô lượng chư Phật, vào cảnh giới của Phật thông đạt nghĩa lý thâm sâu, hay dùng phạm âm vi mật phật của như lai nổi mây phật pháp mưa phật pháp vũ dũng mãnh tự tại có thể phân biệt nói bậc đệ nhất nhất thiết trí đầy đủ thành tựu thừa tát bà nhạ dùng vô lượng trăm ngàn ước na do tha đại pháp để thành tựu viên mãn các căn phật tử đại bồ tát ở chỗ các đức phật nghe pháp như vậy hoan hỉ vô lượng an trụ trong chánh pháp tự đoạn trừ nghi hoặc cũng khiến cho người khác đoạn trừ tâm luôn luôn vui vẻ thư thái công đức thành tựu viên mãn căn lành đầy đủ ý luôn luôn tương tục lợi ích chúng sinh, tâm thường không thiếu thốn, đắc được trí huệ tối thắng, thành kim cang tạng, gần gũi các đức Phật, thanh tịnh cõi nước chư Phật, thường siêng cúng dường tất cả như lai, bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân viên mãn tối thắng, được tất cả các đức Phật nhiếp thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi các đức Phật, nương các đức Phật mà ở, luôn được hầu cận ngưỡng mộ chưa từng xa lìa, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân thanh tịnh không hoại, đầy đủ tất cả công đức trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường xuyên cúng dường tất cả các đức Phật, thực hành phạm hạnh được chỗ rốt giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân không còn cái ta, lìa cái ta và của ta nguyện cho tất cả chúng sinh có thể phân thân khắp mười phương cõi nước giống như hình ảnh hiện mà không đến đi nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tự tại đến khắp mười phương không có cái ta và không có thọ nguyện cho tất cả chúng sinh từ thân phật sinh ra ở tại thân nhà vô thượng của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực sức nhẫn nhục lớn không thể hoại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không gì sánh bằng thành tựu pháp thân thanh tịnh của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thân công đức xuất thế sinh vào thế giới thanh tịnh không chỗ đắc được đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát dùng thân cúng phật vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn trụ ở trong nhà của các đức phật ba đời phật tử, đại bồ tát dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho khắp tất cả đều thành tựu căn lành, nghĩ nhớ căn lành. Đại bồ tát tự nguyện thân của mình làm đèn sáng lớn, chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, làm các nhạc cụ nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, làm tạng diệu pháp nhậm trì khắp tất cả chúng sinh, làm quang minh thanh tịnh khai sáng khắp tất cả chúng sinh làm quang ảnh thế gian khắp khiến cho chúng sinh thường được thấy làm nhân duyên căn lành khắp khiến cho chúng sinh thường được gặp làm chân thiện tri thức khiến cho tất cả chúng sinh đều được dạy dỗ làm con đường bằng phẳng khiến cho tất cả chúng sinh đều được đi trên con đường đó làm người đầy đủ an lạc bậc nhất khiến cho tất cả chúng sinh được lìa khổ thanh tịnh làm mặt trời trong sáng, khắp làm lợi ích bình đẳng thế gian. Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi Phật, vào bậc trí huệ của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ tùy thuận trụ vô thượng giác. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ở nơi pháp hội của Phật, ý khéo điều phục, nguyện cho tất cả chúng sinh làm gì đều có pháp tắc đủ vai nghi của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được niết bàn hiểu sâu nghĩa của pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh tri túc sinh vào nhà Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tham dục vô minh trụ nơi trí lạc của Phật nguyện cho tất cả chúng sinh sinh căn lành thủ thắng ngồi dưới cội bồ đề nguyện cho tất cả chúng sinh giết tặc phiền não đỉa tâm oán hại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hộ trì tất cả phật pháp đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh khiến cho họ được nơi an ổn vô thượng Phật tử Đại Bồ Tát tự dùng thân của mình hầu hạ các Đức Phật, ở chỗ các Đức Phật nhớ báo ân nặng, nghĩ như cha mẹ, nơi các như lai khởi niềm tin vui sâu. Dùng tâm thanh tịnh hộ Phật Bồ Đề trụ nơi Pháp của các Đức Phật, địa nghĩ tưởng thế gian, sinh vào nhà như lai, tùy thuận các Đức Phật, địa cảnh giới ma, thấu đạt chỗ thực hành của các Đức Phật, thành tựu pháp khí của tất cả chư Phật. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh tự trang nghiêm nhất thiết trí bảo. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ khéo điều phục xa lìa tất cả các nghiệp bất thiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc vững bền không thể hoại khắp nhiếp thọ chánh pháp của các đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử Phật đến bậc quán đảnh của Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sinh thường được các đức phật nhiếp thọ vĩnh viễn lìa tất cả các pháp bất thiện nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận các đức phật tu hành pháp tối thắng của bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới của phật thảy đều được thọ ký nhất thiết trí nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều bình đẳng với các như lai đều tự tại đối với tất cả phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh đều được các đức phật nhiếp thọ thường tu tập nghiệp không thủ lấy chấp trước nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm người hầu cận bậc nhất của các đức phật tu tất cả hạnh trí huệ của phật đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài dùng thân của mình hầu hạ các đức phật vì muốn chứng được bồ đề của các đức phật vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh vì muốn thoát khỏi tất cả ba cõi vì muốn thành tựu tâm không tổn não vì được vô lượng bồ đề rộng lớn vì muốn thành tựu trí huệ phật pháp vì muốn thường được các đức phật nhiếp thọ vì được các đức phật hộ trì vì muốn tin hiểu tất cả phật pháp vì muốn thành tựu bình đẳng căn lành với các đức phật ba đời vì muốn viên mãn tâm không hối hận chứng được pháp tất cả pháp của các đức phật Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí cõi nước, tất cả mọi vật cho đến ngôi vua, thảy đều xả bỏ được, nơi các việc đời tâm được tự tại, không ràng buộc, không luyến tiếc, xa lìa nghiệp ác, lợi ích chúng sinh, chẳng chấp nghiệp quả, chẳng ưa pháp thế gian, lại chẳng tham nhiễm các cõi nơi sinh ra. Tuy ở tại thế gian, chẳng phải nơi này sinh ra, tâm không chấp trước quẩn giới xứ pháp. Nơi pháp trong ngoài tâm không nương trụ, thường không quên mất các hạnh bồ tát chưa từng xa lìa các thiện tri thức, hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các bồ tát, thường ưa thích thừa sự tất cả bạn lành. Bấy giờ bồ tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp vương, nơi pháp tự tại đến được bờ kia nguyện cho tất cả chúng sinh thành vua phật pháp diệt trừ tất cả phiền não oán tặc nguyện cho tất cả chúng sinh trụ ngôi vua phật được trí như lai khai diễn phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh trụ cảnh giới của phật chuyển được bánh xe pháp tự tại vô thượng nguyện cho tất cả chúng sinh sinh vào nhà như lai nơi pháp tự tại hộ trì giống phật vĩnh viễn khiến không đoạn tuyệt nguyện cho tất cả chúng sinh khai thị vô lượng chánh pháp của bậc pháp vương thành tiệu vô biên các đại bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp giới thanh tịnh làm đại pháp vương hiện thân phật ra đời liên tục chẳng dứt nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế giới làm vua trí huệ hóa đạo chúng sinh chẳng lúc nào tạm xả bỏ nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì tất cả chúng sinh làm chủ bố thí pháp trong các thế giới pháp giới hư không giới khiến cho họ đều được trụ nơi đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh được thành vua đầy đủ các điều thiện đồng với căn lành của các đức phật ba đời đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí ngôi vua vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo trụ nơi an ổn phật tử đại bồ tát thấy có người đến xin thành lớn tốt đẹp kinh đô của vua và những chỗ thâu thuế đều bố thí cho họ tâm chẳng sẻn tiếc, chuyên hướng về bồ đề, phát thệ nguyện lớn, trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi, lợi ích chúng sinh dùng trí rộng lớn thấu hiểu pháp thâm sâu an trụ nơi pháp tánh bình đẳng của các đức phật vì phát tâm cầu nhất thiết trí vì nơi pháp tự tại khỏi tâm ưa thích thâm sâu vì cầu chứng được trí tự tại vì tịnh tu tất cả các công đức vì trụ nơi đại trí huệ kiên cố vì rộng tích tập tất cả các căn lành vì tu hành tất cả nguyện phật pháp vì tự nhiên giác ngộ pháp đại trí, vì an trụ tâm bồ đề không thối chuyển, vì tu tập tất cả hạnh nguyện bồ tát, vì nhất thiết trùng trí chọn rốt giáo mà thực hành bố thí bồ tát đem căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể nghiêm tịnh vô lượng cõi nước dâng cúng cho các đức phật làm chỗ ở nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa ở nơi a lan nhã vắng lặng không động nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không nương ở nơi kinh đô tụ lạc tâm ưa thích vắng lặng vĩnh viễn được rốt ráo nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ưa chấp tất cả thế gian nơi lời lẽ thế gian thường ưa xa lìa nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa tâm tham bố thí hết thảy trong tâm chẳng hối tiếc nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm xuất đi xả bỏ các gia nghiệp nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không bỏn sẻn thường hành bố thí nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không chấp lìa pháp tại gia nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa các khổ trừ diệt tất cả tai nạn sợ hãi nguyện cho tất cả chúng sinh nghiêm tịnh mười phương tất cả thế giới bố thí cho các đức phật đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí kinh đô vì khiến cho chúng sinh đều được nghiêm tịnh các cõi nước chư phật Phật tử, Đại Bồ Tát đem hết thảy tất cả quyến thuộc trong cung, các thiếu nữ hầu hạ đều xinh đẹp đoan tránh, tài năng đầy đủ, cười nói ca múa thải đều khéo léo, các thứ y phục, các thứ hương hoa, dùng để nghiêm thân, ai thấy cũng đều hoan hỉ, tính không nhàm đủ, nữ báu như vậy trăm ngàn vạn ức na do tha số, đều do nghiệp thiện của Bồ Tát sinh ra, tùy ý tự tại, kính thuận không lỗi lầm, phải đều đem bố thí hết cho những người đến xin mà tâm không lưu luyến tâm không đam mê tâm không ràng buộc tâm không chấp lấy tâm không tham nhiễm tâm không phân biệt tâm không đuổi theo tâm không thủ tướng tâm không dục lạc Bây giờ, Bồ Tát quán các căn lành vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi mà hồi hướng, được vui trong Phật Pháp mà hồi hướng, nơi không kiên cố, được kiên cố mà hồi hướng, được trí kim cang, tâm không thể hoại mà hồi hướng, vào đạo tràng Phật mà hồi hướng, đến được bờ bên kia mà hồi hướng, được tâm vô thượng Bồ Đề mà hồi hướng, hay dùng trí huệ thấu đạt các pháp mà hồi hướng, sinh ra tất cả căn lành mà hồi hướng, vào nhà các đức Phật ba đời mà hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát trụ nơi Pháp như vậy, được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng nhân thủ thắng thanh tịnh của các Đức Phật, sinh ra nhất thiết trí đạo tối thắng, vào sâu trí nghiệp rộng lớn của Bồ Tát, diệt trừ tất cả phiền não trần cấu của thế gian thường cúng dường bố thí công đức ruộng phước vì các chúng sinh tuyên nói diệu pháp khéo léo an lập khiến cho họ tu tập các hạnh thanh tịnh thường siêng nhiếp lấy tất cả căn lành bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh thường được vô lượng tam muội quyến thuộc Bồ Tát thắng định tương tục không dứt nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thấy phật đều vào trang nghiêm tam muội của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu định lực không nghĩ bàn của bồ tát tự tại du hí vô lượng thần thông nguyện cho tất cả chúng sinh vào định như thật được tâm không hoại nguyện cho tất cả chúng sinh được tam muội thâm sâu của bồ tát nơi các thiền định mà được tự tại Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát thành tựu tất cả tam muội quyến thuộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong các thứ tam muội đều được khéo léo, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thắng trí tam muội khắp học tập các môn tam muội. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô ngại tam muội vào sâu thiền định chọn không thối chuyển mất nguyện cho tất cả chúng sinh được vô trước tam muội tâm luôn tránh thọ chẳng thủ lấy hai pháp đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí tất cả quyến thuộc trong nội cung bồ tát vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc thanh tịnh không hoại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được quyến thuộc bồ tát vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ phật pháp vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ nhất thiết trí lực vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được trí huệ vô thượng vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc tùy thuận vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được người tu hành cùng chí hướng ở chung với nhau vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả phước trí vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc lương thiện vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh của như lai vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu biện tài thứ lớp như lý, khéo nói vô tận pháp tạng của chư Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xả bỏ tất cả căn lành thế tục, đồng tu căn lành thanh tịnh xuất thế, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tịnh nghiệp viên mãn, thành tựu tất cả pháp thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tất cả Phật pháp thảy đều hiện tiền, dùng pháp quang minh khắp nghiêm tịnh. Phật tử đại bồ tát có thể đem vợ con thương yêu của mình để bố thí như thủa xưa thái tử tu đạt noa bồ tát hiện trang nghiêm vương và vô lượng các bồ tát khác Bây giờ Bồ Tát nương tâm cầu nhất thiết trí, tu tất cả sự bố thí, tịnh tu bố thí của Bồ Tát đạo, tâm ngải thanh tịnh, chẳng có sự hối tiếc, giả bỏ hết thảy sự chân quý của mình, để cầu nhất thiết trí, khiến cho các chúng sinh trí nguyện thanh tịnh, thâm sâu, thành tựu hạnh Bồ Đề, quán Bồ Tát đạo, niệm Phật Bồ Đề, trụ nơi giống tánh Phật đại bồ tát thành tựu tâm bố thí như vậy rồi quyết định trí cầu thân của như lai tự quán thân mình hệ thuộc tất cả chẳng được tự tại lại dùng thân của ngài nhiếp khắp chúng sinh giống như cõi châu báu bố thí tất cả ai chưa đầy đủ thì khiến cho họ được đầy đủ, Bồ Tát hộ niệm chúng sinh như thế, muốn khiến cho thân mình làm tháp bậc nhất, khắp khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, muốn nơi thế gian sinh tâm bình đẳng, muốn vì chúng sinh làm hồ mát mẻ, muốn ban cho chúng sinh tất cả sự an lạc, muốn vì chúng sinh làm đại thí chủ trí huệ tự tại biết rõ hạnh của bồ tát tu hành mà có thể đại thệ trang nghiêm như thế hướng về nhất thiết trí nguyện thành tựu ruộng phước trí huệ vô thượng khắp nhớ nghĩ chúng sinh thường theo bảo hộ mà có thể thành tựu thân mình lợi ích trí huệ quang minh chiếu khắp thế gian thường xuyên nghĩ nhớ tâm bố thí của bồ tát luôn ưa thích quán sát cảnh giới của như lai phật tử đại bồ tát dùng tâm không ràng buộc không chấp trước bố thí vợ con căn lành tu tập được hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi phật bồ đề khỏi thân biến hóa khắp cùng pháp giới chuyển bánh xe pháp bất thối nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô trước nguyện lực đi khắp tất cả cõi phật nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm thương ghét dứt sạch kết tập tham sân nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử phật theo phật tu hành nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ chư phật sinh tâm như chính nhà mình không thể trở hoại nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm con phật từ pháp hóa sinh Nguyện cho tất cả chúng sinh được nơi rốt giáo thành tựu trí huệ tự tại của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh chứng Phật Bồ Đề vĩnh viễn lìa phiền não, nguyện cho tất cả chúng sinh diễn nói đầy đủ đạo Phật Bồ Đề, thường thích tu hành pháp thí vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, chẳng bị tất cả các duyên phá hoại nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi cội bồ đề thành tối tránh giác khai thị vô lượng các thiện nam nữ từ pháp hóa sinh đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí vợ con vì muốn khiến cho chúng sinh đều chứng được trí huệ vô trước giải thoát vô ngại phật tử đại bồ tát trang nghiêm nhà cửa phòng xá và các đồ tư xanh tùy theo người cầu xin tất cả đều bố thí cho hết thực hành bố thí pháp chẳng chấp trước về nhà cửa ra lìa tất cả quan niệm nhà ở nhàm chán gia nghiệp đồ tư xanh chẳng tham không thích không bị tâm ràng buộc biết nhà dễ hư hoại tâm luôn nhảm lìa đều chẳng có sự ưa thích xong muốn xuất gia tu hạnh bồ tát dùng các vật pháp mà tự trang nghiêm chính mình tất cả đều xả bỏ trong tâm chẳng hối tiếc thường được chư phật khen ngợi nhà cửa tài vật tùy theo chỗ có đều bố thí cho hết thấy người đến xin sinh tâm vui mừng Bây giờ Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa vợ con thành tựu niềm vui xuất gia bậc nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi nhà ràng buộc, vào nhà giải thoát ở trong các Phật pháp tu hành phạm hạnh, nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa bòn sẻn, ưa thích bố thí tất cả tâm chẳng thối chuyển, nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa nghiệp nhà ít dục biết đủ không cất giấu của cải nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nhà thế tục trụ nhà như lai nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp vô ngại diệt trừ tất cả sự chướng ngại nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sự luyến ái quyến thuộc gia đình tuy hiện ở nhà mà tâm chẳng chấp trước nguyện cho tất cả chúng sinh khéo hóa dụ không lìa nghiệp nhà mà nói trí huệ của phật nguyện cho tất cả chúng sinh thân hiện tại gia tâm thường tùy thuận phật trí mà trụ nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại gia mà trụ nơi nhà phật khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm hoan hỷ, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi ngài bố thí nhà cửa, vì muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ hạnh nguyện thần thông trí huệ của Bồ Tát, Phật tử Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ vườn rừng đình đài nơi trang nghiêm du hí khoái lạc, bèn nghĩ như vậy, tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm vườn rừng tốt. Tôi sẽ vì tất cả chúng sinh thị hiện pháp vui, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh ý hoan hỷ, tôi sẽ bày cho tất cả chúng sinh vô biên sự vui mừng, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh pháp môn khai tịnh, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm hoan hỷ, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được Phật Bồ đề, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nguyện lớn, tôi sẽ ở nơi chúng sinh giống như cha mẹ tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ quán sát tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh đồ vật tư xanh tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh giống như cha lành sinh trưởng tất cả căn lành nguyện lớn phật tử khi đại bồ tát tu hành các căn lành như vậy nơi chúng sinh ác chẳng sinh tâm nhà mỏi cũng chẳng lầm khởi tâm xả bỏ giả sử thế gian đầy tất cả chúng sinh không biết ơn bồ tát ở chỗ họ ban đầu chẳng sinh tâm hiểm hận chẳng sinh một tâm niệm cầu báo đáp chỉ muốn diệt vô lượng khổ não của họ nơi các thế gian tâm như hư không chẳng có sự nhiễm trước khắp quán tướng chân thật của các pháp phát thệ nguyện lớn diệt trừ khổ của chúng sinh vĩnh viễn chẳng nhàm bỏ trí nguyện đại thừa, diệt trừ tất cả những cái thấy tu các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng, nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm sinh ra vô lượng pháp lành, thành tựu tâm vườn rừng vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp chẳng động, thấy tất cả chư Phật đều hoan hỷ nguyện cho tất cả chúng sinh ưa thích pháp vườn tược được niềm vui vườn tược của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tịnh diệu thường thấy vườn rừng thần thông của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí của Phật thường khéo du hí cảnh giới trí huệ nguyện cho tất cả chúng sinh được niềm vui du hí đến khắp đạo tràng chúng hội cõi nước của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu du hí giải thoát của bồ tát suốt kiếp thủa vị lai thực hành hạnh bồ tát tâm không mệt mỏi nguyện cho tất cả chúng sinh thấy tất cả chư phật đầy khắp pháp giới phát tâm rộng lớn trụ nơi vườn rừng của phật nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể đến khắp tất cả cõi phật trong mỗi mỗi cõi đều cúng dường các đức phật nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm muốn thiện lành trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi phật đó là hồi hướng căn lành của đại bồ tát khi ngài bố thí vườn rừng đình đài vì muốn khiến cho chúng sinh thấy được tất cả chư phật du hí tất cả vườn rừng của phật phật tử đại bồ tát lập trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số hội bố thí rộng lớn tất cả đều thanh tịnh được chư phật ấn khả chọn không tổn não một chúng sinh nào khắp khiến cho chúng sinh xa lìa các điều ác thanh tịnh ba nghiệp thành tựu trí huệ mở bày vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh tích tập vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ vật tư sanh. Bồ Tát phát tâm bồ đề rất khó được, hành bố thí vô hạn khiến cho các chúng sinh trụ đạo thanh tịnh, ban đầu giữa sau đều thiện, sinh niềm tin hiểu biết thanh tịnh. Tùy thuận sự ưa thích trăm ngàn ức vô lượng tâm chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỷ dùng đại từ bi cứu hộ tất cả thừa sự cúng dường chư phật ba đời vì muốn thành tựu tất cả giống phật tu hành bố thí trong tâm chẳng hối tiếc tăng trưởng niềm tin thành tựu viên mãn hạnh thủ thắng niệm niệm tăng tấn bố thí ba la mật bấy giờ bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh phát tâm đại thừa đều được thành tựu bố thí đại thừa nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thực hành hội bố thí lớn bố thí tất cả bố thí lành bố thí tối thắng bố thí vô thượng bố thí vô thượng nhất bố thí không gì bằng bố thí hơn hẳn các thế gian, bố thí được tất cả chư Phật khen ngợi. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm thí chủ bậc nhất, nơi các đường ác cứu giúp chúng sinh đều khiến cho họ được vào con đường trí huệ vô ngại, tu đại nguyện bình đẳng căn lành như thật, tự chứng được trí huệ cảnh giới không khác biệt nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ các thiền định trí huệ vắng lặng vào con đường bất tử rốt ráo tất cả thần thông trí huệ dũng mãnh tinh tấn đầy đủ các bậc trang nghiêm phật pháp đến nơi bờ kia vĩnh viễn không thối truyền nguyện cho tất cả chúng sinh lập hội bố thí lớn chọn không nhàm mỏi cứu tế chúng sinh chẳng ngừng nghỉ rốt ráo nhất thiết trùng trí vô thượng nguyện cho tất cả chúng sinh luôn siêng gieo trồng tất cả can lành đến được bờ kia vô lượng công đức nguyện cho tất cả chúng sinh thường được chư phật khen ngợi khắp vì thế gian làm đại thí chủ công đức đầy đủ sung mãn pháp giới chiếu khắp mười phương bố thí niềm vui vô thượng Nguyện cho tất cả chúng sinh lập hội bố thí lớn, rộng tích tập căn lành, bình đẳng nhiếp chúng sinh đến bờ kia, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí thủ thắng nhất, khắp khiến cho chúng sinh trụ thừa đệ nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh bố thí theo thời vĩnh viễn lìa phi thời, bố thí lớn rốt giáo nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí lành đến được bố thí bờ bên kia của phật đại trượng phu nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo thường hành bố thí đại trang nghiêm tôn hết tất cả chư Phật làm thầy, thảy đều gần gũi cúng dường lớn, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi bố thí thanh tịnh tích tập vô lượng phước đức đồng pháp giới đến bờ bên kia, nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế gian làm đại thí chủ thệ độ mọi loài trụ bậc Như Lai, đó là hồi hướng căn lành lập hội bố thí lớn của đại Bồ Tát, vì muốn khiến cho chúng sinh hành bố thí vô thượng, bố thí rốt giáo của Phật thành tựu bố thí lành bố thí không thể hoại bố thí cúng dường chư phật bố thí không sân hận bố thí cứu chúng sinh bố thí thành nhất thiết trí bố thí thường thấy chư phật bố thí khéo tinh tấn bố thí rộng lớn thành tựu tất cả công đức trí huệ của bồ tát chư phật phật tử đại bồ tát bố thí tất cả vật tư xanh tâm chẳng có tham tiếc chẳng cầu quả báo chẳng hy vọng phước lạc của thế gian lìa tâm vọng tưởng khéo tư duy các pháp vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp tùy theo đủ thứ chúng sinh khác nhau sự dùng và chỗ mong cầu thảy đều khác nhau mà sắm sửa vô lượng đồ vật tư xanh tất cả đều nghiêm sức thảy đều tốt đẹp thực thực bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí hết trong ngoài. Khi Bồ Tát bố thí, tăng thêm sức trí nguyện, đắc được công đức lớn, thành tựu tâm báu, thường bảo hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ phát sinh trí nguyện thủ thắng. Bồ Tát chưa từng có tâm cầu đèn đáp. Hết thảy căn lành đồng với chư Phật ba đời đều viên mãn nhất thiết chủng trí phật tử đại bồ tát đem hết thảy căn lành bố thí đó hồi hướng cho chúng sinh nguyện cho tất cả chúng sinh thanh tịnh điều phục nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ phiền não nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh nơi một niệm đi khắp pháp giới nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn hư không pháp giới Nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí vào khắp ba đời điều phục chúng sinh, tất cả mọi thời thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ nhất thiết trí khéo thị hiện thần thông phương tiện lợi ích chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngộ nhập vào bồ đề của chư Phật suốt thủa kiếp vị lai trong mười phương thế giới thường nói tránh pháp chưa từng nghỉ ngơi khiến cho các chúng sinh khắp được nghe biết Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát đều được viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới hoặc nhiễm hoặc tịnh hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc thô hoặc tế hoặc ngửa hoặc úc hoặc một trang nghiêm hoặc đủ thứ trang nghiêm các thế giới có thể nói ra các thế giới trong vô số thế giới thảy đều tu hạnh Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong mỗi niệm trong ba đời thường làm tất cả phật sự giáo hóa chúng sinh hướng về nhất thiết trí phật tử đại bồ tát tùy thuận tất cả chỗ mong cầu của các chúng sinh đem a tăng kỳ đồ vật như vậy bố thí vì khiến cho phật pháp tương tục không dứt đại bi cứu khắp tất cả chúng sinh an trụ nơi đại từ tu hạnh bồ tát đối với lời dạy trong phật giáo chọn không hủy phạm dùng phương tiện khéo léo tu hành các điều lành không dứt mất tất cả giống tánh của chư phật tùy theo chỗ mong cầu đều ban cho mà không nhảm mỏi tất cả đều xả bỏ chưa từng hối tiếc thường siêng tu hồi hướng về đạo nhất thiết chí bấy giờ mười phương cõi nước đủ thứ hình loại đủ thứ cõi sinh đủ thứ ruộng phước đều tụ hội lại đến chỗ bồ tát cầu xin đủ thứ bồ tát thấy rồi nhiếp thọ khắp hết tâm sinh hoan hỉ như thấy bạn lành đại bi thương xót, nghĩ tìm cách làm cho họ mãn nguyện, tâm xả tăng trưởng chẳng có ngừng nghỉ cũng chẳng mệt mỏi, tùy theo chỗ mong cầu đều khiến cho họ được đầy đủ lìa khổ bần cùng. Bấy giờ những người đến xin, tâm rất vui mừng, truyền tụng khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát, tiếng tốt tỏa khắp, mọi người đều đến chỗ Bồ Tát, Bồ Tát thấy rồi hoan hỉ vô lượng giả sử trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp thọ sự an vui của trời đế thích vô số kiếp thọ sự an vui của trời dạ ma vô lượng kiếp thọ sự an vui của trời đâu xuất vô biên kiếp thọ sự an vui của trời thiện biến hóa vô đẳng kiếp thọ sự an vui của trời tha hóa tự tại bất khả số kiếp thọ sự an vui của trời phạm vương bất khả xương kiếp thọ sự an vui của truyền luân vương bất khả tư kiếp thọ sự an vui của trời biến tịnh bất khả thuyết kiếp thọ sự an vui của trời tịnh cư đều không bằng được đại bồ tát thấy người đến xin hoan hỉ ưa thích vui mừng nhảy nhót tâm tin tăng trưởng trí nguyện thanh tịnh các căn điều thuận tin hiểu thành tựu viên mãn cho đến tăng tấn bồ đề của chư phật phật tử đại bồ tát đem căn lành đó vì lợi ích tất cả chúng sinh mà hồi hướng vì muốn an lạc tất cả chúng sinh mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh được nghĩa lợi lớn mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều cầu bồ đề mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được bình đẳng mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm hiền thiện mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào đại thừa mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ hiền thiện mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đủ hạnh nguyện của bồ tát phổ hiền viên mãn mười lực hiện thành chánh giác mà hồi hướng phật tử khi đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì nghiệp thân miệng ý thảy đều giải thoát chẳng chấp trước chẳng ràng buộc không có tưởng chúng sinh không có tưởng thọ mạng không có tưởng bồ già la không có tưởng người không có tưởng đồng tử không có tưởng kẻ sinh không có tưởng người làm không có tưởng kẻ thọ không có tưởng có không có tưởng không không có tưởng đời này đời sau không có tưởng chết đây sinh kia không có tưởng về thường không có tưởng về vô thường không có tưởng về ba cõi không có tưởng về không có ba cõi chẳng tưởng chẳng không tưởng như vậy hồi hướng chẳng ràng buộc hồi hướng giải thoát chẳng ràng buộc hồi hướng chẳng phải nghiệp hồi hướng chẳng phải nghiệp báo hồi hướng chẳng phân biệt hồi hướng chẳng không phân biệt hồi hướng chẳng suy tư hồi hướng chẳng phải đã suy tư hồi hướng chẳng có tâm hồi hướng chẳng không tâm Phật tử khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì chẳng chấp trong, chẳng chấp ngoài, chẳng chấp năng duyên, chẳng chấp sở duyên, chẳng chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tưởng, chẳng chấp phi tưởng, chẳng chấp sắc, chẳng chấp sắc sinh, chẳng chấp sắc diệt, chẳng chấp thọ tưởng hành thức, chẳng chấp thọ tưởng hành thức sinh, chẳng chấp thọ tưởng hành thức diệt phật tử nếu đại bồ tát nơi các pháp này không chấp thì chẳng ràng buộc nơi sắp chẳng ràng buộc nơi sắc sinh chẳng ràng buộc nơi sắc diệt chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức sinh chẳng ràng buộc nơi thọ tưởng hành thức diệt nếu nơi các pháp này chẳng ràng buộc thì cũng ở nơi các pháp này không hiểu tại sao vì chẳng có chút pháp nào hoặc hiện sinh, hoặc đã sinh, hoặc sẽ sinh, không có pháp nào có thể lấy, không có pháp nào có thể chấp. Tất cả các pháp, tự tướng đều như vậy, không có tự tánh, tự tánh tướng đều lìa, chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiều, chẳng vô lượng, chẳng nhỏ, chẳng lớn, chẳng hẹp, chẳng rộng, chẳng sâu, chẳng cạn, chẳng vắng lặng, chẳng hí luận, chẳng nơi trốn, chẳng không nơi trốn, chẳng phải pháp, chẳng phải không pháp, chẳng có thể, chẳng phải không có thể, chẳng có, chẳng phải không có. Bồ Tát quán sát các pháp như vậy, tức là phi pháp ở trong ngôn ngữ tùy theo thế Thế gian mà kiến lập, phi pháp làm pháp, chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng xả hạnh Bồ Tát, cầu nhất thiết trí, chọn không thối chuyển, biết rõ tất cả nghiệp duyên như mộng, âm thanh như vang, chúng sinh như bóng, các pháp như huyễn mà cũng chẳng họa nhân duyên nghiệp lực. Biết rõ các nghiệp tác dụng rộng lớn, hiểu tất cả pháp đều không chỗ làm hành đạo vô tác chưa từng tạm bỏ. Phật tử đại Bồ Tát này trụ nhất thiết trí hoặc sứ phi sứ đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh tất cả mọi nơi thảy đều hồi hướng chẳng có thối chuyển. Do nghĩa gì mà nói là hồi hướng? Vĩnh viễn độ thế gian đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các uẩn đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Độ đường ngôn ngữ đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng lìa đủ thứ tưởng đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng vĩnh viễn đoạn trừ thân kiến đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng vĩnh viễn lìa nơi nương tựa đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng vĩnh viễn đoạn tuyệt chỗ làm đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng Vĩnh viễn thoát khỏi các cõi đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng, vĩnh viễn xả bỏ thủ lấy đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng, vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian đến bờ bên kia nên gọi là hồi hướng. Phật tử khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, tức là tùy thuận Phật trụ, tùy thuận pháp trụ, tùy thuận trí trụ, tùy thuận Bồ đề trụ tùy thuận nghĩa trụ tùy thuận hồi hướng trụ tùy thuận cảnh giới trụ tùy thuận hành trụ tùy thuận chân thật trụ tùy thuận thanh tịnh trụ phật tử đại bồ tát hồi hướng như vậy tức là thấu đạt tất cả các pháp tức là thừa sự tất cả chư phật chẳng có một vị phật nào mà không thừa sự chẳng có một pháp nào mà không cúng dường chẳng có một pháp nào có thể diệt hoại chẳng có một pháp nào có thể trái ngược chẳng có một vật nào có thể tham trước chẳng có một pháp nào có thể nhàm lìa chẳng thấy trong ngoài tất cả các pháp có chút diệt hoại trái với nhân duyên đạo pháp lực đầy đủ chẳng có ngừng nghỉ phật tử đó là hồi hướng tất cả căn lành tùy thuận kiên cố thứ sáu khi Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng này, thường được chư Phật hộ niệm kiên cố chẳng thối truyền, vào Pháp tánh thâm sâu, tu nhất thiết trí, tùy thuận nghĩa của Pháp, tùy thuận Pháp tánh, tùy thuận tất cả căn lành kiên cố, tùy thuận tất cả nguyện lớn viên mãn đầy đủ pháp tùy thuận kiên cố, tất cả kim cang không phá hoại được, ở trong các pháp được tự tại. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng quán sát mười phương, quán sát chúng hội, quán sát pháp giới rồi, vào nơi nghĩa của chữ câu thâm sâu, tu tập tâm vô lượng rộng lớn, dùng tâm đại đi che khắp thế gian, sinh trưởng giống tâm tánh Phật quá khứ, hiện tại vị lai, vào nơi công đức của tất cả chư Phật, thành tự lực thân tự tại của chư phật quán sát tâm ưa thích của các chúng sinh tùy thuận căn lành thành thục của họ nương pháp tánh thân vì họ hiện xác thân nương thần lực của phật mà nói kệ rằng bồ tát hiện thân làm ông vua là bậc trên hết ở trong đời phước đức oai quang hơn tất cả khắp vì quần sinh ban lợi ích tâm ngài thanh tịnh không nhiễm trước, nơi đời tự tại đều tôn kính, hoàng dương chánh pháp dạy bảo người, khắp khiến chúng sinh được an ổn, hiện sinh quý tộc lên ngôi vua, thường nương chánh giáo chuyển pháp luân, bẩm tánh nhân từ không bạo ngược, mười phương kính ngưỡng đều tuân theo, trí huệ phân biệt thường sáng suốt sắc tướng tài năng đều đầy đủ lâm ngự truyền lệnh đều nghe theo điều phục ma quân không còn sót giữ gìn tịnh giới không hủy phạm quyết chí nhẫn nhục không lay động luôn nguyện diệt trừ tâm sân hận thường thích tu hành các phật pháp thức ăn uống hương hoa y phục xe kiệu giường nệm tòa với đèn, Bồ Tát đều đem cho giúp người, cùng với vật khác vô lượng thứ, vì lợi ích mà hành bố thí khiến họ khai mở tâm rộng lớn ở nơi tôn thắng và chỗ khác tâm đều thanh tịnh sinh hoan hỷ. Bồ Tát đều chu cấp tất cả trong ngoài hết thảy đều xả được, đều khiến tâm họ luôn thanh tịnh chẳng khiến tạm thời sinh hẹp hòi hoặc bố thí đầu hoặc thí mắt hoặc bố thí tay hoặc thí chân da thịt cốt tủy và vật khác tất cả đều xả tâm không tiếc bồ tát thân làm ông vua lớn chủng tộc tôn quý trong loài người mở miệng cắt lưỡi thí quần sinh tâm ngài hoan hỷ không ưu luyến Đem công đức thí lưỡi đó hồi hướng tất cả các chúng sinh, nguyện họ nhờ đây được thắng duyên, được lưỡi rộng dài của Như Lai, hoặc thí vợ con và ngôi vua, hoặc thí thân mình làm tôi tớ, tâm ý thanh tịnh tường hoan hỷ, như vậy tất cả chẳng buồn tiếc tùy chỗ cầu xin đều thí cho, đúng thời giúp cho không nhàm mỏi. Tất cả hết thảy đều xả bỏ, những người đến xin đều đầy đủ. Vì nghe Pháp nên thí thân mình, tu các khổ hạnh cầu bồ đề, lại vì chúng sinh xả tất cả, cầu trí vô thượng không thối chuyển. Từ chỗ Đức Phật nghe chánh Pháp tự xả thân mình làm tôi tớ, vì muốn cứu khắp các quần sinh, phát sinh vô lượng tâm hoan hỷ. Bồ Tát thấy thế tôn đạo sư hay dùng tâm từ rộng lợi ích, bấy giờ vui mừng sinh hoan hỷ, nghe thọ vị pháp của Như Lai, Bồ Tát có tất cả căn lành đều đem hồi hướng cho chúng sinh, khắp đều cứu hộ không thừa sót luôn khiến giải thoát thường an lạc bồ tát có tất cả quyến thuộc sắc tướng đoan nghiêm hay biện huệ hoa kế y phục và hương thoa các thứ trang nghiêm đều đầy đủ các quyến thuộc đó đều hy hữu tất cả bồ tát đều thí được chuyên cầu tránh giác độ quần sinh tâm ý như vậy không tạm xả bồ tát suy nghĩ kỹ như vậy thực hành các thứ nghiệp rộng lớn đều đem hồi hướng các chúng sinh mà chẳng sinh ra tâm chấp lấy bồ tát xả bỏ ngôi vua lớn cùng với cõi nước các thành ấp cung điện lầu cát và vườn rừng tôi tớ thị vệ đều không tiếc ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp đi khắp các nơi bố thí cho nhờ đó giáo hóa các chúng sinh đều khiến vượt lên bờ vô thượng vô lượng phẩm loại đều khác biệt mười phương thế giới hội họp đến bồ tát thấy rồi tâm vui mừng theo chỗ họ xin khiến đầy đủ như hồi hướng của phật ba đời bồ tát cũng tu nghiệp như vậy chỗ tu hành của đấng điều ngự thảy đều theo học đến bờ kia bồ tát quán sát tất cả pháp ai là người vào được pháp này vào như thế nào vào chỗ nào bố thí tâm không trụ như vậy bồ tát hồi hướng trí thiện xảo bồ tát hồi hướng pháp phương tiện bồ tát hồi hướng nghĩa chân thật ở trong pháp đó không chấp trước tâm không phân biệt tất cả nghiệp cũng không nhiễm trước nơi nghiệp quả biết tánh bồ đề từ duyên khởi vào sâu pháp giới không trái nghịch chẳng ở trong thân mà có nghiệp cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm trí huệ biết rõ không tánh nghiệp do nhân duyên nên nghiệp không mất tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ cũng chẳng tham cầu việc vị lai ở nơi hiện tại chẳng chỗ trụ thấu đạt ba đời đều vắng lặng Bồ Tát đã đến sắc bên kia, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, vượt khỏi dòng sinh tử thế gian, tâm ngài khiêm hạ thường thanh tịnh, quán kỹ năm uẩn 18 giới, 12 xứ cùng với thân mình, mỗi mỗi nơi đây cầu Bồ Đề, thẻ tánh rút giáo không thể được, chẳng lấy tướng các pháp thường trụ, nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp pháp tánh chẳng có cũng chẳng không nghiệp lý thứ lớp chọn vô tận nơi các pháp chẳng có chỗ trụ chẳng thấy chúng sinh và bồ đề trong mười phương cõi nước ba đời rốt ráo mà cầu không thể được nếu quán các pháp được như vậy thì thấu hiểu giống như chư phật tuy cầu tánh đó không thể được chỗ bồ tát hành cũng không hư bồ tát biết pháp từ duyên có không trái tất cả chỗ hành đạo mở bày giải nói các vết nghiệp muốn khiến chúng sinh đều thanh tịnh đó là chỗ bậc trí hành đạo pháp của tất cả như lai nói tùy thuận suy ngẫm vào tránh pháp tự nhiên giác ngộ thành bồ đề các pháp không sinh cũng không diệt cũng lại không đến cũng không đi chẳng nơi này chết mà sinh kia là người ngộ hiểu các phật pháp thấu đạt các pháp tánh chân thật mà nơi pháp tánh không phân biệt biết pháp không tánh không phân biệt người này khéo vào trí chư phật pháp tánh khắp tất cả mọi nơi tất cả chúng sinh và cõi nước ba đời tồn tại không thừa sót cũng không hình tướng mà đắc được chỗ tất cả chư Phật giác ngộ thảy đều nhiếp lấy không thừa sót tuy nói tất cả pháp ba đời các pháp như vậy đều chẳng có như các pháp tánh khắp tất cả Bồ Tát hồi hướng cũng như thế như vậy hồi hướng các chúng sinh thưởng nơi thế gian không thối chuyển phật tử thế nào là hồi hướng bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sinh của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này tùy theo chỗ tích tập tất cả căn lành căn lành nhỏ căn lành lớn căn lành rộng căn lành nhiều căn lành vô lượng căn lành các thứ căn lành số hạt bụi căn lành a tăng kỳ căn lành không bờ mé căn lành không thể suy nghĩ căn lành không thể lường căn lành cảnh giới phật căn lành cảnh giới pháp căn lành cảnh giới tăng căn lành cảnh giới thiện tri thức căn lành cảnh giới tất cả chúng sinh căn lành cảnh giới phương tiện khéo léo căn lành cảnh giới tâm tu các điều lành căn lành cảnh giới trong căn lành cảnh giới ngoài căn lành cảnh giới vô biên pháp trợ đạo siêng tu căn lành xả bỏ tất cả căn lành lập thắng trí rốt giáo trì giới thanh tịnh căn lành tất cả xả bỏ đều thọ kham nhẫn căn lành thường tinh tấn tâm không thối lùi căn lành dùng đại phương tiện vào vô lượng tam muội căn lành dùng trí huệ khéo quán sát căn lành biết tất cả chúng sinh tâm hành khác nhau căn lành tích tập vô biên công đức căn lành siêng tu tập nghiệp hạnh bồ tát căn lành che khắp nuôi dưỡng tất cả thế gian phật tử khi đại bồ tát ở nơi căn lành này tu hành an trụ nhập vào nhiếp thọ tích tập biện đủ ngộ hiểu tâm tịnh khai thị phát khỏi thì được tâm khan nhẫn đóng bít cửa đường ác khéo nhiếp các căn đầy đủ oai nghi xa lìa điên đảo tránh hạnh viên mãn kham làm pháp khí của tất cả chư phật làm ruộng phước đức tốt của chúng sinh được phật nghĩ nhớ lớn căn lành phật trụ nơi nguyện của chư phật thực hành nghiệp của chư phật tâm được tự tại đồng với chư phật ba đời hướng về đạo tràng của phật vào sức lực của như lai đủ xác tướng của phật vượt khỏi các thế gian chẳng thích sinh về trời chẳng tham phước lạc chẳng chấp các hành tất cả căn lành đều đem hồi hướng làm tạo công đức của các chúng sinh trụ đạo rốt giáo che khắp tất cả ở trong đạo hư không cứu chúng sinh ra khiến cho họ an trụ tất cả pháp lành khắp các cảnh giới không dứt không hết được, khai mở tất cả cửa trí bồ đề, kiến lập tràng trí hoạ nghiêm tịnh đại đạo, thị hiện khắp tất cả thế gian, khiến trừ cấu nhiễm, tâm khéo điều phục, sinh nhả như lai, thanh tịnh giống tánh Phật, công đức đầy đủ, làm ruộng phước lớn, làm nơi nương tựa của thế gian, an lập chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh thường xuyên tu tập tất cả căn lành. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng sức trí nguyện thanh tịnh tâm Bồ Đề khi tu các căn lành thì nghĩ như vậy, các căn lành này tích tập từ tâm Bồ Đề, suy ngẫm từ tâm Bồ Đề, phát khởi từ tâm Bồ Đề, trí thích từ tâm Bồ Đề, tăng ích từ tâm Bồ Đề, đều là thương xót tất cả chúng sinh, đều hướng về cầu nhất thiết chủng trí. Đều thành tựu mười lực của Như Lai khi nghĩ như thế thì căn lành tăng thêm vĩnh viễn không thối truyền phật tử đại bồ tát lại nghĩ như vậy nguyện cho chúng tôi dùng căn lành quả báo này hết kiếp thủa vị lai tu hạnh bồ tát đều đem bố thí cho tất cả chúng sinh đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh khắp cùng không thừa sót nguyện khiến cho a tăng kỳ thế giới đẩy dãy châu báu a tăng kỳ thế giới đẩy dãy y phục a tăng kỳ thế giới đẩy dãy hương thơm a tăng kỳ thế giới đẩy dãy đồ cha nghiêm a tăng kỳ thế giới đẩy dãy vô lượng mani báu a tăng kỳ thế giới đẩy dãy hoa đẹp a tăng kỳ thế giới đẩy dãy vị ngon a tăng kỳ thế giới đẩy dãy tài sản của cải a à tăng kỳ thế giới đầy dãy giường tòa dùng lọng báu tre răng bảy y đẹp a à tăng kỳ thế giới đầy dãy các thứ mũ báu trang nghiêm giả sử một người thường đến chỗ bồ tát cầu xin hết thủa kiếp vị lai bồ tát đem các vật đó bố thí cho họ chưa từng nhàm mỏi không ngừng nghỉ như nơi một người tất cả chúng sinh cũng đều như vậy phật tử khi đại bồ tát bố thí như vậy thì không có tâm hư dối không có tâm hy vọng không có tâm danh dự không có tâm hối tiếc không có tâm nhiệt não chỉ phát tâm chuyên cầu nhất thiết trí tâm xả bỏ tất cả tâm thương xót chúng sinh tâm giáo hóa thành thục đều khiến an trụ tâm nhất thiết trí phật tử đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy hết kiếp thủa vị lai thường hành bố thí tâm trụ nhất thiết trí phật tử đại bồ tát lại nghĩ như vậy tôi vì tất cả chúng sinh muốn khiến cho a tăng kỳ thế giới đầy dẫy voi báu đầy đủ bảy chi tánh rất điều thuận trên lưng bày tràng bằng vàng che lưới vàng, trang nghiêm các thứ báu dùng để bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngựa báu như Long Mã Vương, dùng đủ đồ trang nghiêm châu báu để nghiêm sức. Dùng để bố thí, nguyện khiến cho A Tăng kỳ thế giới, đầy dẫy kỹ nữ, đều có thể tấu diễn các thứ âm nhạc hay dùng để bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đẩy dẫy nam nữ dùng để bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đẩy dẫy thân mình phát tâm Bồ Đề mà đem bố thí nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy đầu của mình khởi tâm không phóng giật mà đem bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dãy mắt của mình mà đem bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy thân máu thịt và xương tủy của mình, tâm chẳng luyến tiếc mà đem bố thí nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy ngôi vua tự tại mà đem bố thí, nguyện khiến cho A Tăng Kỳ thế giới đầy dẫy tôi tớ sai khiến mà đem bố thí, đại Bồ Tát đem đủ thứ vật bố thí như vậy, hết kiếp thủa vị lai, an trụ tâm rộng lớn bố thí tất cả, bố thí cho một chúng sinh, như một chúng sinh, tất cả chúng sinh trong các cõi chúng sinh cũng đều bố thí như vậy phật tử đại bồ tát nơi một thế giới hết kiếp thủa vị lai tu hạnh bồ tát đem các thứ vật bố thí cho một chúng sinh với tất cả chúng sinh cũng đều bố thí như vậy đều khiến cho họ được đầy đủ như nơi một thế giới tận hư không khắp pháp giới trong tất cả thế giới cũng đều như vậy Đại bi che khắp, chọn không gián đoạn ngừng nghỉ, khắp thêm thương xót, tùy theo chỗ họ cần đều cung cấp cúng dường, không làm cho hạnh bố thí gặp duyên mà ngừng, cho đến chừng khải móng tay, cũng không sinh tâm mệt mỏi. Phật tử khi đại Bồ Tát bố thí như vậy thì sinh tâm như vậy, tâm không chấp trước, tâm không giảng buộc, tâm giải thoát, tâm sức mạnh tâm thâm sâu, tâm khéo nhiếp, tâm không chấp, tâm không thọ mạng, tâm khéo điều phục, tâm không tán loạn, tâm không vọng tính, tâm đủ các thứ bảo tính, tâm không cầu quả báo, tâm thấu đạt tất cả pháp, tâm trụ đại hồi hướng, tâm khéo quyết các nghĩa, tâm khiến tất cả chúng sinh trụ vô thượng trí. Tâm sinh đại pháp quang minh, tâm vào nhất thiết trí. Phật tử Đại Bồ Tát đem căn lành đã tu tập trong mỗi niệm hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tiền tài châu báu không bị thiếu thốn, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu vô tận đại công đức tạng, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc, nguyện cho tất cả chúng sinh tăng trưởng nghiệp của Đại Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn vô lượng pháp thủ thắng bậc nhất, nguyện cho tất cả chúng sinh, thừa nhất thiết trí không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy khắp chư Phật trong mười phương, nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn xa lìa các hoặc trần cấu của thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được tâm thanh tịnh bình đẳng, nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa các xứ nạn đắc được nhất thiết trí. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì phát sinh tâm hoan hỷ vì khiến cho tất cả chúng sinh được lợi ích an lạc vì khiến cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi tâm xả được vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm hoan hỷ bố thí, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vĩnh viễn lìa bần cùng, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí tất cả tiền tài châu báu, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí vô số tiền tài châu báu, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí khắp bố thí vô lượng bố thí tất cả vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí hết kiếp thủa vị lai không dứt, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm tất cả đều xả bỏ không hối tiếc, không phiền não, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ tất cả vật tư sanh, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm tùy thuận bố thí, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí nhiếp lấy, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí rộng lớn, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm xả bỏ vô lượng đồ trang nghiêm cúng dường vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí không chấp trước vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí bình đẳng vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí sức lực rất lớn như kim cang vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí như ánh sáng mặt trời vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tâm bố thí nhiếp thọ trí huệ của như lai vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành quyến thuộc đầy đủ vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành trí huệ thường hiện tiền vì khiến cho tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh viên mãn không thể hoại vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành thanh tịnh tối thắng vì khiến cho tất cả chúng sinh ở trong phiền não ngủ được giác ngộ vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả các nghi hoặc vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bình đẳng công đức thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh công đức viên mãn không ai phá hoại được vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tam muội thanh tịnh bất động vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi nhất thiết trí không thể hoại, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn vô lượng hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tập căn lành không chấp trước, vì khiến cho tất cả chúng sinh niệm tâm thanh tịnh của tất cả chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh căn lành thanh tịnh thù thắng, vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp ma làm chướng đạo pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm rộng lớn niệm chư phật không giải đãi vì khiến cho tất cả chúng sinh thường gần gũi chư phật siêng năng cúng dường vì khiến cho tất cả chúng sinh rộng mở tất cả cửa căn lành khắp viên mãn pháp trắng tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm vô lượng tâm rộng lớn tâm tối thắng đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm bố thí ba la mật thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh giữ gìn giới ba la mật thanh tịnh của chư phật vì khiến cho tất cả chúng sinh được đại kham nhẫn ba la mật vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ tinh tấn ba la mật thường không giải đãi vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ vô lượng định hay khởi đủ thứ thần thông trí huệ, vì khiến cho tất cả chúng sinh biết tất cả pháp không thể tánh bát nhã ba la mật vì khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn vô biên pháp giới thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tất cả thần thông căn lành thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ hạnh bình đẳng tích tập pháp lành đều viên mãn vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo vào khắp cùng cảnh giới của tất cả chư phật vì khiến cho tất cả chúng sinh thân miệng ý nghiệp đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh nghiệp thiện quả báo đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt các pháp đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt thật nghĩa đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tất cả hạnh thù thắng đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả nguyện lớn của bồ tát đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả công đức trí huệ đều thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả đồng thể căn lành, hồi hướng sinh ra thừa nhất thiết trí, đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh trang nghiêm thanh tịnh, tất cả cõi nước chư Phật đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy tất cả chư Phật mà chẳng chấp trước đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh đủ các tướng tốt công đức trang nghiêm thầy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh được 16 thứ âm thanh, lời nói ra đều thành thật, đều tin nhận. Dùng trăm ngàn thứ pháp để trang nghiêm viên mãn công đức diệu âm vô ngại của Như Lai, vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm mười lực trang nghiêm vô ngại bình đẳng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả pháp minh vô tận của Phật, viên mãn tất cả biện tài vì khiến cho tất cả chúng sinh được bậc đại anh hùng, làm sư tử hống, vô thượng vô úy trong loài người, vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí chuyển bánh xe Pháp vô tận không thối chuyển, vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả các Pháp, mở bài diễn nói thảy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng thời gian tu tập pháp lành thanh tịnh thảy đều viên mãn vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu bậc đạo sư vô thượng pháp bảo bình đẳng thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một trang nghiêm vô lượng trang nghiêm đại trang nghiêm chư phật trang nghiêm thảy đều viên mãn vì khiến cho tất cả chúng sinh bình đẳng vào khắp cùng hết thảy cảnh giới ba đời vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đi đến tất cả cõi phật lắng nghe thọ trì chánh pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ lợi ích làm nơi tôn kính của thế gian bình đẳng với đức phật vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng nhất thiết trí biết rõ tất cả các pháp thảy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh thực hành nghiệp bất động, được quả vô ngại thảy đều viên mãn, vì khiến cho tất cả chúng sinh hết thảy các căn đều được thần thông, biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bình đẳng không khác biệt, nơi pháp một tướng thảy đều thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh không không trái ngược với lý, tất cả căn lành đều đầy đủ, vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả thần thông tự tại của Bồ Tát thảy đều thấu đạt, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả công đức vô tận của Phật phước trí đều bình đẳng, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề hiểu tất cả các pháp, một tướng bình đẳng không thiếu sót vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt chánh pháp làm ruộng phước đức tối thượng của thế gian vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu đại bi thanh tịnh bình đẳng làm ruộng phước lớn cho những người bố thí vì khiến cho tất cả chúng sinh kiên cố bậc nhất không ai cản trở phá hoại được vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy đều được lợi ích không ai hàng phục được vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tâm bình đẳng tối thắng, vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo thấu đạt tất cả các pháp, đắc được không sợ hãi vì khiến cho tất cả chúng sinh phóng một quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp tu tất cả hạnh tinh tấn của Bồ Tát không giải đãi thối chuyển, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một hạnh nguyện viên mãn khắp tất cả các hạnh nguyện, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một diệu âm khiến khắp những người nghe đều hiểu được vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ tâm thanh tịnh của tất cả bồ tát vì khiến cho tất cả chúng sinh được gặp các vị thiện tri thức thảy đều thừa sự vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hạnh Bồ Tát điều phục chúng sinh không nghỉ ngơi vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng diệu biện tài đủ tất cả tiếng tùy căn cơ diễn nói không dứt vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một tâm biết tất cả tâm dùng tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh thường ưa thích tích tập tất cả căn lành an lập chúng sinh nơi trí hoạ thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí thân phước đức trí hoạ thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo biết căn lành của tất cả chúng sinh quan sát hồi hướng đều thành tựu vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí thành đẳng tránh giác đều viên mãn vì khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ thần thông trí huệ tại một nơi xuất hiện ra đời, tất cả các nơi đều xuất hiện ra đời. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ tra nghiêm, nghiêm tịnh một chúng hội, tất cả chúng hội đều tra nghiêm, vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một cõi phật thấy khắp tất cả cõi phật vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tất cả đồ trang nghiêm bất khả thuyết đồ trang nghiêm vô lượng đồ trang nghiêm vô tận đồ trang nghiêm trang nghiêm khắp tất cả cõi phật vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả pháp đều quyết định hiểu rõ nghĩa thâm sâu, vì khiến cho tất cả chúng sinh được thần thông tự tại tối thượng bậc nhất của các Như Lai, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả công đức thần thông tự tại chẳng một chẳng khác, vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành bình đẳng được các đức Phật quán đảnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn trí thân thanh tịnh tôn thắng nhất ở trong các cõi Phật tử Đại Bồ Tát Từ Bi Thương Xót Lợi ích An lạc tất cả chúng sinh như vậy đều khiến cho thanh tịnh xa đìa san tham đố kỵ hưởng thọ an vui thủ thắng đủ oai đức lớn sinh tâm tin hiểu lớn vĩnh viễn lìa khỏi sân hận và các ô trược tâm thanh tịnh chất trực dịu dàng chẳng có xiểm khúc mê hoặc ngu si thực hành hạnh xuất ly vững chắc không hoại tâm bình đẳng vĩnh viễn không thối tối chuyển, thành tựu đầy đủ pháp lực trắng tịnh, không phiền não, không lỗi lầm, khéo léo hồi hướng, thường tu tránh hạnh, điều phục chúng sinh, diệt trừ tất cả các nghiệp bất thiện. Tu hành khổ hạnh tất cả căn lành, lại khuyên chúng sinh khiến họ tu tập, khắp vì các hàm thức, thọ đủ các thứ khổ, dùng mắt đại trí huệ quán sát các căn lành, biết họ đều dùng trí huệ làm tánh, phương tiện hồi hướng cho tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ tất cả nơi công đức thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể nhiếp thọ tất cả căn lành, biết các tánh công đức và nghĩa lý, vì khiến cho tất cả chúng sinh tịnh khắp tất cả các căn lành, vì khiến cho tất cả chúng sinh ở trong cảnh giới ruộng phước gieo trồng các pháp lành tâm chẳng hối tiếc vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ được khắp tất cả chúng sinh mỗi chúng sinh đều khiến cho họ hướng về nhất thiết trí vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp khắp hết thảy tất cả căn lành mỗi căn lành đều bình đẳng hồi hướng đồng đều lại đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an ổn nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo được thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo được an lạc nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo được giải thoát nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo được bình đẳng nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo được thấu đạt nguyện cho tất cả chúng sinh rốt giáo an trụ các pháp tráng tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt vô ngại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo điều phục tâm mình nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ mười lực điều phục được chúng sinh phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì không chấp nghiệp không chấp báo không chấp thân không chấp vật không chấp cõi không chấp phương không chấp chúng sinh không chấp chẳng có chúng sinh không chấp tất cả các pháp không chấp chẳng có tất cả các pháp phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì đem căn lành đó bố thí khắp thế gian nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn trí huệ của phật được tâm thanh tịnh trí huệ thấu rõ nội tâm vắng lặng duyên ngoài chẳng động tăng trưởng thành tựu giống phật ba đời Phật tử khi đại Bồ Tát tu hành hồi hướng như vậy thì vượt qua tất cả, không ai hơn được, hết thảy lời lẽ của tất cả thế gian đều khen ngợi cũng không hết được. Khắp tu tất cả các hạnh của Bồ Tát đều hay qua đến tất cả cõi Phật, thấy khắp chư Phật chẳng có chướng ngại, lại thấy hạnh môn tu hành của Bồ Tát khắp tất cả thế giới, dùng phương tiện khéo léo vì các chúng sinh phân biệt câu nghĩa thâm sâu của các pháp, được đà la ni diễn nói diệu pháp hết thủa kiếp vị lai chẳng có đoạn tuyệt vì chúng sinh mà niệm niệm ở nơi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới giống như hình bóng hiện thân khắp để cúng dường chư phật niệm niệm nghiêm tịnh bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước chư phật đều khiến khắp cùng tu hành nghiêm tịnh cõi phật trí huệ không nhàm đủ niệm niệm khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha chúng sinh thanh tịnh thành tựu bình đẳng đầy đủ ở trong tất cả cõi phật đó siêng tu tất cả các ba la mật nhiếp lấy chúng sinh thành tựu tịnh nghiệp được tai vô ngại ở nơi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới chư phật mỗi đức như lai chuyển bánh xe pháp đều lắng nghe thọ trì tinh tấn siêng năng tu tập chẳng sinh một tâm niệm xả lìa trụ nơi không chỗ được không nương tựa không làm không chấp thần thông của bồ tát trong một sát na một khải móng tay phân thân đến khắp bất khả thuyết thế giới của chư phật với các bồ tát đồng thấy biết như nhau phật tử khi đại bồ tát tu tập hạnh bồ tát như vậy còn có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thanh tịnh nghĩ nhớ khen ngợi không thể hết được huống chi lại được thành tựu vô thượng bồ đề tất cả cõi phật bình đẳng thanh tịnh tất cả chúng sinh bình đẳng thanh tịnh tất cả thân bình đẳng thanh tịnh tất cả căn bình đẳng thanh tịnh Tất cả nghiệp quả bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng hội đạo tràng bình đẳng thanh tịnh, tất cả hạnh viên mãn bình đẳng thanh tịnh, tất cả pháp phương tiện trí bình đẳng thanh tịnh, tất cả các nguyện hồi hướng của Như Lai bình đẳng thanh tịnh, tất cả cảnh giới thần thông của chư Phật bình đẳng thanh tịnh. Phật tử, khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì đắc được pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức viên mãn trang nghiêm. Khi hồi hướng như vậy thì chúng sinh chẳng trái với tất cả cõi, cõi chẳng trái với tất cả chúng sinh, cõi chúng sinh chẳng trái với nghiệp, nghiệp chẳng trái với cõi chúng sinh, tư duy chẳng trái với tâm, tâm chẳng trái với tư duy tư duy tâm chẳng trái với cảnh giới cảnh giới chẳng trái với tư duy tâm nghiệp chẳng trái với báo báo chẳng trái với nghiệp nghiệp chẳng trái với nghiệp đạo nghiệp đạo chẳng trái với nghiệp pháp tánh chẳng trái với tướng pháp tướng chẳng trái với tánh pháp sinh chẳng trái với tánh cõi bình đẳng chẳng trái với chúng sinh bình đẳng chúng sinh bình đẳng chẳng trái với cõi bình đẳng tất cả chúng sinh bình đẳng chẳng trái với tất cả pháp bình đẳng tất cả pháp bình đẳng chẳng trái với tất cả chúng sinh bình đẳng bờ mé lìa dục bình đẳng chẳng trái với tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng chẳng trái với bờ mé lìa dục bình đẳng quá khứ chẳng trái với vị lai vị lai chẳng trái với quá khứ quá khứ vị lai chẳng trái với hiện tại hiện tại chẳng trái với quá khứ vị lai, thế gian bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, Phật bình đẳng chẳng trái với thế gian bình đẳng, Bồ tát hạnh chẳng trái với nhất thiết trí, nhất thiết trí chẳng trái với Bồ tát hạnh phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì được nghiệp bình đẳng được báo bình đẳng được thân bình đẳng được phương tiện bình đẳng được nguyện bình đẳng được tất cả chúng sinh bình đẳng được tất cả cõi bình đẳng được tất cả hạnh bình đẳng được nhất thiết trí bình đẳng được ba đời chư phật bình đẳng được thừa sự tất cả chư phật được cúng dường tất cả bồ tát được trồng tất cả căn lành được viên mãn tất cả nguyện lớn được giáo hóa tất cả chúng sinh được biết rõ tất cả nghiệp được thừa sự cúng dường tất cả thiện tri thức được vào tất cả chúng hội đạo tràng thanh tịnh được thông đả tất cả chánh giáo được thành tựu viên mãn tất cả pháp trắng phật tử đó là hồi hướng tùy thuận tất cả chúng sinh thứ bảy của đại bồ tát đại bồ tát thành tựu hồi hướng này thì hàng phục được tất cả ma oán trừ sạch các dục niệm được sự an lạc xuất ly trụ nơi tánh không hai đủ oai đức lớn cứu hộ chúng sinh làm vua công đức thần túc vô ngại đến tất cả cõi vào nơi vắng lặng đủ tất cả thân thành tựu hạnh bồ tát nơi các hạnh nguyện tâm được tự tại phân biệt biết rõ tất cả các pháp đều sinh khắp tất cả cõi phật được tai vô ngại nghe hết thảy âm thanh trong tất cả cõi được mắt trí huệ thanh tịnh thấy tất cả chư phật chưa từng tạm xa lìa nơi tất cả cảnh giới thành tựu căn lành tâm không cao thấp nơi tất cả Pháp được vô sở đắc. Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành, bình đẳng, tùy thuận hồi hướng cho tất cả chúng sinh như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng các công đức của Bồ Tát làm vi diệu rộng lớn rất sâu xa cho đến một niệm mà tu hành thảy đều hồi hướng không bỏ mé Bồ Tát có các đồ tư xanh đủ loại phong phú không hạn lượng voi hương ngựa báu để kéo xe y phục châu báu đều thủ diệu hoặc đem đầu mắt và tay chân, hoặc là thân thịt với xương tủy, đều khắp mười phương vô lượng cõi, thí khắp tất cả khiến đầy đủ. Trong vô lượng kiếp chỗ tu tập, tất cả công đức hồi hướng hết, vì muốn cứu độ các quần sinh, tâm ngải rốt giáo không thối truyền. Bồ Tát vì độ các chúng sinh, thường tu nghiệp hồi hướng tối thắng, khắp khiến ba cõi được an lạc. Đều khiến sẽ thành quả vô thượng bồ tát khắp phát nguyện bình đẳng tùy theo tu tập nghiệp thanh tịnh đều đem hồi hướng các quần sinh nguyện lớn như vậy chọn không bỏ nguyện lực bồ tát không hạ ngại tất cả thế gian đều nhiếp thọ như vậy hồi hướng các quần sinh chưa từng tạm khỏi tâm phân biệt khắp nguyện chúng sinh trí thấu rõ bố thí chỉ giới đều thanh tịnh tinh tấn tu hành chẳng giải đãi nguyện lớn như vậy không ngừng nghỉ bồ tát hồi hướng đến bờ kia khắp khai pháp môn diệu thanh tịnh trí huệ đồng với đấng lưỡng túc phân biệt thật nghĩa được rốt giáo. bồ tát đã thông đạt lời lẽ đủ thứ trí huệ cũng như vậy nói pháp như lý không chướng ngại mà ở trong đó tâm chẳng chấp thường nơi các pháp không hai tưởng cũng lại chẳng nghĩ nơi không hai nơi hai không hai thảy đều lìa biết nó đều là đường lời lẽ biết các thế gian đều bình đẳng đâu chẳng phải nghiệp của lời tâm chúng sinh huyễn hóa không có thật hết thảy quả báo từ huyễn khởi, hết thảy tất cả nơi thế gian, đủ thứ quả báo đều khác nhau, tất cả đều do nghiệp lực thành, nếu diệt được nghiệp nó đều dứt. Bồ Tát quán sát các thế gian, thân miệng ý nghiệp đều bình đẳng, cũng khiến chúng sinh trụ bình đẳng giống như đấng đại thánh vô đẳng, bồ tát nghiệp thiện đều hồi hướng, khắp khiến chúng sinh sắc thanh tịnh, phước đức phương tiện đều đầy đủ, đồng với bậc vô thượng điều ngự, bồ tát lợi ích các quần sinh, công đức biển cả hồi hướng hết, nguyện khiến oai quang hơn thế gian được thành thân đại lực dũng mãnh, phàm chỗ tu tập các công đức nguyện khắp thế gian đều thanh tịnh chư phật thanh tịnh không ai bằng chúng sinh thanh tịnh cũng như vậy bồ tát nơi nghĩa được thiện xảo biết được pháp tối thắng của phật đem nghiệp thiện bình đẳng hồi hướng nguyện khiến các loài đồng như lai bồ tát biết rõ các pháp không tất cả thế gian không chỗ có không có tạo tác và kẻ làm chúng sinh nghiệp báo cũng không mất các pháp tịch diệt chẳng tịch diệt xa lìa hai tâm phân biệt này, biết các phân biệt là đời thấy vào nơi tránh vị hết phân biệt, như vậy chân thật các Phật tử từ nơi Như Lai pháp hóa sinh, Bồ Tát khéo hồi hướng như vậy, thế gian nghi hoặc đều trừ diệt. Phật tử thế nào là hồi hướng tướng chân như của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này tránh niệm thấu rõ, tâm của ngài an trụ vững chắc, xa lìa mê hoặc, chuyên tâm tu hành, thâm tâm chẳng động, thành tựu nghiệp bất hoại, hướng về nhất thiết trí, chọn không thối chuyển, trí cầu đại thừa, dũng mãnh không sợ hãi, trồng các gốc công đức, an ổn khắp thế gian, sinh căn lành thủ thắng, tu pháp trắng tịnh, đại bi tăng trưởng, tâm báu thành tựu, thường niệm chư Phật, hộ trì chánh pháp nơi Bồ Tát đạo tin tưởng ưa thích vững chắc, thành tựu vô lượng căn lành tịnh diệu, siêng tu nhất thiết công đức trí huệ, làm điều ngự sư, sinh các pháp lành, dùng trí huệ phương tiện để hồi hướng. Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt huệ quán sát hết thảy căn lành vô lượng vô biên, các căn lành đó khi tu tập hoặc cầu duyên hoặc sắm sửa hoặc trị tịnh hoặc hướng nhập hoặc chuyên cần hoặc khởi hành hoặc thấu đạt hoặc thẩm xét hoặc khai thị như vậy có đủ thứ pháp môn đủ thứ cảnh đủ thứ tướng đủ thứ việc đủ thứ phần đủ thứ hạnh đủ thứ danh tự đủ thứ phân biệt đủ thứ sinh ra đủ thứ tu tập trong đó hết thảy tất cả căn lành đều hướng về tâm thừa thập lực mà kiến lập thảy đều hồi hướng nhất thiết chủng trí chỉ một không hai bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy nguyện được thân nghiệp viên mãn vô ngại tu hạnh bồ tát nguyện được miệng nghiệp thanh tịnh vô ngại tu hạnh bồ tát nguyện được thành tựu ý nghiệp vô ngại an trụ đại thừa nguyện được tâm viên mãn không chướng ngại tịnh tu tất cả các hạnh bồ tát Nguyện khởi vô lượng tâm địa rộng lớn, chu cấp vô biên tất cả chúng sinh. Nguyện nơi các pháp tâm được tự tại, diễn nói đại pháp minh không ai chướng che được. Nguyện được thấu đạt nơi nhất thiết trí, phát tâm bồ đề chiếu khắp thế gian. Nguyện thường chánh niệm chư Phật ba đời, quán tưởng như lai, thường hiện tại tiền. Nguyện trụ nơi trí nguyện viên mãn tăng thượng xa lìa tất cả các ma oán địch nguyện được an trụ nơi trí thập lực của phật nhiếp khắp chúng sinh không có ngừng nghỉ nguyện được tam muội du hành các thế giới mà nơi thế gian chẳng có nhiễm trước nguyện trụ các thế giới chẳng có mệt mỏi giáo hóa chúng sinh luôn không ngừng nghỉ nguyện khỏi vô lượng phương tiện tư huệ thành tựu đạo bồ tát không nghĩ bàn nguyện được các phương tiện trí huệ không mê hoặc đều phân biệt được tất cả thế gian nguyện được trí lực thần thông tự tại ở trong một niệm đều nghiêm tịnh được tất cả cõi nước nguyện được vào khắp tự tánh các pháp thấy tất cả thế gian thảy đều thanh tịnh nguyện được sinh khởi trí không sai biệt ở trong một cõi vào tất cả cõi, nguyện đem việc trang nghiêm tất cả cõi hiển bày tất cả, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh, nguyện ở trong một cõi Phật thị hiện vô biên pháp giới, tất cả cõi Phật cũng đều như vậy, nguyện được đại thần thông trí huệ tự tại đi đến khắp tất cả cõi Phật. Phật tử, đại bồ tát đem các căn lành, nguyện được trang nghiêm tất cả cõi Phật nguyện được đến khắp tất cả thế giới, nguyện được thành tựu trí huệ quán sát như là thân mình hồi hướng như vậy. Như vậy mà vì tất cả chúng sinh, đó là nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả cõi địa ngục xúc sinh, Diêm La Vương, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng trí huệ khắp cùng nguyện cho tất cả chúng sinh nơi oán thân tâm bình đẳng nhiếp thọ đều khiến họ an lạc trí huệ thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ viên mãn tịnh quang chiếu khắp nguyện cho tất cả chúng sinh tư hoại thành tựu viên mãn thấu rõ nghĩa chân thật nguyện cho tất cả chúng sinh dùng trí nguyện thanh tịnh hướng cầu bồ đề được vô lượng trí huệ nguyện cho tất cả chúng sinh khắp khai thị trụ xứ an ổn phật tử đại bồ tát luôn dùng tâm thiện hồi hướng như vậy vì khiến cho tất cả chúng sinh gặp mây mát mẻ dưới mưa pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh thường trồng ruộng phước được cảnh giới thù thắng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều khéo vào tâm tạng bồ đề tự hộ trì vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự ràng buộc che đậy khéo an trụ vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ thần thông vô ngại vì khiến cho tất cả chúng sinh được thân tự tại thị hiện khắp vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết chủng trí tối thắng khắp làm lợi ích không luống qua vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp khắp chúng sinh làm cho họ được thanh tịnh vì khiến cho tất cả chúng sinh đều rốt ráo được nhất thiết trí vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm chẳng lay động không chướng ngại phật tử đại bồ tát thấy cõi nước vườn rừng cỏ cây hoa quả hương quý y phục tốt đẹp, châu báu tài vật, các đồ trang nghiêm đáng ưa thích, hoặc thấy thôn ấp tụ lạc, hoặc thấy ông vua oai đức tự tại đáng ưa thích, hoặc thấy chỗ ở lìa các sự ồn ào, thấy những việc như vậy rồi, Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện tinh cần tu tập, sinh ra vô lượng công đức thủ thắng vi diệu, vì các chúng sinh siêng cầu pháp lành tâm chẳng phóng dật, rộng tu tập các việc lành, giống như biển cả, dùng vô tận điều lành che khắp tất cả là chỗ nương tựa của các pháp lành đem các căn lành phương tiện hồi hướng mà không phân biệt khai thị vô lượng đủ thứ căn lành trí thường quán sát tất cả chúng sinh tâm luôn nghĩ nhớ cảnh giới căn lành đem căn lành chân như bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh chẳng có ngừng nghỉ Bây giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được các kiến giải đáng ưa thích của Như Lai, thấy pháp chân tánh bình đẳng, chẳng có chấp lấy viên mãn thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh thấy các Như Lai rất đáng ưa thích cúng dường viên mãn, nguyện cho tất cả chúng sinh vãng sinh tất cả cõi Phật thanh tịnh rất đáng ưa thích không có các phiền não nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy pháp đáng ưa thích của chư phật nguyện cho tất cả chúng sinh thường thích hộ trì tất cả hạnh đáng ưa thích của bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt đáng ưa thích của thiện tri thức thấy không chướng ngại nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy tất cả vật đáng ưa thích chẳng có trái nghịch nguyện cho tất cả chúng sinh chứng được tất cả pháp đáng ưa thích mà siêng hộ trì nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của phật đắc được quang minh thanh tịnh nguyện cho tất cả chúng sinh tu tất cả tâm xả đáng ưa thích của các bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh được không sợ hãi hay nói tất cả pháp đáng ưa thích Nguyện cho tất cả chúng sinh được các tam muội thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh được các môn đà la ni đáng ưa thích của Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ khéo quán sát đáng ưa thích của các Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh hay hiện thần thông tự tại đáng ưa thích của Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đại chúng hội của chư Phật nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích, nguyện cho tất cả chúng sinh hay dùng phương tiện khai thị diễn nói câu khác biệt rất đáng ưa thích, nguyện cho tất cả chúng sinh thường hay phát khởi đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích, nguyện cho tất cả chúng sinh niệm niệm phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho các căn hoan hỷ thư thái, nguyện cho tất cả chúng sinh vào được tất cả nhà Như Lai rất đáng ưa thích nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh điều phục đáng ưa thích điều phục chúng sinh chẳng có ngừng nghỉ nguyện cho tất cả chúng sinh được vô tận biện tài rất đáng ưa thích của các Bồ Tát diễn nói các pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, trụ nơi tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hóa chúng sinh tâm chẳng nhàm mỏi, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng vô lượng phương tiện khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện vô ngại đáng ưa thích biết tất cả pháp chẳng có gốc rễ nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa thích biết tất cả pháp rốt ráo không hai đoạn trừ tất cả chướng ngại nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khỏi bờ mé tham dục biết tất cả pháp bình đẳng chân thật nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn đầy đủ tất cả pháp không hí luận rất đáng ưa thích của bồ tát nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tinh tấn kim cang tạng thành tựu nhất thiết trí đạo đáng ưa thích nguyện cho tất cả chúng sinh đủ căn lành vô ngại đáng ưa thích hàng phục tất cả phiền não oán địch nguyện cho tất cả chúng sinh được tất cả trí môn đáng ưa thích khắp nơi thế gian hiện thành chánh giác phật tử khi đại bồ tát tu tập các căn lành như vậy thì được trí huệ quang minh được thiện tri thức nhiếp thọ mặt trời trí huệ của như lai chiếu sáng tâm của vị bồ tát đó vĩnh viễn diệt trừ si tối siêng tu chánh pháp vào các trí nghiệp khéo học trí địa căn lành chảy khắp sung mãn pháp giới dùng trí huệ hồi hướng tận nguồn đáy căn lành của các bồ tát dùng trí huệ vào sâu biển đại phương tiện thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn phật tử đại bồ tát đem căn lành này hồi hướng như vậy chẳng chấp trước thế gian chẳng thủ lấy chúng sinh tâm ngài thanh tịnh không chỗ nương tựa chánh niệm các pháp để thấy sự phân biệt chẳng xả bỏ nhất thiết trí huệ tự tại của phật chẳng trái với chánh môn hồi hướng của tất cả chư phật ba đời tùy thuận tất cả chánh pháp bình đẳng chẳng hoại tướng chân thật của như lai bình đẳng quán sát ba đời không tướng chúng sinh tùy thuận Phật đạo khéo nói các pháp, thấu rõ nghĩa lý thâm sâu vào bậc tối thắng, ngộ pháp chân thật, trí huệ viên mãn, tin ưa vững chắc, tuy khéo tu tránh nghiệp mà biết tánh nghiệp vốn không, thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, biết tất cả pháp chẳng có tự tánh, quán tất cả nghĩa và đủ thứ hạnh, tùy theo lời tin nói mà không chấp trước diệt trừ tất cả nhân duyên chấp trước biết lý như thật quán tánh các pháp đều vắng lặng biết rõ tất cả pháp đồng một thật tướng biết tướng các pháp chẳng tướng trái nghịch cùng ở chung với các bồ tát tu hành Bồ Tát Đạo, khéo nhiếp chúng sinh vào tất cả môn hồi hướng quá khứ vị la hiện tại của Bồ Tát, nơi các Phật Pháp tâm chẳng sợ hãi, dùng tâm vô lượng khiến các chúng sinh đều được thanh tịnh, nơi mười phương thế giới chẳng khởi tâm chấp lấy cái ta của ta, nơi các thế gian chẳng có phân biệt, nơi tất cả cảnh giới không sinh nhiễm trước riêng tu tất cả pháp xuất thế gian, nơi các thế gian không thủ lấy không nương tựa, nơi đạo thâm sâu vi diệu, thấy chân tránh vững chắc, lìa sự thấy hư vọng, thấu rõ pháp chân thật. Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi chẳng có bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả mọi nơi chẳng có bờ mé. Ví như chân như chân thật làm tánh, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, thấu rõ tất cả pháp chân thật làm tánh, ví như chân như luôn giữ bổn tánh không có biến đổi, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, giữ bổn tánh của nó chọn không thay đổi, ví như chân như dùng tất cả pháp không tánh làm tánh căn lành hồi hướng cũng lại như thế thấu rõ tất cả pháp không tánh làm tánh ví như chân như không tướng làm tướng căn lành hồi hướng cũng lại như thế thấu rõ tất cả pháp không tướng làm tướng ví như chân như nếu có người đắc được thì chọn không thối chuyển căn lành hồi hướng cũng lại như thế nếu có đắc được thì nơi các phật pháp vĩnh viễn không thối chuyển ví như chân như là chỗ đi của tất cả chư Phật. Căn lành hồi hướng cũng lạ như thế là chỗ đi của tất cả như lai, ví như chân như, lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời, ví như chân như, hay có sự an lập căn lành hồi hướng cũng lại như thế đều hay an lập tất cả chúng sinh ví như chân như tánh thường tùy thuận căn lành hồi hướng cũng lại như thế hết kiếp thủa vị lai tùy thuận chẳng dứt ví như chân như không thể dò lường, căn lành hồi hướng cũng như thế, đồng cõi hư không, hết tâm chúng sinh không thể dò lường được, ví như chân như đầy khắp tất cả, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong một sát na khắp cùng pháp giới, ví như chân như thường trụ vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt giáo vô tận ví như chân như không gì sánh bằng căn lành hồi hướng cũng lại như thế khắp viên mãn tất cả phật pháp không gì sánh bằng ví như chân như thể tánh vững chắc căn lành hồi hướng cũng lại như thế thể tánh vững chắc chẳng phải các hoặc não ngăn cản được ví như chân như không thể phá hoại được căn lành hồi hướng cũng lại như thế tất cả chúng sinh không thể tổn hoại được ví như chân như chiếu sáng làm thẻ căn lành hồi hướng cũng lạ như thế dùng chiếu sáng khắp làm tánh ví như chân như không đâu mà chẳng có căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tất cả mọi nơi không đâu mà chẳng có ví như chân như khắp tất cả thời căn lành hồi hướng cũng lạ như thế khắp tất cả thời ví như chân như tánh thường thanh tịnh căn lành hồi hướng cũng lạ như thế trụ nơi nơi thế gian mà thẻ thanh tịnh ví như chân như nơi pháp vô ngại căn lành hồi hướng cũng lại như thế đi khắp tất cả mà không chướng ngại ví như chân như làm mắt của chúng sinh căn lành hồi hướng cũng lại như thế hay làm mắt của tất cả chúng sinh ví như chân như tánh không mệt mỏi căn lành hồi hướng cũng lại như thế tu hành các hạnh của tất cả bồ tát luôn không mệt mỏi ví như chân như thẻ tánh thâm sâu căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tánh rất thâm sâu ví như chân như không có một vật căn lành hồi hướng cũng lạ như thế biết rõ tánh của nó chẳng có một vật ví như chân như tánh chẳng xuất hiện căn lành hồi hướng cũng lạ như thế thẻ rất vi diệu khó có thể thấy được. Ví như chân như, lìa các màng cấu bẩn, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, mắt huệ thanh tịnh, lìa các màng ngu si. Ví như chân như, tánh không gì bằng, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, thành tựu tất cả các hạnh của Bồ Tát. Tối thượng không gì bằng, ví như chân như thẻ tánh vắng lặng, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, khéo tùy theo, thủ lấy pháp vắng lặng ví như chân như chẳng có gốc rễ căn lành hồi hướng cũng lại như thế hay vào tất cả pháp không gốc rễ ví như chân như thẻ tánh vô biên căn lành hồi hướng cũng lại như thế tịnh các chúng sinh số lượng vô biên ví như chân như thẻ tánh không chấp trước, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, rốt giáo xa lìa tất cả sự chấp trước, ví như chân như không có chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian, ví như chân như chẳng phải chỗ đi của thế gian, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, chẳng phải các thế gian có thể đi được. Ví như chân như thẻ tánh không trụ căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tất cả sinh tử đều không chỗ trụ ví như chân như tánh không chỗ làm căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tất cả chỗ làm thảy đều xả lìa ví như chân như thẻ tánh an trụ căn lành hồi hướng cũng lạ như thế an trụ chân thật ví như chân như với tất cả pháp cùng tương ưng căn lành hồi hướng cũng lạ như thế với các bồ tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng ví như chân như trong tất cả pháp tánh thường bình đẳng căn lành hồi hướng cũng lạ như thế nơi các thế gian tu hạnh bình đẳng ví như chân như không lìa các pháp căn lành hồi hướng cũng lạ như thế suốt thủa vị lai không bỏ thế gian ví như chân như ở trong tất cả pháp rốt giáo vô tận căn lành hồi hướng cũng lạ như thế nơi các chúng sinh hồi hướng vô tận ví như chân như với tất cả pháp không có tướng trái nghịch căn lành hồi hướng cũng lạ như thế chẳng trái nghịch với tất cả phật pháp ba đời ví như chân như nhiếp khắp các pháp Căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, nhiếp hết căn lành của tất cả chúng sinh, ví như chân như với tất cả pháp đồng thể tánh, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, đồng một thể tánh với chư Phật ba đời, ví như chân như với tất cả pháp không tướng xả lìa, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, nhiếp trì tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, ví như chân như, không gì che khuất được căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tất cả thế gian không thể che khuất được ví như chân như không thể lay động căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tất cả nghiệp ma không thể lay động được ví như chân như tánh không dơ trược căn lành hồi hướng cũng lạ như thế tu hạnh bồ tát chẳng có dơ trược ví như chân như chẳng có biến đổi căn lành hồi hướng cũng lại như thế thương nhớ chúng sinh tâm không biến đổi ví như chân như không thể cùng tận căn lành hồi hướng cũng lại như thế chẳng phải các pháp thế gian cùng tận được ví như chân như tánh thường giác ngộ căn lành hồi hướng cũng lại như thế khắp giác ngộ tất cả các pháp ví như chân như không thể mất hoại căn lành hồi hướng cũng lại như thế nơi các chúng sinh khởi trí nguyện thủ thắng vĩnh viễn không mất hoại ví như chân như hay chiếu sáng căn lành hồi hướng cũng lại như thế dùng quang minh đại trí huệ chiếu các thế gian ví như chân như không thể dùng lời nói căn lành hồi hướng cũng lại như thế Tất cả lời nói không thể nói được. Ví như chân như giữ gìn các thế gian, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, hay giữ gìn tất cả các hạnh của Bồ Tát, ví như chân như tùy thuận lời nói thế gian, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, tùy thuận tất cả lời nói trí huệ, ví như chân như khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, khắp nơi mười phương tất cả cõi Phật hiện đại thần thông thành đẳng chánh giác ví như chân như không có phân biệt căn lành hồi hướng cũng lạ như thế nơi các thế gian không có sự phân biệt ví như chân như khắp tất cả thân căn lành hồi hướng cũng lạ như thế khắp vô lượng thân trong mười phương cõi ví như chân như thể tánh không sinh căn lành hồi hướng cũng lạ như thế phương tiện thị hiện sinh mà không chỗ sinh ví như chân như không chỗ nào mà không sinh căn lành hồi hướng cũng lại như thế trong các cõi phật mười phương ba đời khắp hiện thần thông mà không có chỗ nào mà không sinh ví như chân như khắp tại ban đêm căn lành hồi hướng cũng lại như thế tất cả ban đêm phóng đại quang minh thí làm phật sự ví như chân như khắp tại ban ngày, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến tất cả chúng sinh tại ban ngày thấy thần biến của Phật, diễn nói Pháp không thối chuyển, lìa dơ được thanh tịnh không người nào luống qua, ví như chân như khắp trong nửa tháng cho đến một tháng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian thứ lớp thời tiết, được phương tiện khéo léo ở trong một niệm biết tất cả thời, ví như chân như khắp trong năm tuổi căn lành hồi hướng cũng lạ như thế trụ vô lượng kiếp thấu rõ thành thục các căn đều khiến cho viên mãn ví như chân như khắp kiếp thành hoại căn lành hồi hướng cũng lạ như thế trụ tất cả kiếp thanh tịnh không nhiễm giáo hóa chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh ví như chân như hết thủa vị lai căn lành hồi hướng cũng lại như thế hết thủa vị lai tu các diệu hạnh thanh tịnh của bồ tát thành tựu viên mãn nguyện lớn chẳng có thối truyền ví như chân như khắp trụ ba đời căn lành hồi hướng cũng lại như thế khiến các chúng sinh nơi một sát na thấy chư phật ba đời chưa từng một niệm mà có sự xả lìa ví như chân như khắp tất cả mọi nơi căn lành hồi hướng cũng lại như thế vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả đều được tự tại, ví như chân như, trụ pháp có không, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, thấu đạt tất cả pháp có không, rốt giáo thanh tịnh, ví như chân như, thẻ tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, hay dùng phương tiện, tập pháp trợ đạo, tịnh trị tất cả các hạnh của Bồ Tát ví như chân như thẻ tánh sáng sạch, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, khiến các Bồ Tát đều được tâm tam muội sáng sạch. Ví như chân như thẻ tánh không dơ, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, xa lìa các sự dơ bẩn đầy đủ tất cả các ý thanh tịnh. Ví như chân như không có cái ta và của ta, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, dùng tâm thanh tịnh không cái ta và của ta đầy khắp các cõi phật trong mười phương ví như chân như thẻ tánh bình đẳng căn lành hồi hướng cũng lại như thế đắc được trí huệ nhất thiết trí bình đẳng ví như chân như vượt qua các số lượng căn lành hồi hướng cũng lại như thế vượt qua số lượng tất cả trí thừa cùng ở chung với đại lực pháp tạ nổi mây pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả thế giới ví như chân như bình đẳng an trụ căn lành hồi hướng cũng lạ như thế phát sinh tất cả các hạnh bồ tát bình đẳng trụ nơi đạo nhất thiết trí ví như chân như trụ khắp tất cả các cõi chúng sinh căn lành hồi hướng cũng lạ như thế đầy đủ vô ngại nhất thiết trùng trí nơi cõi chúng sinh đều hiện ra ở trước Ví như chân như chẳng có phân biệt, trụ khắp trong tất cả âm thanh trí huệ, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, đầy đủ tất cả các lời lẽ âm thanh trí huệ, hay thị hiện khắp đủ thứ lời lẽ âm thanh, khai thị chúng sinh ví như chân như vĩnh viễn lìa khỏi thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, ví như chân như thể tánh rộng lớn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ trì. Phật Pháp rộng lớn, đời quá khứ, vị lai và hiện tại, luôn không quên mất, siêng tu tất cả hạnh Bồ Tát ví như chân như không gián đoạn ngừng nghỉ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí, nơi tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát không gián đoạn ngừng nghỉ, ví như chân như thẻ tánh rộng rãi khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tịnh niệm vô ngại nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng rãi, ví như chân như nhiếp khắp các loại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế chứng được vô lượng loại trí, tu các diệu hạnh chân thật của Bồ Tát, ví như chân như không chỗ thủ trước, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, nơi tất cả Pháp không thủ lấy trừ diệt tất cả thủ trước của thế gian, khắp khiến cho thanh tịnh. Ví như chân như, thể tánh bất động, căn lành hồi hướng cũng lạ như thế, an trụ hạnh nguyện viên mãn của phổ hiền, rốt giáo bất động ví như chân như là cảnh giới của Phật căn lành hồi hướng cũng lạ như thế khiến các chúng sinh đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ diệt cảnh phiền não đều khiến thanh tịnh ví như chân như không thể chế phục, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, không bị tất cả các ma sự nghiệp, ngoại đạo tà luận chế phục, ví như chân như chẳng phải có thể tu, chẳng phải không thể tu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xả lìa tất cả vọng tưởng thủ trước, nơi tu không tu chẳng có phân biệt ví như chân như chẳng có thối lùi xả bỏ căn lành hồi hướng cũng lạ như thế thường thấy chư phật phát tâm bồ đề đại thệ trang nghiêm vĩnh viễn không thối lùi xả bỏ ví như chân như khắp nhiếp tất cả lời lẽ âm thanh thế gian căn lành hồi hướng cũng lạ như thế hay đắc được tất cả lời lẽ âm thanh khác biệt thần thông trí huệ khắp phát ra tất cả đủ thứ lời lẽ ví như chân như nơi tất cả pháp không chỗ mong cầu căn lành hồi hướng cũng lại như thế khiến cho các chúng sinh ngồi thừa phổ hiền mà được thoát khỏi nơi tất cả pháp chẳng có tham cầu ví như chân như trụ tất cả bậc căn lành hồi hướng cũng lại như thế khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ bậc thế gian trụ bậc trí huệ dùng hạnh phổ hiền mà tự trang nghiêm ví như chân như không có đoạn tuyệt căn lành hồi hướng cũng lại như thế nơi tất cả pháp được sự không sợ hãi tùy theo loại tiếng nơi nơi diễn nói chẳng có đoạn tuyệt ví như chân như xả lìa các lậu căn lành hồi hướng cũng lại như thế khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp trí thấu đạt nơi pháp viên mãn công đức bồ đề vô lậu ví như chân như chẳng có chút pháp nào có thể phá hoại tán loạn được khiến cho chút ít phần chẳng giác ngộ căn lành hồi hướng cũng lại như thế khắp khiến khai ngộ tất cả các pháp tâm đó vô lượng khắp cùng pháp giới ví như chân như quá khứ chẳng bắt đầu vị lai chẳng kết thúc hiện tại chẳng khác căn lành hồi hướng cũng lại như thế vì tất cả chúng sinh luôn luôn khởi tâm nguyện bồ đề khắp khiến thanh tịnh vĩnh viễn lìa sinh tử ví như chân như ở trong ba đời chẳng có phân biệt căn lành hồi hướng cũng lại như thế hiện tại niệm niệm tâm thường giác ngộ quá khứ vị lai thảy đều thanh tịnh ví như chân như thành tựu tất cả chư phật bồ tát căn lành hồi hướng cũng lại như thế phát khỏi tất cả đại nguyện phương tiện thành tựu trí huệ rộng lớn của chư phật ví như chân như rốt giáo thanh tịnh chẳng cùng ở với tất cả các phiền não căn lành hồi hướng cũng lại như thế hay diệt tất cả phiền não của chúng sinh viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì được tất cả cõi phật bình đẳng vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới được tất cả chúng sinh bình đẳng vì khắp chuyển bánh xe pháp vô ngại được tất cả bồ tát bình đẳng vì khắp sinh ra tất cả trí nguyện được tất cả chư phật bình đẳng vì quán sát thể của chư Phật không hai, được tất cả pháp bình đẳng, vì khắp biết các pháp tánh không đổi khác, được tất cả thế gian bình đẳng, vì dùng phương tiện trí huệ khéo hiểu tất cả lời lẽ, được tất cả Bồ Tát hạnh bình đẳng, vì tùy theo sự gieo trồng căn lành hồi hướng hết, được tất cả thời bình đẳng, vì riêng tu Phật sự nơi tất cả thời không đoạn tuyệt, được tất cả nghiệp quả bình đẳng vì nơi thế gian xuất thế gian hết thảy căn lành đều không nhiễm trước đều rốt ráo được tất cả thần thông tự tại của phật bình đẳng vì tùy thuận thế gian hiện phật sự phật tử đó là hồi hướng chân như tướng thứ tám của đại bồ tát đại bồ tát trụ hồi hướng này chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh hay làm như lai đại sư tử hống tự tại không sợ hãi dùng phương tiện khéo léo giáo hóa thành tựu vô lượng bồ tát nơi tất cả thời chưa từng ngừng nghỉ được vô lượng thân viên mãn của phật một thân đầy khắp tất cả thế giới được vô lượng âm thanh viên mãn của phật một âm thanh khai ngộ tất cả chúng sinh được vô lượng lực viên mãn của phật trong một lỗ chân lông, khắp dung nạp tất cả cõi nước, được vô lượng thần thông viên mãn của Phật đặt đẻ các chúng sinh ở trong một hạt bụi. Được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, nơi một thân chúng sinh thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật, thành đẳng chánh giác, được vô lượng tam muội viên mãn của Phật ở trong một tam muội khắp thị hiện tất cả tam muội được vô lượng biện tài viên mãn của phật nói một câu pháp hết thủa vị lai cũng nói không hết đều trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh được vô lượng chúng sinh viên mãn của phật đủ mười lực của phật tận cõi chúng sinh thị hiện thành chánh giác phật tử đó là đại bồ tát đem tất cả căn lành tùy thuận hồi hướng chân như tướng Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng Bồ Tát trí nguyện thường an trụ, tránh niệm vững chắc lìa si hoặc Tâm thiện mềm mại luôn mát mẻ, tích tập vô biện hạnh công đức. Bồ Tát khiêm thuận không trái nghịch, hết thảy trí nguyện đều thanh tịnh. Mình được trí huệ đại quang minh, khéo hay chiếu soi tất cả nghiệp Bồ Tát suy ngẫm, nghiệp rộng lớn Đủ thứ khác nhau rất ít có Quyết tâm tu hành không thối chuyển Dùng đây lợi ích các quần sinh Các nghiệp khác nhau vô lượng thứ Bồ Tát siêng tu tập tất cả Tùy thuận chúng sinh không trái ý Khắp khiến tâm tịnh sinh hoan hỷ Đã lên bậc nhân tôn điều ngự Lìa các nhiệt não tâm vô ngại Nơi pháp, nơi nghĩa đều khéo biết vì lợi quần sinh siêng tu tập. Bồ Tát tu tập các hạnh lành, vô lượng vô số thứ khác nhau, nơi đó tất cả phân biệt biết, vì lợi quần sinh nên hồi hướng, dùng diệu trí huệ luôn quán sát, lý rốt giáo rộng lớn chân thật, dứt hẳn các cõi không thừa sót. Như chân như đó khéo hồi hướng, ví như chân như khắp tất cả, như vậy nhiếp khắp các thế gian bồ tát dùng tâm này hồi hướng đều khiến chúng sinh không chấp trước nguyện lực bồ tát khắp tất cả ví như chân như đâu chẳng có hoặc thấy không thấy niệm khắp cùng đều đem công đức mà hồi hướng an trụ trong đêm ngày cũng trụ nửa tháng một tháng cũng an trụ hoặc năm hoặc kiếp đều an trụ chân như như vậy hạnh cũng thế hết thảy ba đời và cõi nước tất cả chúng sinh với các pháp đều trụ trong đó không chỗ trụ dùng hạnh như vậy mà hồi hướng ví như bổn tự tánh chân như bồ tát như vậy phát tâm lớn chỗ trụ chân như đâu chẳng có dùng hạnh như vậy mà hồi hướng ví như bổn tự tánh chân như trong đó chưa từng có một pháp chẳng được tự tánh là chân tánh dùng nghiệp như vậy mà hồi hướng chân như như tướng nghiệp cũng thế chân như như tánh nghiệp cũng thế chân như như tánh vốn chân thật nghiệp cũng như vậy đồng chân như ví như chân như không bờ mé nghiệp cũng như vậy không bờ mé mà ở trong đó không chấp buộc do đó nghiệp này được thanh tịnh. Như vậy thông họa chân Phật tử, trí nguyện kiên cố không lay động, dùng sức trí họa khéo thông đạt vào tạng phương tiện của chư Phật, giác ngộ Pháp vương Pháp chân thật, trong đó không chấp cũng không buộc, như vậy tự tại tâm vô ngại chưa từng thấy có một pháp khởi. Pháp thân như lai sở tác nghiệp, tất cả thế gian như tướng đó, nói các pháp tướng đều vô tướng, biết tướng như vậy là biết pháp. Bồ Tát trụ không thể nghĩ bàn, trong đó nghĩ bàn không hết được, vào nơi không thể nghĩ bàn này, nghĩ với không nghĩ đều tịch diệt. Như vậy tư duy các pháp tánh, thấu rõ tất cả nghiệp khác biệt, hết thầy chấp ta đều trừ diệt trụ nơi công đức không thể động tất cả nghiệp quả báo bồ tát đều được vô tận trí ấn chứng như vậy vô tận tự tánh hết do đó vô tận phương tiện diệt bồ tát quán tâm chẳng ở ngoài cũng lại không được ở bên trong biết tâm tánh đó không chỗ có ngã pháp đều lìa luôn tịch diệt các phật tử đó biết như vậy tất cả pháp tánh thường tịch diệt chẳng có một pháp nào tạo tác đồng với chư phật ngộ vô ngã biết rõ tất cả các thế gian cùng với chân như tánh tương đồng, thấy tướng không thả nghĩ bàn đó, tức là biết được pháp vô tướng. Nếu hay trụ pháp thâm sâu này, thường ưa tu hành hạnh Bồ Tát vì muốn lợi ích các quần sinh, đại thệ tra nghiêm không thối chuyển. Đó là vượt qua nơi thế gian, chẳng khởi sinh tử vọng phân biệt thấu đạt được tâm như viễn hóa riêng tu các hạnh độ quần sinh bồ tát chánh niệm quán thế gian tất cả đều từ nghiệp duyên được vì muốn cứu độ tu các hạnh nhiếp khắp ba cõi không thừa sót biết rõ chúng sinh đủ thứ khác đều là tưởng hành sự phân biệt nơi đây quán sát đều thấu rõ mà chẳng hoại nơi các pháp tánh bậc trí biết rõ các phật pháp dùng hạnh như vậy mà hồi hướng, thương xót tất cả các chúng sinh, khiến nơi thật pháp tránh tư duy. Hết quyển 3 Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh trên đèn bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.